nhưng toàn bộ yêu nguyên đều là thảo nguyên vô tận, căn bản một vật tham chiếu cũng không có, hoàn toàn không biết mình thân ở nơi nào. Lý Vân Tiêu cũng đứng ở phía trước chiến xa, đem thần thức tản ra mức độ lớn nhất, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, nhưng Diệp Phàm cảm ứng là sẽ không sai, nhất định nên coi trọng. Qua hồi lâu, còn không nhìn thấy bất luận đồ vật gì, tất cả mọi người có chút ngồi không yên. Đột nhiên Lý Vân Tiêu nói, chúng ta xác thực là ở tại chỗ đảo quanh, lần này phiền phức. Phùng Chư Cả Kinh nói, ngươi làm sao phát hiện, tìm tới vật tham chiếu. Sắc mặt Lý Vân Tiêu bình tĩnh, lắc đầu nói, không có vật tham chiếu, hiện tại các ngươi cảm thụ linh khí này, một đường lại đây đều là càng ngày càng đậm, thế nhưng đi lâu như vậy, mức độ linh khí đậm đặc xác thực đều đều. Trừ khi chúng ta đến nơi chủ yếu nhất của linh mạch, mới có thể đều đều khuếch tán như vậy, nhưng nơi này hiển nhiên không phải. Còn có chính là một đường lại đây nhiều thi thể như vậy, nhưng sau khi vào khu vực này, lại không nhìn thấy một bộ. Nói cách khác, chúng ta lâm vào ảo trận. Đào Quán liếc mắt nhìn phi hành trận pháp trên hổ vương chiến xa, chỉ vào mặt trên nói. Nhưng mà nguyên thạch vẫn hao tổn, chứng minh chúng ta xác thực phi hành lâu như vậy, nếu như là ảo trận, chiến xa này hẳn là dừng lại ở tại chỗ, nguyên thạch cũng sẽ không hao tổn chứ. Lý Vân Tiêu đau đầu nói. Chúng ta xác thực là hao tổn nguyên thạch phi hành, hơn nữa cũng xác thực là ở tại chỗ. Đây chính là ảo trận hư thực kết hợp, loại ảo trận này tuyệt đối không phải người bình thường có thể bày xuống, coi như là bảy đại siêu cấp thế lực cũng chưa chắc có thể có. Bởi vì loại trận pháp này là tự thành linh tính. Tự thành linh tính, có ý gì? Đào Quán ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên nói. Người ý tứ là trận pháp có linh tính. Lý Vân Tiêu nói. Vạn vật đều có linh, trận pháp đồng dạng là một trong thiên địa vạn vật, chỉ cần diễn hóa đạo trình độ nhất định là có thể sinh ra linh tính. Nhưng nơi này cũng không phải là tình huống như thế, đại trận này rất khả năng chính là bản thể của vạn cổ trường thanh thụ biến thành. Người Thánh Hỏa Điện đều cảm giác vô cùng hoang đường, Diệp Phàm cũng khó có thể tin nói. Sao có thể có chuyện đó? Lý Vân Tiêu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt ngưng trọng, ngâm tiếng nói. Không có cái gì không thể. Hơn nữa ta rốt cục nhớ tới, năm đó Vương Tọa Vũ Đế Đằng Quang đã từng đắc ý nói, hắn ở thiên vũ giới bày ra bảy tòa đại trận kỳ diệu tuyệt luân. Ta nhớ trong đó có một tòa tên là Thủy Nguyệt Kính Hoa. Ngươi làm sao mà biết được? Diệp Phàm kinh hãi, giật mình nói. Nói như vậy, tòa trận pháp này là Vương Tọa Vũ Đế Đằng Quang bày xuống. Chuyện này, cái này làm sao phá? Lý Vân Tiêu nói. Chớ hoảng sợ, hắn bày xuống đại trận không hẳn lợi hại. Tất cả mọi người là một mặt hắc tuyến, vẻ mặt Đào Quáng đưa đám nói. Vương Tọa Vũ Đế bày xuống trận pháp còn chưa lợi hại. Ngươi đừng nói với ta ngươi so với hắn còn lợi hại hơn. Lý Vân Tiêu trực tiếp ngừng lại chiến xa, bắt đầu quan sát bốn phía, vừa giải thích. Hắn đối với trận pháp nghiên cứu thuần túy là hứng thú, cũng không phải uy lực càng lớn càng thích, mà là càng thú vị càng thích. Loại Thủy Nguyệt Kính Hoa này, khẳng định là thuộc về loại thú vị nhưng uy lực không lớn kia. Đào Quán nói, hy vọng như vậy, những người chúng ta đối với trận pháp là một chữ cũng không biết, toàn bộ hy vọng ngươi. Tất cả người Thánh Hỏa Điện đều là vẻ cụt hứng, trợn mắt nhìn Lý Vân Tiêu. Bất quá khi nghe trận pháp này là Vương Tọa Vũ Đế bày xuống, tựa hồ cũng đã không ôm hy vọng gì. Quả nhiên, Lý Vân Tiêu quan sát một lúc, trực tiếp nói. Trận pháp này không nhìn ra nửa điểm đầu mối, ta phá không được. Diệp Phàm muốn hôn mê nói. Vân Tiêu đại ca, vậy làm sao bây giờ? Lý Vân Tiêu nói. Đừng hoảng hốt, an tâm xuống đả tọa tu luyện đi. Hiện tại chỉ có chờ. Chờ ai? Tất cả mọi người gióng lên con ngươi, Phùng Chư nói. Chờ đợi, trận pháp liền tự mình phá. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Đương nhiên không phải, mọi người đừng quên. Nơi này không chỉ vẻn vẹn có những người chúng ta là chờ bọn hắn phá trận. Tuy rằng trận pháp của Đằng Quang am hiểu trong trận có trận, các loại trận pháp hoàn hoàn liên kết mà lại từng người độc lập, nhưng chỉ cần chỉnh thể đại trận xuất hiện tì vết, ta nhất định có thể tìm được kẽ hở trong đó, đem nó phá vỡ. Hắn vô cùng chấn định để mọi người buông xuống chút tâm thần. Phùng Chư không nhịn được hỏi. Ngươi vững tin những người khác có thể phá như thế, nếu như đều phá không được. Chúng ta không phải là sẽ vây chết ở chỗ này. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn hắn nói. Yên tâm đi,
không phá ra được liền an tâm lưu lại nơi này tu luyện. Nơi này linh khí cũng rất tốt, chờ mọi người đột phá đến vũ đế đỉnh cao, nhất chiêu phá vạn pháp, trận pháp gì cũng hóa thành cho bụi. Nghe hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người nhất thời sạm mặt lại, tâm vừa hơi yên ổn chút lại bay lên. Diệp Phàm cũng khổ não không thôi nói. Vân Tiêu đại ca nói không sai, đại gia gấp cũng không có gì dùng. Nơi này linh khí so với Thánh Hỏa Điện chúng ta còn tốt, dành thời gian tu luyện đi. Chỉ là hắn nói như vậy, nhưng căn bản không tĩnh tâm được, loại khí tức kia đang không ngừng cảm hóa hắn, chỉ cảm thấy cực kỳ buồn bực. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn hắn, khẽ mỉm cười liền nhắm mắt tu luyện. Đăng Quang ở trình độ trận pháp cao, nếu như chăm chú, những run rế như bọn họ căn bản sợ không tới. Chỉ có thể hy vọng nơi này là loại lý thú làm chủ, không có uy lực gì mới tốt, bằng không tất cả mọi người đều muốn xong đời. Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra, càng ngày càng không phân rõ được đường, ban đầu còn có thể có cách hướng về, hiện tại phương hướng cũng không còn. Nguy rồi, chẳng lẽ là quỷ vực trong truyền thuyết? Chính là mảnh ảo cảnh vĩnh viễn đi không ra ngoài sao? Thường thường sẽ nghe có người gặp phải loại tình huống đi không ra ngoài này, sau thời gian nhất định có thể tự mình đi ra ngoài. Sau khi cách nói này xuất hiện, liền đem loại địa phương đó xưng là quỷ vực, chẳng lẽ chúng ta thật sự gặp phải? Ta nguyên bản còn tưởng rằng là nhân tố khí trời tạo thành ảo giác hoặc là ảo trận thiên nhiên, theo khí trời biến hóa mà tiêu tan. Bây giờ nhìn lại, cũng không phải có chuyện như vậy a, nơi này hẳn là một tòa trận pháp cực cường. Hai người của Bạo Vũ Dòng binh đoàn truy tung Hắc Liên Thiếu Hoàng, chỉ cảm thấy mục tiêu càng ngày càng bất định, hơi thở kia như ẩn như hiện, liền muốn biến mất ở trước mắt. Mà địa phương này, bọn họ càng chạy càng không đúng, trong lòng ngờ vực càng lớn. Sắc mặt Trần Truyền Cửu cực không dễ nhìn, ngay bên cạnh thế lực của mình, tự cho là hiểu rõ vô cùng, không nghĩ tới vẫn còn có chỗ thần kỳ như vậy. Qua nhiều năm như vậy, đều không có tình báo phương diện này, vẻn vẹn là một ít nghe đồn không quá quan trọng, lời giải thích khác nhau, cũng chưa từng gây nên quá chú ý. Bây giờ nhìn lại, chỗ này chắc chắn sẽ không đơn giản. Hắn trầm giọng nói, mặc kệ là trận pháp gì, nếu lâu dài tới nay liền tồn tại, cũng không có gì đáng sợ. Chúng ta đi không ra, tiểu tử kia chạy không thoát, tuyệt đối đừng làm mất dấu là được. Mục tiêu của bọn họ chính là giết Hắc Liên Thiếu Hoàng, còn cái khác, chỉ cần không uy hiếp đến mình liền một mực mặc kệ. Hai bóng người ở trong ảo cảnh không ngừng thoáng hiện, gắt gao khóa chặt khí tức phía trước, không dám thả lòng. Hắc Liên Thiếu Hoàng ở phía trước cũng là trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn, tuy rằng người sau lưng không cách nào đuổi theo, nhưng luôn cảm giác đi không đúng, tựa hồ vô cùng vô tận đi không tới điểm cuối. Hắn rốt cục ngừng lại, trong con người lướt qua một mảnh tinh mang, hướng về trong không khí hô. Là ai, nếu ngươi đưa ta tới nơi đây, chẳng lẽ chính là muốn thiết trí trận pháp nhốt ta lại hay sao? Tiếng nói của hắn rất lớn, xa xa truyền ra ngoài, nhưng hai người theo sát phía sau lại ngoảnh mặt làm ngơ, thật giống như chưa từng nghe thấy. Tiểu Thanh ở trung tâm trận pháp mày kiếm nhẹ nhàng run lên, khuôn mặt lộ ra ý cười hiểu ý, bỗng dưng nói. Thử Hoàng, người dụ dỗ quá vụng về, nguyên lai đã sớm bị hắn nhìn thấu. Âm thanh của Thử Hoàng từ trong không khí nhàn nhạt truyền đến nói. Nhìn thấu thì lại làm sao, hắn không phải tới rồi sao? Ân, đó là một loại đạo tâm không có gì lo sợ. Hắn đang ở bát hoang cảnh đỉnh cao bồi hồi, nếu bởi vì e ngại mà không dám lên, liền vĩnh viễn không thể hướng về trước đột phá. Tiểu Thanh hơi suy nghĩ, toàn bộ đại trận theo ý niệm của hắn mà biến, bắt đầu phát sinh chuyển đổi. Sương mù bốn phía Hắc Liên Thiếu Hoàng đột nhiên như màn sân khấu thối lui đến hai bên, lộ ra một mảnh non xanh nước biếc, bên trong dĩ nhiên có phi điểu núi rừng, dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi, khắp núi hoa tươi từng đóa nở rộ, tiên âm lượn lờ, một mảnh linh sơn bảo địa. Hơn nữa trong lâm tuyền này có thác nước ầm ầm, bắn lên một mảnh hơi nước phả vào mặt. Hắc Liên Thiếu Hoàng đưa tay ra nhẹ nhàng cảm ngộ một thoáng, lòng bàn tay hiện ra điểm điểm giọt sương bé nhỏ. Da rẻ nhẹ nhàng khoan khoái lạnh lẽo. Khuôn mặt hắn lộ ra vẻ nghiêm túc, trên yêu nguyên này chắc chắn sẽ không có nơi non xanh nước biếc vườn quanh này, trước mắt 100% là ảo cảnh, nhưng lại chân thực như vậy, phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Ở dưới tình huống biết rõ là giả, cũng không phân biệt ra được nửa điểm tì vết. Người bày trận này ở trận đạo tuyệt diệu, đã xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn.
nhưng nếu đối phương một đường chỉ dẫn hắn đến, nói vậy cũng sẽ không có ác ý. Bằng không chỉ cần mở ra trận pháp ngăn cản hắn, để hai người Trần Truyền Cửu ở phía sau đuổi theo, mình liền nguy rồi. Nghĩ tới đây, liền quyết chí tiến lên, trực tiếp bước vào bên trong non xanh nước biếc. Hai người phía sau cũng phát hiện cảnh sắc phía trước biến hóa, dưới sự kinh hãi nhanh chóng vọt lên, sau khi bóng người Hắc Liên Thiếu Hoàng bước vào non xanh nước biếc liền bắt đầu trở nên hoảng hốt, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Kỳ kỳ chít chít, đột nhiên không biết từ nơi nào bốc lên lượng lớn chuột bay, lập tức liền lấp kín không gian, lít nha lít nhít hướng hai người công kích. Hơn nữa một đạo sức mạnh uy lực cực cường tựa hồ ngang trời mà đến, không tìm được đầu mối, đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, hướng về trên đầu Trần Truyền Cửu hạ xuống. Chuyện gì xảy ra? Trần Truyền Cửu kinh nộ, lĩnh vực trên người lan ta, chuột bay bốn phía tất cả đều ngưng lại trên không trung, quang xí trên người phiến liên tục, nhưng không cách nào tới gần. Bạo! Hắn gầm lên một tiếng, chuột bay trong phạm vi 10 mét toàn bộ nổ tung, bạo thành xương máu. Sau đó một trưởng hướng về không trung chộp tới, trực tiếp đem đạo công kích lăng không mà đến kia chảo diệt. Là yêu khí, xuất thủ chính là yêu tộc. Hắn hơi nhướng mày, bỗng nhiên ngẩng đầu lên quát to. Không được, mau đuổi theo. Hắc Liên Thiếu Hoàng đã hóa thành một đạo bóng người nhàn nhạt, không chỉ có như vậy, hoàn cảnh non xanh nước biếc kia cũng biến thành hoảng hốt, sương mù mờ mịt kéo xuống. Dám đùa ta, Thiên Lệ Cổ Đồng Kiếm, phá! Trần Truyền Cửu giận dữ không ngớt, trong tay có một thanh kiếm bản to ngang trời chặt bỏ, toàn bộ màn trời vì đó cứng đờ, có tư thế lui lại. Tên còn lại cũng lập tức xuất thủ, một quyền hướng lên thiên khung đánh tới, rốt cục đem chấn động sụp. Cảnh sắc trước mắt dường như pha lên nẻ ra, hóa thành từng tấc mảnh vỡ, một bộ non xanh nước biếc xuất hiện. Bóng người Hắc Liên Thiếu Hoàng đang ở trong sơn đạo chậm rãi tiến lên. Truy! Hai người hóa thành ánh sáng. Vào tới. Tiểu Thanh hoàn toàn mở mắt ra, lộ ra một mảnh thanh minh, hừ lạnh nói. Trong thủy nguyệt kính hoa, có ngưng tụ lực lượng xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa. Hắn đứng dậy, chỗ đứng một mảnh xuân về hoa nở. Giang lưu thạch không chuyển, xuân chi nhịp điệu. Tiểu Thanh nhẹ nhàng đưa ngón tay hướng về trước điểm một cái, bốn phía xuân sắc chi lục lập tức tung bay, đầy trời hoa vũ. Mùa xuân tới, cây cỏ nảy mầm. Cây liễu triển cành, hoa mai nở, hoa đào cũng nở. Trần Truyền Cửu nhìn cảnh sắc trước mắt biến hóa, sắc mặt âm trầm như nước, kiếm bản trong tay thoải mái chém xuống, muốn đem một phương bầu trời này bổ ra. Theo hắn chém ra kiếm kiếm, bầu trời ý xuân giạt rào, một mảnh thế giới màu xanh lục bắt đầu biến mất. Lực lượng vũ tôn đỉnh cao, đã có thể lợi dụng quy tắc, cải thiên hoán địa. Tiểu Thanh nhìn vẻ xuân lục bốn phía bắt đầu tiêu giảm, nhưng hắn không chút phật lòng. Nhẹ nhàng nở nụ cười, quyết ấn trong tay bắt đầu biến hóa. Đột nhiên Thử Hoàng ở trong không trung truyền đến âm thanh tức giận nói. Tiểu Thanh, mau mở ra kết giới bốn mùa, thả Thủy Lam đi vào. Không gian trước mắt lấp lóe, thân thể to lớn của Thử Hoàng xuất hiện ở trước người hắn. Tiểu Thanh hơi khẽ cau mày, liền nhận biết được tình huống ngoại bộ kết giới. Ở nơi nào đó trong xuân chi nhịp điệu. Màu xanh lục đầy trời đã sớm bị máu tanh thay thế, đâu đâu cũng có. Tiếng kêu thảm thiết chít chít, ngũ hành phệ linh thử đầy trời đồng thời chết thảm. Hai tên nam tử trầm ổn ở trên non xanh nước biếc đi tới, bốn phía hiện ra phòng ngự kết giới màu vàng, những linh thử kia đụng vào lập tức hóa thành xương máu, nhưng vẫn như cũ thiêu thân lao đầu vào lửa, cuồn cuộn không ngừng xông tới. Ở trong đông đảo linh thử, có một con linh thử màu thủy lam vóc người to lớn, hai mắt như lam. Nhìn chằm chằm bước chân của hai người kia, không ngừng lùi lại. Trong bộ lông màu xanh lam trên người nó dĩ nhiên là thuần dòng máu màu xanh, thật giống như sơn, bầy kín toàn thân. Lượng lớn linh thử như chúng tinh cùng nguyệt bảo vệ nó ở trung ương, hướng về nơi sâu xa trong thủy nguyệt kính hoa thối lui. Hai tên nam tử một mặt lạnh lùng, trên mặt đều là hàn khí bức người, có chút tái nhợt. Hai người cũng không phải là hiền lành gì. Sắc mặt tái nhợt cũng không phải là nguyên khí hao tổn quá lớn, mà là một đường lại đây, tàn sát ngũ hành phệ linh thử không biết bao nhiêu, giết đến mình cũng có chút bốc lên hơi lạnh. Sang Nghiêu, giết như vậy muốn giết tới khi nào? Trong lòng ta có chút sợ hãi rồi. Sợ hãi cũng phải giết, bằng không làm sao bây giờ? Nếu như thủy nguyệt kính hoa này vạn cổ trường thanh thụ không mở ra đường nối, chúng ta căn bản phá không xong. Hừ,
liên hợp lực lượng của hai người chúng ta, ta liền không tin không phá ra được. Mạnh mẽ hủy diệt trận pháp này đương nhiên có thể, nhưng ngươi đừng quên, nơi này là vương tọa vũ đế dùng bản thể vạn cổ trường thanh thụ bố trí hư thực chi trận. Nếu như ngươi ta mạnh mẽ phá hủy, bị vương tọa biết rồi, đồng thời mất hứng, hừ hừ, trách nhiệm này ngươi gánh nỗi sao? Tiên sư nó, thật đau đầu, chết nhiều đồng loại như vậy, một con thử vương cuối cùng cũng ở trước mắt, thử hoàng thật có thể xem xuống sao? Vào lúc này cũng không mở ra đường nối. Lại giết một trận xem đi, vừa nãy sương mù kia không phải tiêu tan sao? Chỉ bất quá ảo cảnh nơi này càng thêm chân thực, ngay cả chúng ta cũng nhìn không ra hư thực. Thực sự không được trước hết nắm lấy thủy hệ thử vương, luyện chế ra ngũ hành ngự hoàn lại nói. Một người trong đó cong ngón tay búng một cái, rất nhiều linh thử xông vào trên phòng ngự kết giới trực tiếp nổ tung thành xương máu, hai người từng bước một hướng thủy hệ thử vương ép tới. Tiểu Thanh, nhanh lên một chút mở ra kết giới. Thử hoàng tập tễnh nhanh chân hướng về Tiểu Thanh đi đến, gầm thét lên giống to. Bộ lông trên người từng chiếc dựng thẳng lên, lệ khí bức người. Ấn quyết trong tay Tiểu Thanh càng ngày càng mạnh, nhưng trên mặt là vẻ đạm mạc nói. Thử hoàng, người không thể loạn trận tuyến. Hai người kia là cửu thiên vũ đế, lấy thực lực của hắn muốn chảo Thủy Lam, đã sớm đắc thủ. Không cần từng bước áp sát như vậy, ta đoán không lầm, mục tiêu của bọn họ không phải ngươi tức ta. Nếu kết giới bốn mùa vừa vỡ, lượng lớn vũ giả vọt vào, người ta đều nguy rồi. Ta mặc kệ, hiện tại ngũ hành thử vương chỉ còn Thủy Lam, dù như thế nào cũng phải cứu. Khí thế trên người thử hoàng hướng về Tiểu Thanh đè ép lại, tràn đầy địch ý nói. Mở hay là không mở? Tiểu Thanh nhíu mày nói. Thử hoàng, người cũng là nhân vật sống mấy ngàn năm, làm sao còn hành động theo cảm tình như vậy? Hai người kia không bắt Thủy Lam. Mục đích chính là muốn buộc chúng ta mở ra kết giới, nếu để cho bọn họ vòng qua bốn mùa kết giới, ngươi cảm thấy dựa vào lực lượng hai người chúng ta chặn được hai tên vũ đế sao? Đến thời điểm không chỉ có Thủy Lam bị bắt, ngươi cũng chạy không thoát bị mệnh lệnh ngự thú, đến lúc đó ngàn tỷ hài nhi trên yêu nguyên này của ngươi, liền trở thành lợi khí trong tay người khác. Thử hoàng lập tức bình tĩnh lại, nhưng vẫn là cả giận nói. Vậy ngươi cảm thấy nên làm sao? Cho phép bọn họ tàn sát hài nhi của ta. Tiểu Thanh nói. Chỉ có thể hy sinh Thủy Lam, cho hài nhi của ngươi đình chỉ công kích, như vậy mới có thể giảm thiểu thương vong vô vị. Bên này chờ Hắc Liên Thiếu Hoàng lên cấp vũ đế, ta hấp thu sức mạnh quy tắc cùng cửu thiên đế khí khi hắn lên cấp, không chỉ có thể khỏi hẳn thương thế, còn có thể tiến thêm một tầng. Đến thời điểm trong Thủy Nguyệt Kính Hoa này, ngươi lại phối hợp ta, mới có tư bản đấu với bọn hắn. Thử hoàng chít chít lớn tiếng kêu hồi lâu, tựa hồ khó có thể tiếp thu. Nhưng hắn cũng là tồn tại mở ra linh trí, biết Tiểu Thanh nói mới là phương pháp chính xác, rốt cục nhịn xuống, chuyện đạt mệnh lệnh. Ở trong xuân chi nhịp điệu có lượng lớn chuột bay, đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng tiêu tan, cũng không có thiếu trực tiếp thu hồi quang xí, chui vào trong đại địa. Thoáng qua liền còn lại thử vương màu xanh lam, lẻ loi đứng ở đó, nhìn chằm chằm hai người trước mắt. Trong con người tất cả đều là sự thù hận. Đây là, cái nhịp điệu gì? Hai người đều sững sờ, một người trong đó trầm giọng nói. Lẽ nào bọn họ thật sự từ bỏ? Trên mặt Sang Nghiêu hàn khí âm trầm nói. Vô cùng có khả năng, thử hoàng kia không phải người ngu, ở hai người chúng ta liên thủ lại, Thủy Lam thử vương này là dù như thế nào cũng trốn không thoát. Hắn muốn bỏ qua thủ hạ bảo toàn mình. Đã như vậy. Vậy trước tiên luyện thủy thử vương đi. Người kia lộ ra một tia trêu tức nói. Tình huống xấu nhất chính là phá tan hư thực chi trận này. Người ta bất quá là chấp hành nhiệm vụ mà thôi, cho dù vương tọa giận, cũng do tông môn khiêng, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Hắn đưa tay ra liền hướng Thủy Lam thử vương chộp tới, dưới năm ngón tay, không gian trực tiếp bị khóa lại, để thử vương không cách nào nhúc nhích. Trong mắt Thủy Lam thử vương lộ ra ý sợ hãi. Nhưng không gian bị tỏa, ngay cả run rẩy cũng không thể, trong mắt toát ra vẻ tuyệt vọng, liền nhìn thấy một cái khuyên đồng hướng nó hạ xuống. Năm cái lục lạc trên khuyên đồng leng keng, chỉ còn dư lại một cái trống không, ở trên không trung phóng to, hóa thành một cái lao tù. Tiểu quai quai, vào đi thôi. Người kia lộ ra nụ cười âm lãnh, Thủy Lam thử vương cảm thấy một luồng hấp lực, liền trực tiếp bị giam vào. Vòng kia vào đúng lúc này hiện ra năm loại màu sắc không giống. Ở trên không trung tỏa ra ánh sáng, lẫn nhau chiếu rọi, bầu trời chỉ có ánh sáng ngũ sắc này, tương sinh tương khắc,
hướng về bốn phía tản ra, xuân sắc ảo cảnh cũng thuận theo lui lại. Ngay thời điểm hai tên cao thủ vạn tinh cốc luyện chế ngũ hành ngự hoàn, ở phía sau hai người mấy dặm, một tên nam tử hoa phục quý khí cũng ở trong thủy nguyệt kính hoa xuyên hành, trên mặt kinh ngạc càng ngày càng mạnh mẽ. Trên đai lưng của hắn có một viên bảo châu to lớn, xa hoa mười phần. Đột nhiên phía trước nổi lên ánh sáng ngũ sắc, phóng lên trời, ảo cảnh bốn phía ở dưới tia sáng kia xung kích, trở nên không chân thực. Hắn đột nhiên dừng bước, con người áp xúc, ngẩng đầu nhìn tia sáng kia ở trên bầu trời lấp lóe liên tục, lẩm bẩm nói. Tia sáng này, cấp 9 huyền khí, chẳng lẽ có người ở đây luyện khí, nhưng mà, thiên hạ này có mấy người có thể luyện chế huyền khí cấp 9? Trong lòng hắn hoảng hốt, bóng người lấp lóe, liền xúc địa thành thốn, một thoáng bước vào mấy dặm. Ai? Trong nháy mắt Sa Nghiêu liền nhận biết được có người tới gần, đồng thời nhòm ngó, ánh mắt hắn chìm xuống, tay phải một quyền liền hướng không trung bạo đi. Bất luận là người hay quỷ, hắn cũng không có hứng thú biết, trực tiếp giết là được. Hoa phục nam tử mới vừa mở ra thần niệm, liền cảm nhận được lệ khí tốc thẳng vào mặt, ngơ ngác lùi về sau, cả kinh nói. Chi, cửu thiên đế khí. Hắn tuy khiếp sợ, nhưng mà không có hoảng loạn, tương tự khép lại năm ngón tay, thành đao chém xuống. Một lưỡi dao sắc màu vàng từ trong tay hắn cắt ra, hướng quyền mang kia chém tới. Ầm, hai cỗ kình phong xông tới, thiên địa biến sắc, cây cỏ hoa đào bốn phía, toàn bộ biến thành tro bụi, hào quang màu vàng óng như thái dương ở trên yêu nguyên nở rộ, soi sáng tứ phương. Vũ đế. Trong lòng Sa Nghiêu mãnh liệt co giật một thoáng, kinh hãi kêu một tiếng, toàn thân cảnh giác tới cực điểm, một cước đạp ra, đứng ở bên người một gã đồng bạn khác, nhìn chòng chọc vào phía trước quát. Người đến là ai? Hãy xưng tên ra. Tên đồng bạn kia đang ngồi xếp bằng dưới đất, lấy hắn làm trung tâm, một vòng tròn trận pháp tản ra, mặt trên không ngừng có phù hiệu quái lạ gì đó tràn ra, hóa thành từng đạo khí tức màu trắng tiêu tan ở trên bầu trời. Hắn đồng dạng là sắc mặt chìm xuống, nhìn ngũ hành ngự hoàn trên bầu trời, lộ ra vẻ nghiêm túc. Hiện tại chính là thời kỳ luyện chế then chốt, không cho phép hắn nửa điểm phân tâm. Nghĩ đến thực lực của đồng bạn, cũng thoáng định quyết tâm, tiếp tục vùi đầu vào luyện chế. Ta chỉ là thuận đường, hai vị đừng động thủ, hòa thuận phát tài. Hoa phục nam tử cười hì hì từ trong hư không hiện thân đi ra, vẻ nghiêm túc trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, cười nói. Tại hạ Ngư Dương Chu, xin hỏi quý tính hai vị đại ca, nhậm chức ở đâu? Trong lòng Sa Nghiêu hơi động, bật thốt lên. Vạn Bảo Lâu Ngư Dương Chu, ngươi tới đây làm gì? Khuôn mặt hắn lộ ra vẻ cổ quái, tựa hồ hơi bừng tỉnh nói. Ngươi là vì Cửu Thiên Đỉnh mà đến. Ha ha, hai vị đừng nói giỡn. Ngư Dương Chu đánh cái ha ha, cười nói. Nơi này làm sao có khả năng sẽ có Cửu Thiên Đỉnh? Cũng không biết cái thiếu đạo đức nào thả ra tin tức giả. Ta bất quá là đến nhìn một chút mà thôi, không nghĩ tới gặp phải hai vị nhã hứng, dĩ nhiên luyện chế huyền khí cấp 9. Cha cha, thực sự là vô cùng bạo tay a, đời ta ngay cả luyện chế huyền khí cấp 8 cũng chưa từng thấy. Ngày hôm nay có phúc được thấy rồi, có thể có thực lực bực này, ăn mặc lại cổ quái như vậy, hai vị nói vậy là người của vạn tinh cốc a. Sa Nghiêu nở nụ cười hai lần, trong mắt ánh sáng lấp lóe nói. Xác thực là tin tức rất tẻ nhạt, tại hạ vạn tinh cốc Sa Nghiêu, vị này chính là đồng bạn phong ấp của ta. Chúng ta ở đây cũng là làm chút việc nhỏ, mong rằng cho chút mặt mũi. Con người của Ngư Dương Chu đảo một vòng, cười hắc hắc nói. Nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai, đặc biệt vị phong ấp huynh này, được xưng là đệ nhất huấn thú sư dưới thần khống vũ đế, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay cả luyện chế huyền khí cấp 9 cũng là việc nhỏ, cha cha, điều này làm cho chúng ta những quỷ nghèo này sống thế nào a? Sa Nghiêu nói, Ngư huynh nói giỡn, được xưng, này sợ là Ngư huynh ăn nói ba hoa đi. Hơn nữa Vạn Bảo Lâu chính là thương hội đệ nhất thiên hạ, nếu các ngươi cũng là quỷ nghèo, chúng ta mới thật sự không đường sống. Ngư Dương Chu cười hì hì, bắt đầu miệng lưỡi lưu loát với hắn cãi cọ, hai người nhất ngôn nhất ngữ, đều là một ít phí lời không dinh dưỡng. Lập tức liền xả hơn nửa canh giờ. Phong ấp ngồi ở đó trên mặt càng ngày càng buồn bực, lúc nào cũng nhắc theo lòng cảnh giác, để hắn luyện chế căn bản là không có cách tiếp tục tiến hành. Hơn nữa hắn đã đoán được đối phương khẳng định là cố ý. Luyện chế ngũ hành nô hoàn cũng không phải là luyện chế huyền khí cấp 9 chính thống,
mà là đem ngũ hành thử vương làm dẫn, ngưng tụ lực lượng ngũ hành, để uy lực của nó tăng lên tới cấp độ có thể so với cấp 9. Tuy rằng công kích không sánh được huyền khí cấp 9 chân chính, nhưng có thể điều động yêu thú cấp cửu, trở thành trợ lực rất lớn. Ngư Dương Chu ở đó không ngừng cãi cọ, khi thì giống lớn vài câu, để phong ấp luyện chế càng ngày càng gay gâu, phiền não trong lòng cũng rất lớn. Trong lòng Sa Nghiêu cũng âm thầm lo lắng, mấy lần hàm xúc đuổi đối phương đi đều bị xảo diệu xoay chuyển trở về, rốt cục không nhịn được kéo xuống mặt nói. Ngư huynh, hôm nay bất tiện, ngày khác đến Vạn Tinh Cốc tất nhiên cùng ngươi nâng cốc tâm tình. Ngư huynh có chuyện của mình, trước hết xin cứ tự nhiên đi. Ha ha, ta không có chuyện gì, các ngươi làm chuyện của các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Chuyện này, không tốt à, phòng ấp luyện chế ngự hoàn kia chịu không nổi nửa điểm quấy rầy, chúng ta ở đây trò chuyện thực có bất tiện. Này không có chuyện gì, không bằng hai ta chuyển sang nơi khác hảo hảo nói chuyện. Ngư huynh, thật sự không được, kính xin xem ở trên mặt huynh đệ, lập tức rời đi. Ta cũng muốn a, nhưng này là nơi quái quỷ gì, đi như thế nào cũng cảm thấy kỳ quái, ta sợ lạc đường. Đúng rồi, nơi này là địa bàn của Tây Vực, chẳng lẽ là Vạn Tinh Cốc các ngươi bày xuống cấm địa? Ha ha, Vạn Tinh Cốc chúng ta làm sao tẻ nhạt như vậy? Đây là năm đó vương tọa vũ đế đằng quang bày xuống một tòa ảo trận hư thực kết hợp, gọi là Thủy Nguyệt Kính Hoa. Ngư huynh tùy tiện tìm nơi địa phương ở lại, trận pháp này không bao lâu nữa sẽ phá vỡ. Ồ, trong lòng Ngư Dương Chu hơi động, nghe được chuyện lạ bực này, càng là không nỡ bỏ đi nói. Dĩ nhiên là vương tọa đại nhân bày xuống, này thật phiền phức. Vì sao nói đợi lát nữa sẽ phá vỡ, chẳng lẽ hai vị dự định phá trận? Sắc mặt Sa Nghiêu nhất thời khó coi lên, nếu nói là hai người mình muốn phá trận, bị người này biết truyền đi. Nói hai người mình phá đại trận của Đằng Quang sẽ trực tiếp tìm đến hai người mình phiền phức a. Hắn ho khan vài tiếng nói. Vương tọa vũ đế bày xuống trận pháp, ai dám nói toạc đi. Hai người ta ở lâu Tây Vực, đối với nơi này cũng có một chút hiểu rõ. Ta phỏng chừng không lâu sẽ tự mình tản ra, kính xin ngư huynh rời đi thôi. Ta thật sự rất tò mò a, tại sao sẽ tự mình tán đi đây? Kính xin Sa huynh nói tường tận. Ngư Dương Chu, ngươi là thật muốn cùng chúng ta trở mặt sao? Sa Nghiêu rốt cục không nhịn được, nổi giận quát lên. Lời này vì sao lại nói? Ngư Dương Chu lộ ra dáng vẻ vô tội, vô cùng khẩn thiết nói. Ta là chân tâm thỉnh giáo, kính xin Sa huynh vui lòng chỉ giáo. Nói xong, ta liền lập tức đi, tuyệt không kéo dài. Phốc, phòng ấp rốt cục không chịu đựng được, thời khắc này tâm ý buồn bực bầy kín toàn thân. Lực lượng trận pháp phản phệ trở về, để hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Ngư Dương Chu quát. A, à, ta xxx toàn ra ngươi, con mẹ ngươi a. À. Nếu không muốn đi, vậy thì không cần đi, lưu lại cho ta. Hắn lâm không nhất chiêu, ngũ hành ngự hoàn còn chưa luyện chế thành công kia trong nháy mắt lớn lên, phát sinh tiếng đinh đương, dường như tâm tình của hắn, hướng về trên đầu Ngư Dương Chu đập tới. Năm loại ánh sáng trên ngự hoàn lấp lóe, còn có hình bóng năm con linh thử vương ở trên hoàn chạy nhanh, hình tượng vô cùng đáng yêu, nhưng mà yêu lực quán thiên, khủng bố dị thường. Ngư Dương Chu kinh hoàng kêu lên. Phòng ấp huynh, làm sao vô duyên vô cớ liền động thủ. Nhưng trong tròng mắt hắn lại yên tĩnh như nước, dáng vẻ nào có chút hoảng loạn, hai tay như xoay chuyển lên, ở trước người kết cái ấn, hướng về giữa bầu trời trùng tới. Ngự hoàn kia trụy xuống hơi ngưng lại. Thật giống như bị đỉnh ở trên bầu trời không cách nào hạ xuống, quang ảnh năm con chuột càng chạy càng nhanh, có vẻ phi thường nôn nóng. Sa Nghiêu cũng chuyển động, thân thể về phía trước khuynh ra một bước, liền một quyền hướng trên mặt Ngư Dương Chu đánh tới. Vũ đế trong lúc đó giao thủ đều dị thường cẩn thận, nhất chiêu không cẩn thận liền có thể là kết cục đạo tiêu bỏ mình, cú đấm này của hắn bình thường không có gì lạ, vẻn vẹn là ngưng tụ đế khí, lấy lực phá đạo. Ở thời điểm hai tay Ngư Dương Chu ngăn cản ngự hoàn, căn bản không thể tiếp chiêu. Ở dưới hai người liên thủ lại, cũng không có cần dùng hết toàn lực, chỉ cần công phòng gồm nhiều mặt, đủ để áp chế. Quyền kình trực tiếp đánh vào trên mặt Ngư Dương Chu, còn người Sa Nghiêu đột nhiên áp xúc, chỉ thấy Ngư Dương Chu không né không tránh, thân thể bị một quyền của hắn đánh vặn vẹo, lại vẫn lộ ra một khuôn mặt tươi cười, hóa thành ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. Trên bầu trời ngũ hành ngự hoàn lập tức mất đi lực cản, đột nhiên hạ xuống.
Phong ấp cả kinh, vội vàng tiện tay nhất chiêu, liền đem ngự hoàn này nắm trở về, nắm ở trong tay. Trong lòng hai người đều khiếp sợ không thôi, thành tư thế dựa lưng cảnh giác, thần thức đem phạm vi mấy dặm bao trùm toàn bộ, phòng bị một tia gió thổi cỏ lay. Ngư Dương Chu dĩ nhiên có thể ở dưới mắt hai người biến mất, để sắc mặt hai người đều hết sức khó coi. Ha ha, hai vị quá không có suy nghĩ. Nếu không hoan nghênh ta, vậy ta tự đi chơi, nơi này đúng là càng ngày càng thú vị. Không trung truyền đến âm thanh của Ngư Dương Chu, mấy cái lên xuống, liền biến mất ở trong tầm mắt hai người. Khuôn mặt Phong ấp âm trầm, lộ ra sát cơ, giọng căm hận nói. Người này không thể lưu, bằng không tất nhiên sẽ mang đến thiên đại phiền phức cho chúng ta. Sa Nghiêu đem nguyên khí toàn thân thả lỏng ra, trầm giọng nói. Vừa nãy ngươi cũng thấy, thực lực của hắn còn ở trên ngươi ta, làm sao giết? Hiện tại vẫn là trước tiên tìm một nơi hoàn thành ngũ hành ngự hoàn của ngươi, đến thời điểm giết hắn nắm chặt cũng lớn một chút. Hừ, không nghĩ tới chỉ là một tin giả, dĩ nhiên sẽ đưa tới vũ đế. Nguyên tưởng rằng trên yêu nguyên này chỉ có hai người chúng ta độc tôn. Hừm, nếu Ngư Dương Chu có thể đến, không chừng còn có cao thủ khác. Chúng ta trước tiên chuyển sang nơi khác đi, ảo cảnh này quá to lớn, tùy tiện tìm một chỗ sẽ không có người tìm được. Hừ, chờ ta luyện chế hoàn thành ngũ hành ngự hoàn, trực tiếp phá tan ảo cảnh này, vồ lấy thử hoàng. Hai người hơi suy nghĩ, liền biến mất ở tại chỗ. Ngư Dương Chu thì xuất hiện ở ngoài mấy dặm, hướng về không gian xuân sắc vô tận nhìn tới, trên mặt không nhịn được có chút kích động, tự lẩm bẩm. Nơi này là xuân lực lượng, nếu như là vương tọa đại nhân bày xuống, như vậy vô cùng có khả năng là dùng thứ kia làm mắt trận. Hắn đem thần thức tản ra, ở trong toàn bộ ảo cảnh tinh tế siêu tầm. Vân Tiêu đại ca, có thể tìm tới kẽ hở không? Nơi nào đó trong thủy nguyệt kính hoa kết giới, theo màn trời phá nát, cảnh sắc biến hóa, mọi người thánh hỏa điện đồng thời đại hỉ, nhưng rất nhanh phát hiện ảo ảnh trước mắt không kém lúc trước, hơn nữa tựa hồ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Diệp Phàm đã nhận biết được Cửu Thiên đỉnh đang ở trước mắt, nhưng dù như thế nào cũng không tìm được phương hướng chuẩn. Lý Vân Tiêu đứng ở trên chiến xa quan sát bốn phía, trong mắt vẻ nghiêm túc càng ngày càng nặng nói. Đừng nóng vội, ta đã có một chút đầu mối. Chí ít biết bố cục của trận pháp, là một kết giới bao trùm một kết giới, tầng tầng xé ra, hơn nữa ta dám khẳng định. Mặc dù non xanh nước biếc trước mắt biến mất, cũng còn có thể có ảo cảnh khác đi ra. Trong mắt Đào Quán sáng ngời nói. Loại phương pháp bày trận này ta cũng nghe qua, như là cái dương một cái lồng một cái, hơn nữa càng đến bên trong càng lợi hại. Chỉ là loại phương pháp bố trí này cực kỳ tinh diệu, nếu có một điểm sơ sẩy, phía trước tròng lên đều sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nếu như là loại kết giới này, có thể tròng lên 3 cái liền ghê gớm. Phùng Trư sáng mắt lên nói. Nói như vậy, phá tan cái trước mắt này, lại phá một cái, chúng ta liền có thể đi vào bên trong. Đào Quán không dám xác định, bảo thủ nói. Ta nói chính là trận pháp đại sư phổ thông, nhưng đằng quang được xưng trận pháp đệ nhất vũ đế, thì lợi hại hơn rất nhiều, có thể tròng lên 5 cái 7 cái cũng khó nói. Sắc mặt Phùng Trư nhất thời kéo xuống, chuyển hướng Lý Vân Tiêu nói. Người tựa hồ đối với đằng quang có chút hiểu rõ, người cảm thấy hắn nhiều nhất có thể tròng lên mấy cái. Lý Vân Tiêu đang tỉ mỉ quan sát, bị hai người đánh gãy dòng suy nghĩ, tức giận nói. Loại bố trí kết giới liên hoàn kia, nếu như đằng quang chuyên tâm chơi cái này, đại khái 108,000 cái là không thành vấn đề. Phùng Trư sững sờ, lập tức cười to nói. Ha ha, 108,000 cái. Ngươi coi hắn là thần cảnh cường giả sao? Coi như là thần cảnh, cũng sẽ không có thực lực ấy. Lý Vân Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nói. Loại trong trận sáu trận này, chỉ cần nắm giữ tinh yếu trong đó, là có thể vô hạn sáo vào. Nhưng đằng quang chắc chắn sẽ không tẻ nhạt như thế, nếu trận pháp này bị hắn nói chuyện say xưa là tác phẩm đắc ý, liền tất nhiên có địa phương khác lạ. Nếu như ta không đoán sai, nơi này hẳn là bốn hoàn cảnh chụp vào, đền đáp tuần hoàn, vô thủy vô chung. Đền đáp tuần hoàn, vô thủy vô chung. Phùng Trư cả kinh nói. Đây là ý gì, lẽ nào chúng ta không ra được? Lý Vân Tiêu cũng có chút khổ não nói. Các ngươi xem bốn phía này, một mảnh cây cỏ gặp xuân, sinh cơ giạt rào, hẳn là địa chi quy tắc. Xuân, nếu như ta không đoán sai, nơi này ngưng tụ lực lượng bốn mùa,
hoàn hoàn mà sinh tứ đại kết giới, xuân đi thu đến, hạ lạc đông lên, mãi mãi không kết thúc. Lúc này mới phù hợp thẩm mỹ quan của hắn. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Phàm vừa nghe, đầu đều lớn rồi, đã có chút vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Người còn lại cũng từng cái ngây thơ không ngớt, thật giống nghe thiên thư. Lý Vân Tiêu nói, chỉ có hai biện pháp, một là mạnh mẽ phá trận, chúng ta là đừng hy vọng, không biết có cao thủ khác rơi vào trong đó hay không. Trừ khi đánh vỡ xuân, hạ, thu, đông tứ đại địa chi quy tắc, mới có thể thoát thân mà đi. Hai chính là cảm ngộ lực lượng bốn mùa, địa chi quy tắc làm việc cho ta, siêu thoát ở ngoài, trực tiếp từ trong ảo cảnh đi ra ngoài. Hắn xem dáng vẻ mọi người vẫn là mờ mịt, vươn tay ra, hướng về trên chiến xa nhẹ nhàng vỗ một cái nói. Tỷ như vậy, đây chính là địa chi quy tắc. Xuân, địa phương bị hắn tiện tay đập xuống, chợt bắt đầu mọc ra chồi non, hình thành một cây non, hăng hái khỏe mạnh trưởng thành, mấy hơi thở sau mở ra một đóa tiểu hoa, lúc này mới ngừng lại. A, à, người thánh hỏa điện tất cả đều há hốc miệng, khó mà tin nổi nhìn đóa hoa này. Phùng Trư càng là tiến lên trực tiếp hái xuống, ở trong tay xem đi xem lại, còn đặt ở dưới mũi ngửi mấy lần, cực kỳ khiếp sợ nói. Chuyện này, chuyện gì thế này, ngươi đã nắm giữ xuân lực lượng. Lý Vân Tiêu nói, trước đây nắm giữ qua, hiện tại mặc dù có thể làm được, là bởi vì ảo cảnh này vốn là xuân lực lượng ngưng tụ thành, ta bất quá là tiện tay đem ra dùng. Nếu như ở bình thường, nhất định phải tự mình ngưng tụ quy tắc mới có thể làm được. Nào có tùy ý đơn giản như vậy. Hơn nữa, mặc dù ta có loại lĩnh ngộ kia, giới hạn ở thực lực quá thấp, căn bản là không có cách cùng người khống chế ảo cảnh tranh đấu, trừ khi tu vi của ta cao hơn hắn, đồng thời khống chế mắt trận, là có thể đổi khách làm chủ, đem trận pháp trưởng khống trong tay. Trước đây nắm giữ qua. Tất cả mọi người sững sờ, không biết rõ, bất quá hiện tại sự tình bọn hắn không hiểu quá nhiều, vì lẽ đó cũng không có tỉ mỉ suy nghĩ. Giờ khắc này Tiểu Thanh ở trung tâm trận pháp là trong lòng chấn động mạnh, nhấc lên cơn sóng thần, vừa nãy Lý Vân Tiêu một thoáng vổ lấy sức mạnh quy tắc, thích làm gì thì làm như vậy, một thốc liền thành, dĩ nhiên so với người khống chế trận pháp như hắn không khác nhau chút nào. Như vậy chỉ có một khả năng, chính là hắn đã sớm cảm ngộ quy tắc bốn mùa, lúc này mới có thể sử dụng. Nghĩ tới đây hắn triệt để dại ra, lực lượng bốn mùa chính là đại địa quy tắc, nếu không phải bản thể hắn chính là mắt trận. Dựa vào sức mạnh của hắn cũng tuyệt đối không có cách nào điều khiển. Nguyên bản tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, lần này trở nên hơi dao động. Đối với Lý Vân Tiêu cảnh giác càng là vượt qua mấy tên vũ đế khác. Phùng Trư nói, ngươi nói nhiều như vậy, vậy có tìm tới phương pháp đi ra ngoài không? Không có. Lý Vân Tiêu rất thẳng thắn ngẩng đầu lên nói. Bất quá cũng không phải không có hy vọng, ta nghĩ đến một phương pháp phá trận tốt nhất. Cái phương pháp gì? Diệp Phàm bật thốt lên hỏi. Hai mắt Lý Vân Tiêu theo dõi hắn, khẽ mỉm cười, nhưng không hề trả lời, mà là suy tư lên. Trên chiến xa lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người không dám đánh giảo hắn. Hoàn cảnh nơi này đã không phải bọn họ có thể ứng phó, toàn bộ hy vọng đều ký thác ở trên người Lý Vân Tiêu. Đến cùng có phương pháp gì? Một âm thanh cực thiếu kiên nhẫn đột nhiên hỏi, toàn bộ hổ vương chiến xa lập tức yên tĩnh lại. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng mà nghiêm nghị. Bởi vì câu nói mới vừa rồi kia, không phải bất luận một ai trên chiến xa hỏi. Phùng Trư biến sắc, dưới cảm ứng liền hướng một vùng không gian chộp tới. Không gian kia loáng một cái bóng lấp lóe, liền nhẹ nhàng rơi vào trên chiến xa. Hai địa phương khác cũng hiện ra gợn sóng, hai bóng người lần lượt xuất hiện. Ba người tất cả đều là giáp áo màu lam nhạt, chính là ba người phệ hồn tộc. Trên mặt mỗi cái lãnh ngạo không ngớt, mắt liếc nhìn bọn họ, thật giống như nhìn bọn họ một chút, chính là ban ân lớn lao. Phệ hồn tộc. Trong mắt Lý Vân Tiêu tinh mang lóe lên, trang phục này hắn một thoáng liền nhận ra, trong lòng chấn động mạnh. Phệ hồn tộc cực kỳ thần bí quái lạ, công pháp tu luyện càng tà ác đến cực điểm, hồn chiến kỹ pháp của hắn chính là từ phệ hồn tộc học được. Ba người trước mắt này vừa xuất hiện liền áp chế khí tức tất cả mọi người, thực lực mạnh có thể thấy được chút ít. Người thánh hỏa điện cũng trong nháy mắt lui lại, đem ba người vây quanh, người người đều là như gặp đại địch, ba người này cho khí tức của bọn hắn quá mức âm lãnh cùng cường đại. Đặc biệt Trương Thiệu Thiên, Nghi A cả hai tên vũ tôn Phùng Trư Thích Quang, cũng cảm thấy dị thường một ngạt. Hừm, tiểu tử ngươi còn có chút kiến thức,
nó nhanh lên trận pháp này làm sao phá. Đến thời điểm có thể tha cho ngươi một mạng. Mấy người Trương Thiệu Thiên đã sớm đuổi theo, vẫn muốn động thủ, lại phát hiện hoàn cảnh chung quanh không đúng, lúc này mới ẩn nhẫn đến hiện tại. Hơn nữa trong trận pháp này tựa hồ có loại sức mạnh để bọn họ cực kỳ không thoải mái, cả người đều trở nên hơi buồn bực. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Tha ta một mạng, ba vị nói giỡn đi, phệ hồn tộc các ngươi không phải yêu nhất thu thập cô đọng sinh hồn sao? Ta làm sao không biết các ngươi còn có thời điểm đại từ đại bi? Hai tay hắn ôm ở trước ngực, hơi làm cái thủ thế. Đám người Diệp Phàm lập tức hiểu ý, biết muốn động thủ, từng cái đem khí tức chìm xuống, chuẩn bị lôi đình nhất kích. Trương Thiệu Thiên sững sờ, lập tức lộ ra vẻ cười gằn nói. Xem ra ngươi đối với phệ hồn tộc chúng ta còn có chút hiểu rõ, thức thời quy thuận ta, ta có thể từ bi một lần. Lý Vân Tiêu nở nụ cười, đôi mắt ngưng tụ lại nói. Ngươi trâu bò như thế, Hoàng Phủ Bật biết không? Hoàng Phủ Bật chính là tông chủ phệ hồn tông, Lý Vân Tiêu vừa báo ra tên của hắn, ba người Trương Thiệu Thiên đều sững sờ, có chút không rõ vì sao. Đồng thuật, cấm diễn. Hai con mắt Lý Vân Tiêu trong nháy mắt hóa thành huyết nguyệt. Một công kích cực cường liền xông lên, bốn phía một trận lay động, xuân chi cảnh bắt đầu biến hóa, trở thành một phương không gian màu đen, trải rộng ra. Tấn công bằng thần thức. Trương Thiệu Thiên chấn động, lập tức phát hiện chúng chiêu, nhưng hắn nhẹ nhàng hừ lạnh một thoáng, trong tay ánh sáng lấp lóe, tiện tay ở trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái, liền phá tan không gian màu đen. Bọn họ thủ đoạn to lớn nhất chính là cô đọng linh hồn, tấn công bằng thần thức phổ thông căn bản không đáng một đồng. Ngay khi không gian màu đen phá nát, mọi người Thánh Hỏa Điện cũng công tới, Phùng Chư cùng Thích Quang đồng thời xuất thủ, mục tiêu chính là hai tên sư đệ của Trương Thiệu Thiên, hai tên sư đệ này bất quá là nhất tinh vũ tôn, thêm vào mới vừa bị đẩy vào tinh thần không gian mới đi ra, lập tức liền hoảng loạn lên, liên tục hô cầu cứu. Rác rưởi. Trương Thiệu Thiên lạnh lạnh mắng một câu, nếu không phải hắn cần một ít thủ hạ trung thực, bằng không căn bản sẽ không quản hai người này chết sống. Một cước đạp ra liền muốn đi cứu. Xuân lực lượng, ràng buộc. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng hét một tiếng, một trường hướng trong không khí đập xuống, từ bốn phương tám hướng vào tới lượng lớn đằng dây vụn vặt, trực tiếp đem Trương Thiệu Thiên bao bọc lại, những vụn vặt đằng điều kia hết sức bình thường, nhưng trên mặt trào ra lượng lớn khí tức, không ngừng rót vào trong thân thể Trương Thiệu Thiên. Đây là... Trương Thiệu Thiên kinh hãi, nguồn sức mạnh kia để hắn vô cùng không thoải mái. Hầu như là áp chế sức mạnh của mình, đang không ngừng từng bước xâm chiếm thân thể. Phệ hồn tông tu luyện đều là vong hồn thuật, trời sinh nhiễm tử khí. Mà xuân chi sinh khí này chính là cùng bọn họ tương sinh tương khắc, hết sức áp chế. Hắn vừa tiến vào xuân chi kết giới liền cảm thấy không thoải mái, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Chỉ là run rế, cũng dám động thủ. Nguyên khí trong đan điền hắn xoay một cái. Hết thảy xuân khí tức toàn bộ từ trong thân thể liên tục bại lui đi ra, những dây leo kia càng là trực tiếp hóa thành bột phấn. Hơi thở của cái chết tản ra, bốn phía lập tức trở nên hơi âm lãnh, hai người Phùng Thích cũng chịu ảnh hưởng, nhìn Trương Thiệu Thiên tiến đến, vội vàng lui ra. Lý Vân Tiêu ở trong nháy mắt Trương Thiệu Thiên mở ra ràng buộc, liền một trường vỗ ở trên chiến xa, đầu ngón tay nhanh chóng vẽ ra phù hiệu, từng luồng sức mạnh từ trong những phù hiệu kia cấp tốc tản ra. Từ trên chiến xa vào tới bên ngoài. Toàn bộ chiến xa đột nhiên hoảng hốt, trong mắt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ đại hỉ, thầm nói quả nhiên. Trương Thiệu Thiên đại kinh, vội vàng một trường vỗ lại đây, kinh phong xạ phá không khí, nhanh như chớp giật, nhưng vẫn chậm một bước, trực tiếp xuyên qua hổ vương chiến xa lưu lại hình bóng, rơi vào xa xa nổ bể ra. Sư huynh, chuyện gì xảy ra? Bọn họ chạy trốn. Một tên sư đệ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vừa nãy ở dưới hai người Phùng Thích đột nhiên làm khó dễ, suýt chút nữa nhất chiêu cũng không đỡ nổi liền bỏ xuống, giờ khắc này sắc mặt tái nhợt, dị thường khó coi. Lúc trước loại ngạo khí kia hoàn toàn không có. Còn không phải là các ngươi quá rác rưởi. Trương Thiệu Thiên giận mắng một câu, nói. Nếu không phải vì cứu các ngươi, bọn họ há có thể từ trong tay của ta đào tẩu. Bất quá. Khuôn mặt hắn lộ ra vẻ lạnh lùng, trong con ngươi tinh quang lấp lóe, đắc ý nói. Ta đã ở trên chiến xa này lưu lại ấn ký, vừa vặn đuổi theo bọn họ phá vỡ trận này. Đến thời điểm lại đem bọn họ chộp tới rút hồn thủ bảo. Hổ vương chiến xa ở dưới trận pháp của Lý Vân Tiêu tác dụng, trực tiếp từ trong xuân chi kết giới biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa,
bốn phía dĩ nhiên là một mảnh hoang mạc, không một bóng người. Thái Dương Lăng không bắn xuống, ngay cả bọn họ là vũ giả, cũng cảm thấy da rẻ có chút đâm nhói. Nơi này là... Diệp Phàm mở mắt ra, chỉ cảm thấy con mắt có chút đâm nhói, trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn không nhịn được hỏi lên. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta quả nhiên không đoán sai, nơi này là hạ chi kết giới. Nơi này quả nhiên là bốn mùa núi liền cùng một chỗ, lần này đúng là phiền phức, nếu không phá vỡ sẽ tuần hoàn đền đáp lại, vĩnh viễn đi không ra mảnh ảo cảnh này. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi lúc trước không phải nói có một biện pháp phá giải trận pháp sao? Phùng Trư vội vàng hỏi. Lý Vân Tiêu không đáp, mà là chuyển hướng Diệp Phàm hỏi. Ngươi hiện tại cảm ứng làm sao? Diệp Phàm nhắm hai mắt, hơi nhận biết, lắc đầu nói. Hoảng hốt bất định, có chút khó có thể dự đoán. Như vậy à, vậy chúng ta liền không cần phải gấp gáp. Hắn vươn tay ra, lòng bàn tay nhảy lên hỏa diễm, động lòng nói. Nơi này tất cả đều là địa chi quy tắc ngưng tụ thành, đại gia dốc lòng cảm ngộ một thoáng, ở đây tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Tu luyện, con người Phùng Trư đều lùi đi ra, kêu gào nói. Hiện vào lúc này, còn có tâm tư tu luyện. Lý Vân Tiêu cười nói. Thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Loại ảo cảnh này chư vị có thể đời này cũng không gặp được lần thứ hai. Hơn nữa đằng quang muốn bày xuống kết giới bốn mùa, sợ là bỏ qua không ít bảo bối làm mắt trận, lúc này mới có thể đem địa chi quy tắc cô đọng thành trận, loại trình độ này toàn bộ thiên vũ giới cũng chỉ có một người hắn. Đào Quán ho khan hai tiếng nói. Vân Thiếu, việc tu luyện không vội, cũng không có thể ở đây chờ chứ. Thế nào cũng phải có mục tiêu, là chờ thiếu chủ cảm giác trở nên mạnh mẽ sao? Lý Vân Tiêu tựa hồ không có tâm tư nghe bọn họ nói chuyện, nhắm mắt lại chậm rãi cảm ngộ hạ lực lượng lưu động, hững hờ nói. Có thể nói như thế, đừng quên có cảm ứng cũng không chỉ Diệp Phàm, hiện tại đường kiếp hẳn là cũng ở trong kết giới bốn mùa, có những đại yêu kia hỗ trợ, bọn họ hẳn là có thể thay chúng ta tìm ra cửu thiên đỉnh. Đến thời điểm đi đánh cướp là tốt rồi. Vì lẽ đó trước lúc này chư vị đều phải dưỡng tốt tinh thần. Đánh cướp đại yêu. Tất cả mọi người là một mặt cay đắng, bọn họ ý nghĩ chỉ là đục nước béo cò, hy vọng có thể tìm kiếm ra một cơ hội, thừa cơ cướp đoạt cửu thiên đỉnh, cùng những đại yêu kia chính diện đụng nhau, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Vân Đại ca nói không sai, tất cả mọi người bình tĩnh lại tu luyện đi, ngược lại hiện tại cũng không có chuyện gì làm, có thể nhiều tu luyện một hồi cũng là tốt. Tuy rằng trong lòng Diệp Phàm cũng cay đắng, thế nhưng một đường lại đây, thực lực và tầm mắt của Lý Vân Tiêu đã thu được bọn họ vạn phần kính nể. Nếu như không có Lý Vân Tiêu, bọn họ sợ là đã sớm đoàn diệt, vì lẽ đó tuy rằng nội tâm hắn cũng có nghi hoặc, nhưng vẫn lựa chọn phục tùng vô điều kiện, bắt đầu động viên mọi người. Lý Vân Tiêu đã ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt điều tức. Tỉ mỉ quan sát, trên người hắn hơi tỏa ra một tầng nhiệt lượng, còn hàm chứa linh khí không nhỏ ở bên trong. Tựa hồ da rẻ tự mình phun ra nuốt vào linh khí chung quanh, thay thế miệng mũi tiến hành hô hấp. Diệp Phàm xem hết sức kinh ngạc, không biết Lý Vân Tiêu đây là công pháp gì, nghĩ đến đối phương tuổi cùng mình xấp xỉ, nhưng có trình độ cao thâm khó dò như vậy, đối với loại nghị lực mỗi giờ mỗi khắc không ngừng tăng cao tu vi kia, không khỏi âm thầm kính phục. Mọi người Thánh Hỏa Điện từng cái từng mặt mày ủ rũ, nhưng không có cách nào chỉ có thể ngồi xếp bằng xuống, có tu luyện hay không liền trời mới biết. Giờ khắc này khiếp sợ nhất đó là Tiểu Thanh ở trung tâm trận pháp, hắn một mặt nghiêm nghị, một tay bấm quyết, một đạo hỏa diễm từ trong tay bắt đầu bay lên. Sau một khắc, ở trên bầu trời hổ vương chiến xa dừng lại, chậm rãi hiện ra một đôi mắt sáng sủa, lớn như đèn lồng, chăm chú nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, trong mắt vẻ nghi ngờ không thôi. Loại phương pháp tu luyện này của Lý Vân Tiêu hắn cũng không xa lạ gì, hơn nữa hắn cũng là tu luyện như thế, đó là phun ra nuốt vào địa chi quy tắc. Lực lượng bốn mùa. Nhưng hắn có thể làm được, là bởi vì này kết giới bốn mùa này chính là vương tọa vũ đế dùng bản thể hắn biến hóa ra, cùng tâm thần mình liên kết, lúc này mới có thể thích làm gì thì làm, mượn trận pháp tu luyện. Mà thiếu niên trước mắt này, bất quá là vũ tông, cùng loại pháp tắc chí cao địa chi quy tắc kia hoàn toàn đáp không lên một chút, nhưng mỗi tiếng nói cử động, lại hoàn toàn ẩn chứa pháp tắc. Trong con mắt của hắn dần dần bắt đầu ác liệt. Giờ khắc này Lý Vân Tiêu không ngừng dùng hạ lực lượng dội rửa nhục thể cùng kinh mạch của mình, đem sức mạnh quy tắc từ mỗi bộ phận toàn thân hút vào trong cơ thể,
thổ nạp đi ra, thu được chỗ tốt cực lớn. Loại chỗ tốt này người Thánh Hỏa Điện cũng rất vui vẻ hứng chịu, từng cái lộ ra khiếp sợ cùng mừng rỡ như điên, đặc biệt Phùng Chư cùng Thích Quang hai vị vũ tôn cường giả, bọn họ đối với sức mạnh quy tắc vốn là có hiểu biết nhất định, hiện tại cảm thụ, mừng rỡ như điên, mới biết Lý Vân Tiêu nói không giả. Nhưng loại cảm thụ kia của bọn họ cùng Lý Vân Tiêu chìm đắm ở trong đó rội rửa là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Có thể đem sức mạnh quy tắc ngưng tụ thành trận, ngoại trừ Đằng Quang ra, thiên vũ giới lại không có người thứ hai. Nếu bị những siêu cấp thế lực kia biết trận pháp nơi đây ngưng tụ địa chi quy tắc mà thành, sợ là đã sớm hóa thành cấm địa của mình, cung cấp đệ tử trong môn phái tu luyện. Sau khi Lý Vân Tiêu nuốt vào lượng lớn vũ ý đạo quả, lại hấp thu lượng lớn nguyên khí, trực tiếp đột phá đến Tam Tinh Vũ Tông. Sau đó càng là dùng thiên hồn thảo, cường đại hồn lực tẩm bổ hồn phách, mà bản thân ẩn chứa linh khí càng là trực tiếp bị đan điền hấp thu, từng chút lắng đọng xuống, đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Nếu như đổi làm vũ giả bình thường đã sớm phá liền cấp mấy, nhưng khổ bức chỉ có hắn tự mình biết. Giờ khắc này lượng lớn nguyên khí tích lũy, ở dưới hạ chi quy tắc rội rửa, rốt cục sải bước vào tầng thứ cao hơn. Một đạo ánh sáng lục hợp cảnh giới ở trên người hắn hơi nổi lên, bước vào Tứ Tinh Vũ Tông. Con mắt trên bầu trời kia rốt cục nhẫn nại không được, bắn ra đạo đạo hàn quang. Tiểu Thanh ở sau con mắt kia nổi lên, sát theo đó cả người xuất hiện ở trên bầu trời, một mặt lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới. Lý Vân Tiêu hơi dương đôi mắt, dương mắt cười nói. Nếu tới, thì xuống đây đi. Lời của hắn để mọi người Thánh Hỏa Điện giật mình. Đồng thời từ trong cảm ngộ đi ra, dương mắt nhìn lên, toàn bộ cảnh giác vạn phần. Tiểu Thanh khi nào xuất hiện ở phía trên, xuất hiện bao lâu, bọn họ hoàn toàn không biết. Mặc dù là hiện tại tận mắt thấy, cũng chỉ cảm giác mơ mơ hồ hồ, tựa hồ không chân thực. Ngươi làm sao có thể tùy ý chi phối lực lượng xuân, hạ? Tiểu Thanh mặt không hề cảm xúc, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, trong giọng nói mang theo hết sức bất mãn cùng địch ý. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, loại thái độ này của đối phương để hắn rất không thích, vì vậy đánh cái ha ha, giãn gân cốt một cái nói. Người trẻ tuổi, người liền nói chuyện như thế cùng ân nhân cứu mạng của mình. Mọi người Thánh Hỏa Điện cũng đã gặp Tiểu Thanh, biết hắn chính là vạn cổ trường thanh thụ hóa hình, nhất thời từng cái trên trán bạo hãn đi ra, thiên vũ giới còn có thể tìm tới tồn tại so với hắn tuổi càng lớn hơn sao. Người trẻ tuổi, sắc mặt Tiểu Thanh phát lạnh. Hừ lạnh nói. Người trẻ tuổi, hừ, người cứu ta chẳng lẽ là hảo ý? Hắn lạnh như băng nói. Tiểu côn cũng bị ngươi khống chế chứ? Lý Vân Tiêu đón ánh mắt lạnh như băng của hắn, cũng lạnh giọng nói. Nói như vậy là bài cứu ngươi, bằng cơn giận này của ngươi, ta cần phải nói cho ngươi sao? Tiểu Thanh nói. Hừ, nếu tới Thủy Nguyệt Kính Hoa này, sẽ không hoài hảo tâm. Sợ cũng là hướng về phía bản thể ta mà đến đi. Đừng nói không phải, coi như phải, vậy có làm sao? Lý Vân Tiêu không chút nào né tránh, hai người phong mang đối lập, bầu không khí càng ngày càng lạnh. Ở dưới trời mùa hè, cũng sinh ra từng tia ý lạnh. Con người Tiểu Thanh thu nhỏ lại, bắn ra sát khí, lạnh giọng nói. Vậy thì chết. Hắn lâm không chỉ điểm một chút, quát lên. Hạ chi quy tắc, liệt nhật. Một vòng thái dương ở dưới đầu ngón tay hắn hình thành, càng ngày càng chói mắt. Không kém thái dương trên bầu trời chút nào, chậm rãi rơi xuống. Nhiệt lượng to lớn tốc thẳng vào mặt, người Thánh Hỏa Điện đồng thời hoảng hốt, nhìn toàn bộ hổ vương chiến xa cũng bắt đầu hòa tan, liều mạng vận chuyển nguyên khí chống lại, mới có thể đem cỗ sóng nhiệt kia gạt ra, nhưng da rẻ vẫn như cũ kịch liệt mất đi lượng nước, da bắt đầu bị nẻ. Hừ, liệt nhật ta yêu thích, tạo hóa nhất mạch, thu. Lý Vân Tiêu đón mặt trời kia đi tới, ở dưới mọi người trợn mắt há hốc mồm. Mặt trời kia lại bị hắn hút vào trong thân thể, thể phách cường tráng vào đúng lúc này trở nên phồng lên mấy phần, trên da tất cả đều là vẻ cổ đồng, tỏa ra vi quang. Mặt trời kia bị hắn hút vào trong cơ thể, cả người ánh sáng vạn trượng, soi sáng xương cốt, bắp thịt rõ rõ ràng ràng, còn có dòng máu chảy xuôi, cả người hầu như trong suốt. Nhưng vẻn vẹn một cái hô hấp, tia sáng kia liền dần dần ảm đạm xuống, tựa hồ bắt đầu bị thân thể hắn tiêu hóa. Khí tức trên người cũng thuận theo liên tục tăng lên. Con người Tiểu Thanh mở lớn, một mặt giật mình cùng ngơ ngác nói. Thể thuật. Hắn đã phát hiện, Lý Vân Tiêu có thể trực tiếp hấp thu liệt nhật của hắn, không chỉ là bởi vì nắm giữ hạ lực lượng,
có thể thu liệt nhật hóa thành đồ bổ, càng bởi vì thân thể mạnh, có thể tiêu hóa sức mạnh bá đạo vô cùng kia. Mắc mớ gì tới ngươi, hiện tại ngươi cũng nếm thử liệt nhật của ta. Lý Vân Tiêu hút thu liệt nhật xong, khí tức toàn thân nhảy lên tới tứ tinh vũ tông, hét một tiếng, chỉ tay hướng bầu trời điểm đi, tương tự một vòng thái dương hiện lên ở đầu ngón tay, đột nhiên bắn ra. Mi tâm tiểu thanh nhíu thành chữ xuyên, hắn rõ ràng cảm nhận được hạ lực lượng bốn phía không ngừng tràn vào trong vầng mặt trời chói chang kia, thật giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, Lý Vân Tiêu đối với hạ lực lượng cảm ngộ cùng điều khiển, dĩ nhiên còn ở trên mình. Tuy rằng không biết ngươi là làm được bằng cách nào, nhưng như vậy thì càng không thể lưu ngươi rồi. Tiểu thanh hét lớn một tiếng nói. Mở. Liệt nhật hướng hắn tấn công tới, đột nhiên tan rã ra, thật giống như một đóa khói hoa, ánh sáng chói mắt. Hắn mới là người khống chế trận pháp này, nắm giữ quyền hạn tối cao. Nếu địa chi quy tắc, hạ đối với ngươi vô hiệu, như vậy thử xem thiên chi quy tắc. Lôi đình. Theo hắn dứt tiếng, giữa bầu trời liệt nhật tán đi. Hiện ra mây đen cuồn cuộn, sấm vang chớp giật. Người thánh hỏa điện từng cái xem trợn mắt há hốc mồm, ở trước mặt loại sức mạnh quy tắc quyết đấu này, bọn họ chỉ cảm thấy mình nhược bạo, căn bản không giúp được chút nào. Từng đạo chớp giật từ trên không rơi xuống, trực tiếp ngưng tụ ở trên bàn tay tiểu thanh, dần dần trở nên mạnh mẽ. Chớp giật soi sáng khuôn mặt hắn, cũng biến thành vẻ xanh nhạt, không chút biểu tình. Lý Vân Tiêu tâm thần tập trung cao độ. Lôi đình này mạnh, nếu như không có thể tiếp được, sợ là ngoại trừ hắn cùng hai tên vũ tôn, tất cả đều sẽ hóa thành hôi phi yên diệt. Hai hàng lông mày hắn hiện ra một đạo hỏa vân, sau khi hồn lực thăng cấp cấp 6, phượng hoàng chân hỏa rốt cục có thể hiển hóa ra ngoài, tuy rằng hình thể cực nhỏ, nhưng là thần hỏa hàng thật đúng giá. Theo thần hỏa xuất hiện, người thánh hỏa điện đều giật nảy cả mình, đồng thời hướng bốn phía tản ra, cảm nhận được cỗ khí tức kinh khủng kia, đều một trận hãi hùng khiếp vía. Phượng Hoàng chân hỏa. Tiểu thanh ngơ ngác thất thanh, đầy mắt đều là không thể tin tưởng, tự lẩm bẩm. Chẳng trách tiểu côn sẽ đi với ngươi, nguyên lai ngươi nắm giữ thần hỏa, đủ khiến hắn lần thứ hai niết bàn sống lại. Hắn thất thố rất nhanh khôi phục như thường, lãnh đạm nói. Nhưng mà thần hỏa bực này, ngươi có thể điều khiển ra bao nhiêu uy lực đây? Nhất chiêu không cẩn thận, đầu tiên tan thành cho bụi chính là ngươi. Trên mặt Lý Vân Tiêu tất cả đều là vẻ ngoan lệ. Ở dưới hỏa diễm chiếu rọi, có vẻ điên cuồng như nhập ma, dữ tợn nói. Sợ cứ việc nói thẳng, có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực ngươi có thể tới thử xem. Hai tay hắn dẫn ra mấy cái ấn quyết, tạo thành chữ thập từ từ chia mở, song quyền hư nắm, ở trong hai trường, hiện ra một khối bụi bặm màu vàng nhạt, không ngừng có ánh sao lấp lánh nhảy lên bốn phía, theo hắn mở ra hai tay, bốn phía bụi bặm dần dần diễn hóa ra đại địa. Không gian chìm xuống, tựa hồ chịu đến vô cùng trọng lực dẫn dắt, bắt đầu kịch liệt sụp xuống. Lần này tiểu thanh rốt cục biến sắc, so với nhìn thấy phượng hoàng chân hỏa còn khiếp sợ hơn, lôi điện chi lực trên người cũng trở nên cực kỳ bất ổn, dường như tâm tình của hắn như thế, đùng đùng lấp lóe liên tục. Hắn tựa hồ phí đi khí lực rất lớn, mới từ trong miệng phun ra vài chữ, trầm giọng nói. Đại địa tức nhướng. Đại địa tức nhướng vừa ra. Mới thật sự làm cho tiểu thanh kinh sợ, đứng ở trên trời cao, không hề nhúc nhích mảy may, trên mặt vẻ dãy dụa liên tục. Ngươi ngược lại cũng biết hàng, tuy rằng tu vi của ta so với ngươi chênh lệch mấy đại cảnh giới. Nhưng ngươi hiện tại thương thế quá nặng, khôi phục mấy phần. Ta dựa vào hai đại chí bảo này, đủ khiến ngươi hình thần câu diệt. Lý Vân Tiêu ngạo nhiên mà đứng, một bộ ai chống đỡ giết ai. Người thánh hỏa điện thì đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Hai món đồ trên người Lý Vân Tiêu này, đều chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, bây giờ lại đồng thời xuất hiện ở trong tay một người. Chẳng trách hắn vẫn ngạo như thế. Đám người Diệp Phàm đột nhiên có một loại cảm giác không phục không được, một đường tới nay thiếu niên tu vi vũ tông kia, lá bài tẩy tầng tầng lớp lớp cùng kiến thức vượt xa người thường, để bọn họ từng bước chuyển nguy thành an. Hiện tại ngay cả loại đồ vật truyền thuyết kia cũng một lần xuất hiện hai cái, trời mới biết hắn còn có đồ vật gì ở trên người. Tiểu thanh cũng cảm giác giống nhau, tuy rằng ngày đó không nhìn thấy hắn đập ra Sơn Hà Đỉnh, thế nhưng huyền khí mà Lý Vân Tiêu xuất thủ đập vụn trục chính hỗn thiên nghi, cũng làm cho trong lòng hắn vạn phần kiêng kỵ. Hắn vô cùng rõ ràng hỗn thiên nghi là siêu phẩm huyền khí không thấp hơn cửu thiên đỉnh, tuy rằng ngày đó sau một trận chiến hầu như đèn cạn dầu, nhưng mà không phải huyền khí phổ thông có thể chấn áp vỡ vụn. Trên mặt Lý Vân Tiêu một bộ ngạo cuồng,
thần tình kia thật giống như đang nói, đến đánh ta a, đánh ta a, đánh ta a a a a. Kỳ thực nội tâm hắn đã là hết sức khổ bức phiền muộn, giới thần bi ở sau khi nhiều lần hao tổn, hiện tại cũng đi tới trình độ đèn cạn dầu, lúc này mới bất đắc dĩ trực tiếp đem hai chí bảo trấn áp vực giới lấy ra sung sung sức lực, đừng nói một lần triển khai hai cái chí bảo, tùy tiện một cái hắn cũng không chắc có thể triển khai ra, hơn nữa hiện tại duy trì loại trạng thái này, cũng đã vô cùng khó khăn vất vả. Dáng vẻ Lý Vân Tiêu cường trống, Tiểu Thanh nơi nào sẽ không thấy được, thế nhưng phía dưới là Phượng Hoàng Chân Hỏa cùng đại địa tức nhưỡng hàng thật đúng giá, vẫn để cho hắn cực kỳ kiêng kỵ. Hơn nữa vô số năm tháng tới nay, các loại nhân vật thiên tài tuyệt diễm hắn đều thấy, khí thế trên người thiếu niên trước mắt này, như những tuyệt thế cường giả kia, kiêu căng khó thuần, bế nghệ thiên hạ. Ngươi thật sự không phải nhòm ngó bản thể của ta. Tiểu Thanh rốt cục động đình chiến chi tâm, cau mày hỏi. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện ra vẻ khinh bỉ, hừ nói. Mặc dù bản thể ngươi không tệ, nhưng so với Phượng Hoàng Chân Hỏa cùng đại địa tức nhưỡng làm sao? Ngoại trừ cửu thiên đỉnh ra, ngươi cảm thấy nơi này còn có thứ đáng giá ta nhòm ngó sao? Chớp giật trên người Tiểu Thanh dần dần biến mất, mây đen giữa bầu trời kia cũng thuận theo xua tan ra, liệt nhật lên không, lần thứ hai khôi phục khí hậu mùa hè nóng bức. Hắn hướng về Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói. Hy vọng ngươi nói là thật sự, bằng không ta người đầu tiên giết là ngươi. Lý Vân Tiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đem Phượng Hoàng Chân Hỏa cùng đại địa tức nhưỡng cất đi, nguyên khí trong cơ thể hầu như tiêu hao hết sạch, mồ hôi thẩm thấu ở trên trán, vẫn cường trống dáng vẻ không có chuyện gì nói. Ngươi không khỏi quá đề cao mình, bất quá ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Tiểu Thanh mặt không hề cảm xúc từ tốn nói. Lý Vân Tiêu thu hồi dáng vẻ bất cần đời. Ngưng tiếng nói. Ta muốn đi nơi hoang cổ. Con người Tiểu Thanh co rụt lại, liếc mắt nhìn hắn, xoay người liền muốn rời đi, lạnh nhạt nói. Sau này hãy nói đi, nếu như có cơ hội, ta có thể giúp ngươi, xem như là trả lại ngươi một món nợ ân tình. Hừ, ngươi ngược lại cũng còn biết ta cứu mệnh ngươi. Lý Vân Tiêu khinh thường nói. Nếu bị những đại yêu kia thu đi, ngươi liền vạn kiếp bất phục. Trên mặt Tiểu Thanh lướt qua một tia tàn khốc, bóng người liền dần dần muốn biến mất ở giữa không trung. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng về giữa bầu trời la lớn. Chậm đã, cửu thiên đỉnh thật sự ở đây sao? Cụ thể ở nơi nào? Không thể trả lời. Bóng người Tiểu Thanh hoàn toàn biến mất ở trên trời cao, chỉ để lại bốn chữ nhàn nhạt, vang vọng trên bầu trời. Sau khi thân ảnh Tiểu Thanh biến mất, mọi người Thánh Hỏa Điện còn có chút chưa hoàn hồn lại. Trong mắt Phùng Chư lộ ra dị dạng, dáng vẻ có chút thấp thỏm nói. Tiểu tử, hai cái đồ vật kia của ngươi là thật sự. Lý Vân Tiêu liếc hắn một chút, không tỏ rõ ý kiến, mà nói. Xem ra cửu thiên đỉnh đúng là ở đây, bằng không Tiểu Thanh kia không cần ẩn giấu, trực tiếp phủ nhận liền được. Hơn nữa cửu thiên đỉnh tồn tại hắn là biết đến, nhưng không thể lấy ra. Đám người Phùng Chư hai mặt nhìn nhau, đều là mồ hôi lạnh tràn trề. Vẹn vẹn một câu không thể trả lời liền có thể suy đoán ra nhiều tin tức như vậy sao? Tiếp tục chờ đi. Lý Vân Tiêu lần thứ hai ngồi xếp bằng xuống nói. Ta cuối cùng cũng đã rõ ràng mục đích những người yêu tộc kia, hẳn chính là vì cướp đoạt bản thể vạn cổ trường thanh thụ, còn công dụng, đại khái là chữa trị huyền khí của thương. Nếu như cửu thiên đỉnh xuất hiện, bọn họ sẽ không bỏ qua. Tiểu Thanh qua nhiều năm như vậy cũng không lấy ra cửu thiên đỉnh, có thể thấy được tầm quan trọng của chìa khóa. Như vậy chúng ta lại càng không cần hoảng, chờ bọn hắn trước tiên nháo một trận đi thôi. Tâm tình của hắn vô cùng tốt, ngồi xếp bằng xuống, lấy ra 100 triệu trung phẩm nguyên thạch mà tiền vô địch cho hắn, bắt đầu tu luyện. Hắn vô cùng hào phóng đem rất nhiều nguyên thạch nổ tung, thêm vào hạ quy tắc chảy xuôi, một hoàn cảnh tu luyện tuyệt hảo hình thành ở trên hổ vương chiến xa. Đừng khách khí, nguyên thạch nhiều như vậy, ta một người cũng dùng không hết, thứ tốt mọi người cùng nhau chia sẻ. Phùng Chư cũng nổi lòng tôn kính, xem ra tiểu tử này đạt được thành tích hiện tại tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chính hắn cũng là một phương cao thủ, tự nhiên biết trả giá càng nhiều thu hoạch càng nhiều, hơn nữa lòng dạ không nhỏ, còn biết lung lạc người. Người Thánh Hỏa Điện cũng đồng thời tu luyện, nhưng rất nhanh, bọn họ liền từng cái nhíu mày, tuy rằng linh khí dày đặc, nhưng ở bên người Lý Vân Tiêu là hấp thu không tới nửa điểm nguyên khí, toàn bộ như sông lớn vào biển rót vào trong cơ thể hắn. Sau khi kinh ngạc, cũng cảm thấy có chút đỏ mắt,
đồng thời rời xa chiến xa, trực tiếp lơ lửng giữa không trung ngồi xếp bằng xuống, tuy rằng linh khí mỏng manh chút, nhưng bao nhiêu còn có thể uống chút canh. Thân thể Lý Vân Tiêu như một cái vòng xoáy, thành tốp nguyên thạch nổ tung, không bao lâu liền bị hắn hấp không, người Thánh Hỏa Điện ngồi cách hắn càng ngày càng xa, đến mặt sau căn bản không có nửa phần nguyên khí, từng cái khổ não liền dứt khoát cảm thụ quy tắc, không hy vọng chia sẻ nguyên thạch của hắn. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Đột nhiên bên trong không gian không ngừng truyền đến vang vọng, toàn bộ thế giới đều rung động, thật giống như có loại cảm giác đất rung núi chuyển. Đám người Lý Vân Tiêu đồng thời từ trong tu luyện thức tỉnh, nhìn bốn phía không có bất kỳ khác thường gì, chấn động mãnh liệt vẫn là xa xa truyền đến, nhưng không tìm được đầu nguồn. Có người mạnh mẽ phá trận rồi. Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn bầu trời một lúc, quả quyết nói. Chư vị mau trở về, chúng ta đi ba quý khác nhìn. Người Thánh Hỏa Điện lập tức trở về trên chiến xa, Lý Vân Tiêu nhanh chóng ngưng khắc lại một cái trận pháp, từng đạo ánh sáng bao quanh chiến xa, dần dần biến mất ở trong mùa hạ. Ở trong đầy trời xuân sắc, trong tay Ngư Dương Chu cầm một cái trận bàn, tựa hồ đang so sánh phương vị, mặt mày ủ rũ đi qua đi lại, trong miệng không ngừng tự nói. Đi phía trái ba bước, quẹo phải bảy bước, không đúng không đúng, lại rối loạn. Hắn cầm lấy trận bàn vỗ xuống đầu của mình, như phát điên. Trên trận bàn từng đạo ánh vàng bay vụt ra, trên không trung tạo thành đường nét phức tạp không ngừng nhằng nhịt khắp nơi, lẫn nhau diễn sinh, còn có lượng lớn con số xếp hàng thôi diễn tính toán. Ánh mắt Ngư Dương Chu không ngừng chọn đọc những biến hóa kia, trong đầu nhanh chóng tính toán, miệng cực nhanh báo các loại con số. 9, 6, 17, 18, 3. Thôi diễn càng lúc càng nhanh. Những tia sáng cùng quang tự kia gần như sắp chỉ còn dư lại tàn ảnh, chiếu rọi ở trên mặt Ngư Dương Chu, lông mày càng ngày càng gấp. 19, định. Hắn đột nhiên hét một tiếng, bàn tay bay thẳng đến trận bàn chộp tới, hết thảy con số cùng đường nét trên không trung ngưng tụ không tiêu tan, chậm rãi rơi vào đại địa, kéo dài ra, thật giống như mạng nhện bù đắp, hiện lên ở dưới chân hắn, vẫn mở rộng đến phía trước. Trong miệng Ngư Dương Chu yên lặng đếm lấy, thu hồi trận bàn. Từng bước một dọc theo những đường nét kia cẩn thận từng ly từng tí một tiếp tục đi. 56, hẳn là nơi này rồi. Hắn một cước đạp ở trên cỏ, phía trước có một cây liễu che trước mắt, hắn nhìn kỹ lại, cây liễu này cùng còn lại cũng không có bao lớn khác biệt, đầy cành diệp mộng, ở dưới xuân lực chảy xuôi càng ngày càng mạnh mẽ. Ngư Dương Chu một chỉ điểm ra, ở trên cây liễu ngưng khắc ra phù hiệu màu vàng óng cùng các loại đường nét, cả cây liễu bắt đầu trở nên ánh vàng chói lọi. Dần dần ở trong ánh sáng hóa thành cho bụi. Theo cây liễu kia dập tắt, bốn phía hiện ra ba trận pháp hình vòng tròn, xa xa cách nhau, vô hạn mở rộng. Thiên diễn trận bàn này quả nhiên không mua không, rốt cục thật sự bị ta tìm tới, ha ha. Hắn vui mừng khôn xiết, nhìn cảnh sắc chung quanh không ngừng biến hóa, có chút ức chế không được nội tâm kích động. Không chỉ có báu vật mình khát vọng khả năng sắp hiện lên trước mắt, hơn nữa có thể tìm tới vương tọa vũ đế bày xuống mắt trận. Cũng là cảm giác thành tựu lớn lao. Ba cái trận pháp ở trên mặt đất bình hành triển khai, hầu như nối liền thiên địa, tự thành tam giới, cho thấy tâm ý hùng vĩ. Không hổ là vương tọa bày xuống trận pháp, loại trận ý này, ta thúc ngựa cũng không đuổi kịp a. Ngư Dương Chu kinh thán không ngớt, xem xét tỉ mỉ trận pháp diễn biến, rất nhanh rơi vào trong đó, có chút si mê. Trong ba tòa đại trận này biến hóa ra trận ý thôi diễn, ẩn chứa lĩnh ngộ của Đằng Quang đối với đại đạo vô thượng, đối với mỗi một trận pháp sư mà nói, này đã là của cải to lớn nhất. Sau khi trận pháp diễn biến đến mức tận cùng, hết cơn bí cực đến hồi Thái Lai, thịnh quá tất suy, bắt đầu dần dần tiêu vong, ba tòa trận đồ vô cùng quảng đại kịch liệt cô động ra, hóa thành ba đám năng lượng tinh khiết nhất đỉnh trệ trên không trung, dần dần hòa tan. Đó là, trong con người Ngư Dương Chu lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng dần dần biến thành ngạc nhiên. Sau đó là khiếp sợ, cuối cùng sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Thiên chi quy tắc, vũ. Hắn kinh hãi hét lớn một tiếng, hoảng loạn nói. Tại sao lại như vậy, nơi này dĩ nhiên là cạm bẫy. Cả người hắn lập tức lạnh tới cực điểm, đoàn năng lượng trên không trung kia hiển hóa ra dáng vẻ một giọt thủy châu, chậm rãi tản ra, theo ý mà xuống. Mưa phùn lách tách như yên như sương, vô thanh vô tức, ánh vào trong mi mắt Ngư Dương Chu. Nhưng dường như lạnh lẽo đến đáy lòng, quanh thân các loại sức mạnh theo đó tán đi, cửu thiên đế khí của mình vào đúng lúc này vận chuyển dị thường khó khăn,
ở dưới trời mưa kia, tựa hồ bị triệt để áp chế. Gió thảm mưa sầu, mưa gió giả dích, mưa gió mịt mù. Vương tọa, ta XXX tổ tông 18 đời nhà ngươi. Ngư Dương Chu sợ hãi giống to, hơi thở của cái chết dâng lên trong lòng, thiên diễn trận bàn trong tay nháy mắt hóa thành một thanh kiếm, đâm ra vạn đạo ánh kiếm, hóa thành một mảnh kiếm hải đem mình bảo vệ, quanh thân tất cả tựa hồ cũng đã không tồn tại, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách, gào thét mà tới. Mảnh ánh kiếm biến thành chi hải, ở dưới mưa phùn càng ngày càng yếu, thủy thời muốn dập tắt. Lão tử không cam lòng a, ta bất quá là đến chơi, liền muốn chết ở nơi này sao? Trong đôi mắt Ngư Dương Chu đều là vẻ tuyệt vọng, cắn răng một cái đem toàn bộ sức mạnh rót vào trong thiên diễn trận bàn, cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong đó, đem khí tức kích phát đến mức tận cùng. Này cái phá trận bàn gì, lão tử táng ra bại sản mới mua được, kết quả còn hại ta, bảo cho ta. Thiên diễn trận bàn phóng ra hào quang chói mắt, đột nhiên muốn nổ tung lên, sức mạnh hướng bốn phía bao phủ mà đi, hình thành một cơn bão đem vũ chi quy tắc chống cự ở bên ngoài. Mắt Ngư Dương Chu sáng lên, tựa hồ nhìn thấy một tia hy vọng, lập tức 7, 8 kiện các loại huyền khí cao cấp đều xuất hiện ở quanh thân, hắn lại nắm một cái cấp cao đan dược như hạt đậu giống như đổ vào trong miệng nuốt vào, cửu thiên đế khí phong cuồng rót vào này vài món huyền khí bên trong, từ cấp 6 đến cấp 8 đều có, giờ khắc này hắn không chú ý nổi nhiều như vậy, đừng nói huyền khí, chỉ cần có thể bảo mệnh, chính là nội khố cũng muốn lấy ra bảo. Cửu thiên đế khí, dẫn. 7, 8 kiện huyền khí kia nối liền một loạt, đồng thời phóng ra ánh sáng to lớn, ban ngày đâm nhói hai mắt, hắn hét lớn một tiếng, này huyền khí ở trong tay hắn múa đứng dậy, dường như một cái trường côn, hướng về phía trước đập tới. Hắn mình cũng hóa thành một ánh hào quang, một cái màu vàng chiến giáp phủ trên người bây giờ, theo sông lên trên, hét lớn. Bảo, mở ra cho ta một con đường, ta không muốn chết a. Ầm ầm ầm. Những huyền khí kia từng cái nổ tung, sức mạnh liên tiếp, lẫn nhau chồng chất lên, hóa thành một đạo uy long gầm thét lên nhằm phía vũ pháp tắc. Ầm ầm ầm. Uy long trực tiếp nổ tung, Ngư Dương Chu chịu đến lực lượng xung kích, chiến giáp màu vàng dập tắt, trực tiếp phun ra ngoài một ngụm máu. Không gian trước mắt dần dần xoay chuyển, một cái ban ngày đường nối nổi lên, dẫn tới không biết bên ngoài. Hắn cái gì cũng không kịp nhớ, dùng hết bên trong đan điền cuối cùng một tia khí lực. Trong nháy mắt xông ra ngoài. Này ban ngày đường nối bất quá là hiện lên trong nháy mắt, ở hắn vọt qua sau khi liền dần dần nhấn chìm, toàn bộ bầu trời một mảnh mưa phùn mờ mịt, vung theo ý tung. Mưa xuân quý như mỡ, dương liễu, hoa đào, tế thảo, chim én, kim ngư, ở này mưa xuân bên dưới thẩm thấu sinh trưởng, vui vẻ nô đùa, cùng lúc trước này sức mạnh mạnh mẽ xông tới hình thành thị giác trên rất lớn chênh lệch, khiến người ta có chút khó có thể thích ứng. Tiểu Thanh ở trung tâm kết giới, lộ ra vẻ khó tin, kinh hãi tự lẩm bẩm. Xúc động hư nhãn, dẫn vũ chi quy tắc, lại vẫn có thể chạy thoát. Ngư Dương Chu biểu hiện để hắn rất là khiếp sợ, vốn cho là tình thế chắc chắn phải chết, lại bị hắn mở một con đường đi ra ngoài. Xem ra ngươi cũng không phải vũ đế bình thường a, may là ngươi đã bị thương nặng, liền để ta đến kết thúc ngươi đi. Tiểu Thanh cảnh sắc trước mắt không ngừng biến hóa đứng dậy. Tựa hồ đang tìm tòi Ngư Dương Chu tung tích, tự nói. Chạy trốn tới đi đâu rồi? Mặc dù là mở ra đường hầm vận chuyển, cũng không cách nào thoát đi kết giới bốn mùa, nhất định là trốn ở một cái nào đó mùa bên trong. Đạo ánh sáng kia, tựa hồ là mùa đông. Toàn bộ lực lượng kết giới đều ở trong bàn tay hắn, nhưng nếu đối phương sử dụng bí pháp ẩn giấu thân hình, hắn cũng trong thời gian ngắn nắm bắt không tới. Hắn đem thần thức đưa vào trong đông chi kết giới bắt đầu siêu tầm. Trong giây lát tựa hồ phát hiện cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, một mảnh sát cơ lập tức hiện lên ở trong tròng mắt. Ở một mảnh băng thiên tuyết địa, cương vực ngàn dặm đóng băng, hơn 10 người nhẹ nhàng trôi nổi ở trên bầu trời bình nguyên, phía dưới bóng loáng như gương, như là một mảnh hồ nước bị đông cứng, từng trận hàn khí bay lên. Chỉ có Lê một người ở trên mặt hồ vừa đi vừa khắc họa cái gì, trong phạm vi ngàn mét, bị nàng to to nhỏ nhỏ khắc hơn 10 đồ án. Ngoại trừ các loại đường nét cùng phù hiệu quái lạ ra, còn có một chút yêu thú hình thái khác nhau, trông rất sống động. Những đồ án này nhìn như tồn tại đơn độc, rồi lại lẫn nhau liên tiếp, các loại hô ứng, từ bầu trời nhìn xuống, nối liền nhất thể, dường như một bức mãnh thú đồ. Lê vẽ lên một bút cuối cùng, đem băng tiết trên mặt hồ thổi ra, cả người nhảy lên một cái,
Lâm Không ở phía trên trung ương đồ án, nói. Mọi người tản ra, ta phá tan chỗ mắt trận này. Người tứ cực môn vừa nghe, cấp tốc bay khỏi bầu trời hồ nước, rất xa quan sát. Chỉ còn dư lại vài tên yêu tộc còn ở trên bầu trời, Vũ có chút không yên lòng, lo lắng nói. Bốn mùa chi trận này tuần hoàn đền đáp lại, mãi mãi không có lối ra, người bày trận thực lực mạnh, không thể tưởng tượng nổi. Nơi này thật sự sẽ là vị trí mắt trận sao? Ta sợ hắn bày xuống hư nhãn, cửu tử nhất sinh. Thương mỉm cười, tựa hồ vô cùng có lòng tin nói. Người đây liền không cần lo lắng, nàng là Lê trong cửu Lê bộ tộc A. Trong toàn bộ yêu tộc, nếu bàn về bí pháp dị thuật, chi mạch nào so sánh được cửu Lê tộc? Đúng không, Lê? Khuôn mặt nhàn nhạt của Lê vào đúng lúc này trở nên nghiêm nghị chưa bao giờ có, trong mắt xẹt qua một tia sầu lo khó có thể phát hiện. Thương mỉm cười lập tức cứng lại, ngạc nhiên nói. Làm sao, có vấn đề sao? Lê bình tĩnh nói. Luận trình độ trận pháp, ở niên đại kia của ta tuy không dám nói đăng phong tạo cực, đệ nhất thiên hạ, nhưng mà là nổi bật. Nhưng bốn mùa chi trận này, hoàn mỹ có chút khó mà tin nổi, dĩ nhiên không tìm được bất kỳ kẽ hở, thật không thể tin được đây là người nào bày xuống trận pháp, chẳng lẽ là thần cảnh cường giả? Thương giật mình nói. Làm sao có khả năng? Đừng nói trận pháp, coi như là quy tắc, vũ đạo, đều sẽ tồn tại kẽ hở, chỉ cần là đồ vật tồn tại, liền nhất định có thể dập tắt. Trên mặt Lê nổi lòng tôn kính, trang trọng nói. Không sai, vì lẽ đó trình độ người bày trận này trên xa ta, nên ta mới tìm không ra kẽ hở trong trận pháp của hắn, chỉ có thể tìm ra mắt trận mạnh mẽ phá tan. Nhưng trong đông chi thiên địa này, hư nhãn có ít nhất 3 chỗ, hư thực kết hợp, không thể phỏng đoán. Phía trước xuất hiện 3 cái hư nhãn, đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, nếu như phá sai, sợ là vạn kiếp bất phục. Vì lẽ đó, trên mặt nàng lộ ra vẻ cực kỳ thận trọng nói. Kính xin chư vị trước tiên rời xa nơi đây, càng xa càng tốt. Lê nói xong, toàn bộ bầu trời hồ nước liền vô cùng nghiêm nghị, tất cả mọi người đều là vẻ ngột ngạt, sắc mặt dị thường khó coi. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Thương trầm giọng mở miệng hỏi. Lê bình tĩnh nói. Thương đại nhân, ta không muốn lừa dối ngươi. Cái mắt trận này ta phán đoán là thật, nắm chặt có ít nhất 8 phần 10 trở lên, nhưng nắm chặt có thể phá tan chỉ có 5 năm, sau khi phá tan còn có thể bình yên vô sự, một thành cũng không có. Nàng là ở trong niên đại yêu tộc kia, trình độ trận đạo có thể đếm được trên đầu ngón tay, đã nói như vậy, có thể thấy được dưới mắt trận này vô cùng khủng bố. Nàng vẫn nhìn bốn phía, cười khổ không thôi nói. Kết giới bốn mùa hoàn toàn là do địa chi quy tắc ngưng luyện thành, mà mắt trận thường thường là nơi hung hiểm nhất, nói cách khác bên trong ẩn chứa sức mạnh chí ít cũng là sức mạnh quy tắc. Dưới cửu thiên vũ đế, ai có thể chống lại một giới quy tắc này? Vì lẽ đó đây là một cục dưới vũ đế phải chết, trừ khi nắm giữ thánh khí, hoặc là như chúng ta, có thể hoàn toàn sử dụng huyền khí cấp 9. Vì lẽ đó thương đại nhân cũng không cần quá mức lo lắng, cửu lê chống trận của ta đủ để bảo hộ ta chu toàn. Nàng ngạo nhiên ở trên tiểu hồng cổ bên hông mình vỗ một cái, âm thanh rồi rào rung ra, tựa hồ cho mình chút sức lực. Nhưng bốn người ở chàng, cái nào không nhìn ra nàng là giả vờ ung dung, an ủi mọi người, trong lòng càng là trầm trọng. Vũ mở miệng nói. Vẫn để cho ta đến phá trận này đi, Lê, người đem phương pháp phá trận nói cho ta. Bằng vào thân thể trí cường của ta hiện tại, đủ để ngăn chặn tất cả. Thực sự không được tinh thần lực của ta trong nháy mắt là có thể thay hình đổi vị, thoát đi hiểm cảnh. Ta so với người thích hợp đảm nhiệm phá trận hơn. Lê xem thường cười lạnh nói. Thân thể ngươi có thể cường qua chống trận của ta sao? Yên tâm đi, thiên hạ này còn không có trận ta không dám phá. Nàng không cho mọi người phân trần, trực tiếp quát lên. Đều lùi xa một chút, đừng trở ngại ta. Lê, Thương nhìn chằm chằm nàng, nghiêm túc nói. Quên đi, cái hiểm này không đáng giá chúng ta làm. Ta đã không thể lại tổn thất bất luận một ai trong các ngươi. Trong bốn mùa này, cũng là chỗ tu luyện không tệ. Chúng ta chờ đi, chờ những người khác phá trận, hoặc là chờ khôi phục lực lượng cửu thiên, lại phá trận mà ra. Lê nghiễm nhiên nói. Thương đại nhân, đừng lừa gạt chính mình. Trên người chúng ta tích lũy xuống thương tích, không có lượng lớn thiên tài địa bảo tầm bổ, căn bản không thể trở lại cửu thiên cảnh giới. Huống hồ trận pháp này nếu như ta cũng phá không xong, thiên hạ này người có thể phá cũng không có mấy. Sắc mặt Thương dị thường khó coi,
trong mắt tia sáng yêu dị lấp lóe không yên. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Đột nhiên toàn bộ không gian phát sinh chấn động to lớn, tất cả mọi người cũng vì đó loáng một cái, Dực cả kinh nói. Chuyện gì xảy ra, mãnh liệt như thế, người nào giao thủ? Bỗng nhiên Lê lộ ra vẻ đại hỉ nói. Có người giao thủ, phát động quy tắc, các ngươi mau tránh ra, hiện tại chính là thời cơ phá trận tốt nhất. Nàng không lo được cùng mọi người giải thích, vội vàng giang hai cánh tay, từng đạo ánh sáng từ trong cơ thể nàng tràn ra, ở trước người tụ hợp, dần dần hình thành một quả cầu ánh sáng màu trắng, còn có nhu quang màu xanh lục lấp lóe, hướng trung tâm trong hồ kia rơi xuống. Sau đó nàng gỡ xuống tiểu cổ bên hông, lâm không đánh ra, dưới chân cũng bắt đầu dẫm bước tiến kỳ dị, mỗi đi một bước, sẽ có một ánh hào quang từ dưới chân tràn ra, rơi vào trong trận pháp. Sắc mặt Thương nghiêm túc, hướng về hai người khác phất tay, ra hiệu lui lại, chính hắn cũng lui ra ngàn mét, sắc mặt lạnh lùng. Vũ, Dực cùng Phù cũng là tâm tình cực kỳ nghiêm nghị, lùi tới phía sau Thương, thay Lê lo lắng. Trận pháp trên hồ nước kia giống như bắt đầu phát sinh ánh sáng, từng yêu thú do ánh sáng hội tụ mà thành từ trong trận pháp đứng dậy, sau đó chìm vào mặt hồ đóng băng, phảng phất vô cùng vô tận, theo chống trận của Lê đập hưởng. Tốc độ ánh sáng hội tụ thành hình cũng càng lúc càng nhanh. Sau khi chìm vào mấy chục quang ảnh yêu thú, trên mặt hồ bắt đầu xảy ra biến hóa, tầng băng trắng như tuyết dần dần hóa thành màu xanh lam, càng ngày càng sâu, đồng thời rạn nứt. Uống, lên. Ánh mắt Lê ngưng lại, khẽ quát một tiếng, một tổ tiếng trống liên kích truyền xuống, mãnh thú đầu to lớn trên tầng băng tựa hồ sống lại, do lượng lớn ánh sáng hội tụ thành, phát sinh một tiếng rít lên liền đứng dậy. Dừng tay. Lúc này trên bầu trời truyền đến một tiếng gào kinh hãi, bóng người Tiểu Thanh lập tức xuất hiện ở trên bầu trời, thất sắc nhìn phía dưới, đầy mặt đều là khiếp sợ cùng ngạc nhiên. Lúc này toàn bộ tầng băng đột nhiên vỡ tan, sản sinh một tiếng vang kinh thiên động địa, lượng lớn hơi nước phóng lên trời, đồng thời tầng băng vừa lộ ra liền kết thành băng tiêm to lớn đội lên, mãnh thú to lớn trực tiếp bị băng nhọn xuyên qua, phát sinh một tiếng gầm to lớn liền triệt để dập tắt. Lê giật nảy cả mình. Không thể tin tưởng nhìn mãnh thú biến mất, còn có băng tiêm không ngừng xông tới, tốc độ nhanh chóng khó có thể tưởng tượng. Sắc mặt Tiểu Thanh trở nên hoàn toàn trắng bệch, trong tròng mắt lộ ra đại hận, nhưng lại không thể làm gì, kinh nộ liên tục quát. Xong đời rồi, các ngươi xông ra đại họa rồi. Hắn dậm chân một cái liền trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mặt hồ rộng rãi vô biên bắt đầu sụp xuống, vô số hơi nước hóa thành băng tiêm từ phía dưới xông tới. Phảng phất thương hải tang điền, một tòa băng sơn to lớn trong nháy mắt liền hình thành, đem Lê trực tiếp nuốt hết ở trong núi băng, không biết tung tích. Chấn động to lớn bắt đầu truyền vang ra ngoài, nhưng này tựa hồ chỉ là cái bắt đầu. Theo băng sơn quật khởi, không chỉ là mùa đông, không gian ba quý khác cũng trở nên bất ổn, đồng thời hoảng hoảng hốt hốt, tựa hồ muốn phá nát. Xa xa người tứ cực môn mỗi cái kinh hoàng, ngọn núi kia còn đang không ngừng cất cao. Vách núi hướng về bọn họ đè ép lại, tất cả mọi người đều là một mặt sợ hãi, nhanh chóng hướng về xa xa bỏ chạy. Nhưng bốn người Thương là giận dữ không ngớt, hướng về bầu trời cấp tốc bay lên, muốn nhảy vào trong ngọn núi cứu viện Lê sinh tử chưa biết, nhưng ngọn núi tăng lên trên xa tốc độ bọn họ lên không, phảng phất muốn đứng vững vòm trời. Không biết qua bao lâu, cả ngọn núi mở rộng mới cuối cùng ngừng lại, xa xa nhìn tới, chính là một tòa thông thiên chi sơn, sừng sững ở trên mặt đất. Trên đỉnh núi, băng tuyết bắt đầu hòa tan ra, một vòng liệt nhật không biết từ đâu mà đến, hiện lên ở bầu trời, đem băng tuyết trên nửa ngọn núi cấp tốc hòa tan, hóa thành nơi nóng rực, không có một ngọn cỏ. Tiểu thảo trong sườn núi là ý xuân giạt rào, sinh cơ bừng bừng, liều mạng trưởng thành, một mảnh vui vẻ, còn có hoa đào tản ra, hồng nhạt bay xuống, bao trùm ở trên núi, hình thành một mảnh hoa hải thật dài. Nhưng làm người khiếp sợ chính là... Cây cối trong núi lại một mảnh hưu quạnh khô bại, lá khô rêu lạc theo gió phiêu lãng, nước xương hiện lên lập tức kết làm thu xương. Mà dưới chân núi là băng tuyết bao trùm, liên miên ngàn dặm tất cả đều là nơi đóng băng. Bốn mùa, đều ở trong một núi xuất hiện. Hơn nữa hoàn cảnh chỗ cực viễn cũng bắt đầu biến hóa, trước kia kết giới bốn mùa hoàn hoàn liên kết, tầng tầng nạm sáo, đồng thời hiển hóa ra ngoài, ở bên ngoài ngàn dặm hình thành một kết giới to lớn, bốn mùa liên tiếp cùng nhau. Đông xuân tây hạ, nam thu bắc đông, tự thành bốn mùa chi giới, xa xa nhìn nhau. Ở trong đông chi vực giới, sắc mặt Ngư Dương Chu tái nhợt ngồi ở trên một tảng đá lớn điều tức,
bị cảnh tượng rộng mở trước mắt khiếp sợ dại ra, khuôn mặt lộ ra vẻ không cam lòng, kích động run cầm cập nói. Bất Lão Sơn, đúng là bốn mùa Bất Lão Sơn, Vương Tọa Vũ Đế đằng quang quả nhiên đem món chí bảo này đặt ở đây. Hắn kích động tựa hồ muốn từ trên tảng đá đứng lên, nhưng có vẻ cực kỳ hữu tâm vô lực, vùng vẫy mấy lần lại té xuống. Giờ khắc này trên người Ngư Dương Chu không chỉ có huyền khí hoàn toàn không có, ngay cả đan dược cũng một hạt không thừa, ở dưới vũ chi quy tắc, hắn bất chấp tất cả, xem cũng không xem liền đem đồ vật có thể ăn ăn hết, ngay cả vài loại độc dược cùng xuân dược trên người cũng cùng nhau nuốt xuống, bây giờ còn có tác dụng phụ ở trong người, trên mặt khi xanh khi đen, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bất Lão Sơn ở trước mắt, không có một chút lực lượng nào tranh cướp. Bên trong xuân chi vực giới, phòng ấp cùng Sa Nghiêu bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm, bốn phía bọn họ tất cả đều là lượng lớn thi thể linh thử, chồng chất như núi, tỏa ra mùi máu tanh làm người buồn nôn, dị thường gai mũi. Thử Hoàng dùng hết tất cả sức mạnh ngăn cản bọn họ luyện hóa ngũ hành ngự hoàn, chỉ cần luyện chế không được, ngũ hành thử vương liền còn cơ hội thoát vây, bằng không liền triệt để mất đi thần trí, bị trở thành con rối trên ngự hoàn. Biến hóa này là chuyện gì xảy ra? Ngọn núi này, chính là kết giới này che giấu bản thể sao? Sa Nghiêu khiếp sợ nhìn ngọn núi khí thế hùng vĩ, nối thẳng phía chân trời kia, hít vào ngụm khí lạnh, dù cho lấy kiến thức vũ đế của hắn, cũng chưa từng nghe thấy cảnh tượng bực này. Nội tâm phong ấp cũng hết sức chấn động, lắc đầu liên tục nói. Ngọn núi này tuyệt không là bản thể, tòa trận pháp này là vũ đế bày xuống. Ở trước khi hắn bày trận, trên yêu nguyên căn bản không có vật này. Hơn nữa ngọn núi kia ta nhìn có chút quen mắt, tựa hồ cùng dạng chí bảo nào đó trong truyền thuyết rất giống. Sa Nghiêu giật mình nói. Chí bảo, ngươi chỉ chính là cái gì? Ở trong mắt bọn họ, đồ vật có thể trở thành chí bảo cũng không nhiều. Phong ấp nhìn chằm chằm thông thiên chi sơn ở trung ương kia, trên mặt càng ngày càng khiếp sợ, tựa hồ càng ngày càng chứng thực suy nghĩ trong lòng mình, ngơ ngác thất thanh nói. Bất Lão Sơn, đây là cấp 9 cực phẩm huyền khí của Vương Tọa Vũ Đế. Bất Lão Sơn, trong giọng nói của hắn mang theo hết sức kinh hãi cùng kích động, cả người đều run cầm cập lên, run rẩy nói. Tại sao lại như vậy? Tại sao Bất Lão Sơn lại ở chỗ này? Lẽ nào Vương Tọa vì bày trận, đem vật này cũng bỏ qua sao? Sa Nghiêu giật nảy cả mình nói. Bất Lão Sơn là cái gì? Tuy rằng hắn không biết ngọn núi này ý vị như thế nào, nhưng nếu là đằng quang lưu, liền tuyệt đối không phải phàm vật. Đồng thời bị biến hóa này khiếp sợ còn có ba người phệ hồn tộc ở hạ chi vực giới, cùng với Lý Vân Tiêu cùng mọi người Thánh Hỏa Điện ở thu chi vực giới. Vân Tiêu đại ca, chuyện gì thế này? Diệp Phàm một mặt ngơ ngác, nhìn toàn bộ thế giới biến hóa, xuân hạ thu đông bốn cái ảo cảnh kết thành, quay chung quanh thông thiên chi sơn kia. Lý Vân Tiêu nhìn cảnh tượng trước mắt, ngớ ra một thoáng, rất nhanh liền hiểu ra, hết thảy biến hóa trước sau vừa nghĩ, lập tức liền rõ ràng trong lòng, cười khổ nói. Lần này phiền phức, không cẩn thận tất cả mọi người muốn qua đời ở đó. Trong lòng Diệp Phàm cùng bọn người phùng chư cả kinh, ngơ ngác nhìn Lý Vân Tiêu. Với hắn tiếp xúc lâu như vậy, gặp phải bất kỳ khó khăn gì, tiểu tử này đều xem thường, ngạo nhiên đối mặt, lần đầu tiên nghe được hắn nói ra chán chường như thế, có thể thấy được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, lập tức tâm tình của tất cả mọi người đều trầm tới cực điểm. Diệp Phàm sốt sắng nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao xong đời? Lý Vân Tiêu chỉ vào thông thiên chi sơn kia nói. Ngọn núi này, chính là một cực phẩm huyền khí cấp 9 biến thành, cái gọi là cấp 9 cực phẩm, chính là đã đạt đến chí cao cấp 9, đăng phong tạo cực, tiến thêm một bước nữa chính là siêu phẩm huyền khí rồi. Cực phẩm huyền khí cấp 9 kia gọi là Bất Lão Sơn, chính là binh khí bên người Vương Tọa Vũ Đế, lai lịch đã không thể khảo cứu. Năm đó Lam Tuyết Thánh thành một trận chiến, lúc Vương Tọa đằng quang đối địch đem ngọn núi này tung đi, liền trực tiếp đè chết đối phương, đánh cũng không cần đánh, đó thật là một chữ sảng khoái a, làm Vũ Đế còn lại đều ước ao liên tục. Hắn giảng mà nước miếng văng tung tóe, tựa hồ trở lại tháng ngày nhiệt huyết sôi trào năm đó. Người Thánh Hỏa Điện đều sững sờ, không khỏi ngờ vực. Thiên địa phong vân bảng bài vị chiến, tuy rằng thiên hạ đều biết, thế nhưng có tư cách quan chiến không có chỗ nào mà không phải là chúa tể một phương, dáng vẻ Lý Vân Tiêu say sưa ngon lành, thật giống như tận mắt nhìn thấy, thậm chí tự mình trải qua. Khặc, khặc khái. Đào Quán ho khan một tiếng, ngắt lời nói. Vân Thiếu, vẫn là nói đề tài chính đi,
trước xem tình huống trước mắt. Há, có điểm lạc đề, thật không tiện. Trên mặt Lý Vân Tiêu hơi đỏ lên, tiếp tục giải thích. Vương tọa này thiên phú cực kỳ khủng bố, nếu không phải hắn một lòng nghiên cứu trận pháp, bị trễ nải quá nhiều thời gian tu luyện, trong thiên hạ người có thể vượt qua hắn đúng là không có mấy. Vì nghiên cứu trận đạo, hắn cái gì cũng có thể bỏ qua, cũng là loại tinh thần này, mới hoàn thành danh hiệu trận pháp đại sư đệ nhất thiên hạ của hắn. Tòa bốn mùa chi trận này, chính là dùng Bất Lão Sơn làm mắt trận, bản thể vạn cổ trường thanh thụ làm thân trận, biến ảo mà thành. Cha cha, thực sự là vô cùng bạo tay a. Mọi người giật mình, Diệp Phàm cũng sợ hãi nói. Vì bố trí trận này, ngay cả cực phẩm huyền khí cấp 9 của mình cũng không cần. Hừ, cấp 9 cực phẩm huyền khí tính là gì? Ở trong mắt hắn, chỉ có trận pháp hoàn mỹ, mới là mục tiêu theo đuổi trung cực của hắn. Bốn mùa chi trận tuần hoàn đền đáp lại, vô thủy vô chung, phá không thể phá, dưới cái nhìn của ta đã là hoàn mỹ nhất, nhưng nhược điểm duy nhất chính là mắt trận. Trong mắt Lý Vân Tiêu tinh mang lấp lóe, lộ ra ý cực kỳ kính nể, trang trọng nói. Bất kỳ trận pháp nào, chỉ cần tìm được mắt trận, có đầy đủ sức mạnh đều có thể lấy lực phá trận. Vương tọa đằng quang hắn cũng nhất định là nghĩ đến điểm ấy, không đành lòng nhìn xuân hạ thu đông bốn mùa chi trận mình bày xuống hủy hoại trong một ngày, lúc này mới đem cấp 9 cực phẩm huyền khí Bất Lão Sơn trấn áp, thử hỏi trong thiên địa này, có ai có thể phá tan cấp 9 cực phẩm huyền khí? Người Thánh Hỏa Điện lập tức liền hiểu ra, mỗi cái thay đổi sắc mặt, tất cả đều không còn màu máu. Đào Quán kinh hãi nói. Nói như vậy, trận pháp này là dù như thế nào cũng không ra được. Lý Vân Tiêu nhìn Bất Lão Sơn, trầm ngưng một trận, lắc đầu nói. Chỉ có hai biện pháp, một là thu lấy Bất Lão Sơn, phá tan mắt trận. Nhưng không có lĩnh ngộ cực hạn đối với huyền khí, là không cách nào làm được. Huống hồ Bất Lão Sơn này trước đây là binh khí bên người vương tọa đằng quang, đã sớm bị hắn luyện hóa, cũng không biết bày xuống trận thì này, có xóa đi thần thức hay không. Nếu như không có, một khi ngươi thu lấy, lập tức sẽ bị vương tọa đằng quang biết, đến thời điểm vượt qua mà đến, ai cũng ngỏm củ tỏi. Như vậy biện pháp thứ hai thì sao? Diệp Phàm hỏi. Biện pháp thứ hai. Thần thức của Lý Vân Tiêu bắt đầu tản ra, tựa hồ đang siêu tầm nói. Vậy thì là Tiểu Thanh, kết giới này là bản thể của hắn biến thành, tuy rằng ta có thể sử dụng lực lượng bốn mùa trong đó, nhưng chân chính có thể toàn cục khống chế đại trận, chỉ có hắn. Hy vọng phá trận, cũng là ở trên người hắn. Quả nhiên là xong đời rồi. Phùng Chư một mặt cụt hứng nói. Vốn chúng ta vây ở chỗ này chính là hắn làm sao có khả năng sẽ phá vỡ trận pháp? Lẽ nào phải ở chỗ này ngốc cả đời? Ngay khi tất cả mọi người không biết làm sao, ở trong núi, một mảnh bốn mùa luân phiên, bốn loại sức mạnh tuần hoàn lưu chuyển, Tiểu Thanh đột nhiên xuất hiện ở trong đó, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bóng người Thử Hoàng cũng xuất hiện ở trước mặt hắn, trầm giọng nói. Tiểu Thanh, hiện tại ảo cảnh đã phá, lộ ra thực trận, không bằng ngươi thuyên chuyển sức mạnh của Bất Lão Sơn này, trực tiếp đánh giết bọn họ toàn bộ. Hài nhi của hắn bị hai người Vạn Tinh Cốc chém giết quá nhiều, đã tức giận không ít. Sắc mặt Tiểu Thanh lại tựa hồ như so với Thử Hoàng còn khó xem hơn, cắn răng nói. Thủy Nguyệt Kính Hoa, hư thực kết hợp, Bất Lão Sơn này mới là vị trí hạt nhân của trận pháp, bản thể ta biến thành kết giới bốn mùa, bất quá là đồ vật thêm gấm thêm hoa, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta có thể điều động Bất Lão Sơn? Nếu như ta có thể lực này, sớm đã đem bọn họ từng cái giết chết, còn có thể lưu đến hiện tại. Hơn nữa năm đó vương tọa vũ đế lưu lại lời nói ta còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Nếu như ảo cảnh Thủy Nguyệt Kính Hoa phá vỡ, bốn mùa trận pháp hiển lộ ra bản thể, như vậy sức mạnh của Bất Lão Sơn sẽ từ từ tự chủ kích thích ra, đến thời điểm bốn mùa thay phiên, tự mình nghiền nát tất cả sinh mệnh trong kết giới. Thử Hoàng cả kinh nói. Có ý gì, tất cả sinh mệnh trong kết giới, cũng bao quát người ta. Tiểu Thanh nói. Không sai, người ta cũng khó thoát kiếp nạn này, thế nhưng chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Sức mạnh của Bất Lão Sơn chẳng biết lúc nào vận chuyển, nhưng bốn mùa thay phiên ta có thể tận lực khống chế, kéo dài thời gian. Hiện tại then chốt chính là để Hắc Liên Thiếu Hoàng đột phá, ta hấp thu Cửu Thiên Đế khí cùng quy tắc khi hắn đột phá sản sinh cô đọng lực lượng. Chỉ cần thực lực của ta tiến thêm một bước nữa, là có thể lần thứ hai phá tan chỗ kia, trốn đi vào. Thử Hoàng cả kinh, ngưng tiếng nói. Ngươi là nói dưới bản thể của ngươi. Không sai.
Trong mắt Tiểu Thanh hàn quang lấp lóe nói. Mặc dù là vương tọa, năm đó cũng không có nhận ra được ở dưới bản thể ta, còn phong ấn một vùng không gian. Nếu như sức mạnh của Bất Lão Sơn đủ mạnh, nhảy vào phương không gian này, nói không chắc còn có cơ hội mở ra phong ấn, đạt được cửu thiên đỉnh. Được, hiện tại chỉ có con đường này có thể đi, Hắc Liên Thiếu Hoàng đã tiến vào trong bản thể của ngươi, chỗ bốn mùa luân phiên, sức mạnh quy tắc mạnh nhất, ta sẽ tận lực phụ trách an toàn của hắn. Thử Hoàng tập tễnh thân thể, từng bước một di chuyển. Tiểu Thanh nhìn thân ảnh của hắn, tự lẩm bẩm. Hắc Liên Thiếu Hoàng, ngươi tuyệt đối đừng để ta thất vọng a. Ta đem lực lượng bốn mùa trợ giúp ngươi, nếu như này vẫn chưa thể cho ngươi đột phá, vậy thiên phú của ngươi cũng quá bỏ đi rồi. Hắn đứng ở trong núi, ánh mắt nhìn quanh tứ đại vực giới, nơi đây đã xem như là không gian độc lập rồi. Cấp 9 cực phẩm huyền khí thêm vào bản thể của hắn, hai chí bảo kết hợp với nhau tạo thành một giới, cũng coi như là ngụy siêu phẩm huyền khí, cùng kiếm trảm tinh thần của Cổ Phi Dương năm đó không kém bao nhiêu. Ở dưới thần thức cùng ánh mắt của Tiểu Thanh, trong tứ đại vực giới đều có bóng người lấp lóe, đồng thời hướng về vị trí Bất Lão Sơn chạy như bay. Ngay cả phòng ấp cũng tạm dừng luyện chế ngũ hành ngự hoàn, chạy gấp mà đi. Hừ, một bầy kiến hôi, chẳng lẽ lấy sức mạnh của các ngươi cũng muốn thu lấy cực phẩm huyền khí cấp 9 sao? Quả thực chính là si nhân nằm mơ. Trong mắt Tiểu Thanh lộ ra xem thường, lạnh lùng nói. Chờ đợi lực lượng bốn mùa này bắt đầu vận chuyển, chính là lúc tất cả dập tắt, vẫn là hảo hảo hưởng thụ thời gian cuối cùng đi. Trong mắt hắn lộ ra vẻ thương hại, một thoáng liền biến mất ở trong núi. Đan Dương Trạch, ngươi thật sự xác định đây là Bất Lão Sơn của vương tọa võ đế sao? Trong mắt Đường Kiếp lộ vẻ khiếp sợ và kích động khó có thể che giấu, hô hấp cũng trở nên cực kỳ dồn dập. Bất Lão Sơn chính là huyền khí cực phẩm cửu giai mọi người trên đại lục đều biết, hắn thân là đại công tử Đường gia tứ cực môn, tự nhiên cũng từng nghe qua. Đan Dương Trạch ở sau lưng sau khi do dự một chút liền thập phần khẳng định xác nhận, nói. Ngoại hình không khác gì tông chủ từng miêu tả qua, hơn nữa thiên địa kỳ cục mà vương tọa bố trí xuống nghe nói chính là được lĩnh ngộ từ trong Bất Lão Sơn. Thiên địa kỳ cục, Đường Kiếp cũng nhìn không được nữa trở nên hưng phấn, cuồng hỉ nói. Nếu có thể phá giải thiên địa kỳ cục, liền có thể trực tiếp đạt được truyền thừa vương tọa, kế thừa trận đạo bách bát thiên của hắn. Đến lúc đó toàn bộ lớp trẻ thiên võ giới ai có thể chống lại ta được nữa? Đan Dương Trạch cung kính nói. Thuận tiện thu lấy Bất Lão Sơn này, huyền khí cực phẩm cửu giai, đừng nói lớp trẻ thiên võ giới, coi như là cường giả võ đế cũng không dám dễ dàng đối nghịch với đại công tử. Sắc mặt Đường Kiếp khẽ biến lạnh, híp mắt nhìn chằm chằm vào Đan Dương Trạch, kích động vừa rồi không còn chút nào nữa, hắn nói. Ngươi là ngu thật hay cố ý giả bộ thế? Ngươi cho rằng ta có bổn sự thu huyền khí cực phẩm cửu giai này sao? Đan Dương Trạch toàn thân run lên, dưới ánh mắt lạnh lùng của hắn cảm thấy có chút run run, hút một hơi lạnh nói. Đại công tử, thu huyền khí ngoại trừ thực lực ra, vận khí cơ duyên đều là nhân tố rất lớn. Nếu luận thực lực thì cả thiên võ giới này có thể thu Bất Lão Sơn có mấy người. Nếu vương tỏa đã đặt thứ này ở đây, ta nghĩ có lẽ chính là đợi người có duyên a. Đại công tử tuân theo thiên vận. Tương lai sẽ trưởng quản tứ cực môn, nhất thống thương minh, uy hiếp người trong thiên hạ, không chừng sẽ đạt được cơ duyên lần này. Hắn một phen vỗ mông ngựa, nội tâm cũng cảm thấy thập phần biệt khuất. Mình đường đường võ tôn thất tinh, một đời cường giả, không ngờ phải khúm núm, không có thiết tháo nịnh bợ một tên tiểu tử như vậy. Nhưng tình thế mạnh hơn người, ai bảo mình lúc trước đã sai, hiện giờ sinh tử nằm trong tay người ta chứ. Đường Kiếp sau khi nghe như thế sắc mặt thoáng cái tốt hơn, nói. Thu Bất Lão Sơn ta không nghĩ đến, nhưng tìm hiểu thiên địa kỳ cục kia đích thật là một đại cơ duyên. Nếu là hôm nay có thể có thu hoạch, người chắc chắn sẽ trở thành người tâm phúc của ta. Đan Dương Trạch đại hỉ nói. Đa tạ đại công tử nâng đỡ. Ân. Đường Kiếp ngóng nhìn về phía Thông Thiên Chi Sơn, cũng lộ ra vẻ lo lắng, nói. Trước tiên vào xem một chút, còn có lê kia. Ngàn vạn không thể chết được. Nếu không thất sát phong ấn kia. Nghĩ vậy, sắc mặt hắn thoáng cái trắng lại. Đan Dương Trẻ cũng run rẩy toàn thân, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đi thôi. Hơn 10 người phi tốc lao về phía Bất Lão Sơn. Hí. Một đạo không gian đột nhiên vỡ ra, thân thể Lý Vân Tiêu lập tức xé thành hai nửa, bất quá đều hóa thành hư ảnh nhàn nhạt, biến mất trên không trung.
Người đánh lén nhẹ ân một tiếng, tựa hồ không thể tin được, dần hiển hóa thân thể ra, đúng là Trương Thiệu Thiên, còn có hai gã đệ tử phệ hồn tộc khác cũng đồng thời xuất hiện trong Thu Chi vực giới. Mọi người Thánh Hỏa Điện cảm thấy quá sợ hãi, lập tức tản ra, trở nên cực kỳ cảnh giác. Dùng thân phận võ tôn cửu tinh của Trương Thiệu Thiên, không thể tưởng được lại đi đánh lén, quả nhiên là vô sỉ đến cực điểm. Mà khiến mọi người hoảng sợ chính là bọn hắn lại không hề có chút cảm giác nào cả. Thu Chi vận luật ở đây vững vàng chảy xuôi, xuất hiện một tia chấn động ta liền có thể cảm giác được. Thân ảnh Lý Vân Tiêu dần ngưng tụ trên không trung, lạnh lùng chằm chằm vào ba người, tựa hồ đối với hành vi đánh lén của bọn hắn chẳng hề để ý đến. A, tiểu tử ngươi đến cùng là người nào, có chút bản lĩnh đấy. Trương Thiệu Thiên cũng không vội vã xuất thủ, theo hắn thấy thì những người này đều là cá trong chậu, có thể dễ dàng xử lý. Hắn hiện giờ việc hắn muốn làm nhất chính là làm rõ ràng tình huống, cùng với bảo vật trên người Lý Vân Tiêu, lại thuận tiện thu luôn hồn phách mấy người này. Ta là người như thế nào ngươi cũng không cần biết, thu hồi chút tâm tư này của ngươi đi, ta có thể cho ngươi một cơ hội hợp tác. Lý Vân Tiêu chậm rãi nói, ánh mắt bình tĩnh như nước. Cơ hội hợp tác. Trương Thiệu Thiên sững sờ, hai người khác cũng há to miệng, cảm thấy cực kỳ buồn cười. Nhưng nhìn bộ dạng Lý Vân Tiêu lại không giống như đang nói đùa chút nào. Một gã sư đệ trong đó nhìn qua chung quanh, xác định ở đây cũng không còn người nào khác, quả thật là đang nói chuyện với bọn hắn liền nhìn không được bật cười khanh khách. Đầu óc tiểu tử ngươi có bị bệnh không? Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, điểm một ngón tay về phía trước, nói. Ngươi nhìn xem sẽ biết. Thu Chi ai thương, dã vô phong vũ dã vô tình. Tên sư đệ kia sửng sốt một chút, lập tức liền có một cổ lực lượng không hiểu từ bốn phương tám hướng bao trùm tới hắn, lực lượng và tinh lực toàn thân đều sói mòn hết, tiêu sát bi lương chi ý nói không nên lời dâng lên trong lòng. Hắn hoảng sợ, vàng tàn lĩnh vực ra, muốn đẩy lui cổ lực lượng kia, lại phát hiện không làm nên chuyện gì, mình vậy mà lại bị đối phương áp chế. Nếu chỉ là áp chế về mặt lực lượng còn may, nhưng dưới cổ lực lượng này, hắn bắt đầu nhanh chóng suy yếu cũng không chỉ có lực lượng và tinh lực, mà tựa hồ tánh mạng cũng trôi qua nhanh hơn, sinh cơ cũng đang dần dần rời xa. Chi, địa chi quy tắc thu. Trương Thiệu Thiên sắc mặt đại biến, cả kinh nói. Ngươi sao có thể cô đọng quy tắc? Lần này ngay cả hắn cũng cảm thấy phát lạnh, chỉ có Cửu Thiên Võ Đế mới có thể cô đọng quy tắc, hóa cho mình dùng, đây là chuyện mà thiên hạ đều biết. Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Duỗi tay phải ra, nói. Kiếm đến. Từ bốn phương tám hướng có tầng tầng hào quang ập tới, hội tụ trong tay hắn, dần ngưng tụ thành một thanh kiếm hữu hình, tản mát ra cô đơn điều hưu chi ý khủng bố, dung hợp hoàn mỹ với cảnh sắc chung quanh. Thu Diệp rơi xuống là tả. Trương Thiệu Thiên ngay khi thanh kiếm kia thành hình trong mắt liền lộ vẻ sợ hãi, không tự giác lui về sau một bước. Đây chính là quy tắc chi kiếm thu ý a. Kỳ thật Thu Chi quy tắc mà Lý Vân Tiêu có thể tuyên truyền cũng thập phần có hạn, nhưng chiêu thức ấy cũng đủ để chấn nhiếp tất cả mọi cường giả dưới võ đế rồi. Kiếm quyết tinh diệt. Âm thanh lạnh như băng từ trong miệng hắn thốt ra, Thu ý chi kiếm trong tay trực tiếp hóa thành kiếm khí, như ngôi sao tách ra hào quang chói mắt, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người lập tức xẹt qua trời cao, chém lên người tên sư đệ kia. Đại sư huynh cứu ta. Trên mặt tên sư đệ kia lộ ra vẻ hoảng sợ, bối rối cầu cứu. Dừng tay. Trương Thiệu Thiên phục hồi tinh thần lại, gào lớn đánh ra một chiêu, phệ hồn phiên bay ra khỏi cơ thể hắn, lập tức liền cuốn tới Thu ý chi kiếm kia, trường phiên triển khai, khí tức âm lãnh lan khắp, trực tiếp đánh tan Thu chi quy tắc do Lý Vân Tiêu khống chế. Trương Thiệu Thiên sau khi sững sờ chợt đại hỉ, vốn hắn ném ra phệ hồn phiên cũng không biết có hữu hiệu hay không, dù sao trong tay đối phương chính là quy tắc chi kiếm, khiến hắn cực kỳ sợ hãi, trong lòng không có nửa điểm nắm chắc. Nhưng không thể tưởng được lại một chiêu đắc thủ. Hắn sau khi đại hỉ, sắc mặt lập tức chuyển thành ngạc nhiên và phẫn nộ. Tên sư đệ kia đã bị kiếm quyết chém trúng, trên người không có bất kỳ miệng vết thương nào cả, Thu ý chi kiếm trực tiếp xuyên qua thân thể, trong khi cả người giãy giụa tới gần hắn thì khí tức sinh mệnh đã bị chuyển hóa không còn, làn da thoáng cái trở nên nhăn nheo, gương mặt qua mấy hơi đã trực tiếp già yếu khô quắt, trong tuyệt vọng hóa thành một lão đầu run rẩy. Cuối cùng ngay cả thân thể cũng dần dần biến mất, hồi phi yên diệt. Trùng kích thị giác xuất hiện trên người tên sư đệ này, còn có ánh mắt và dục vọng muốn sống trước khi chết kia khiến trong lòng Trương Thiệu Thiên cực kỳ rung động, nhưng nhiều hơn nữa là phẫn nộ.
Một tên sư đệ khác đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán, trực tiếp nấp ở sau lưng Trương Thiệu Thiên, hàm răng run rẩy. Vừa rồi hắn cũng muốn mở miệng châm chọc nhưng lại bị đồng bọn giành trước, bởi vậy mới nhặt lại được một mạng. Ồ, phệ hồn tộc các ngươi không phải nhìn thấy hồn phách giống như thấy máu, muốn thẻ lưỡi ra liếm mấy cái sao? Sao lại để hồn phách võ tôn này lãng phí như thế? Lý Vân Tiêu có chút kỳ quái nói, hắn cũng không phải châm chọc, mà hiểu rất rõ bản tính người phệ hồn tông. Giữa sư huynh đệ ám toán lẫn nhau, rút ra hồn phách cũng không phải gì lạ, hắn quái dị nói. Các ngươi không phải là cơ hữu, có cảm tình với nhau đấy chứ? Sắc mặt Trương Thiệu Thiên cực kỳ tái nhợt, phệ hồn phiên nắm trong tay tựa hồ muốn tùy thời ra tay, nhưng trong lòng cực kỳ băn khoăn. Hắn không phải loại người không có đầu óc, trái lại người phệ hồn tộc sinh hoạt trong âm u, làm việc cũng thích lén lén lút lút, đã dưỡng thành tính cách luôn sợ trước sợ sau rồi. Huống chi loại chuyện báo thù cho đồng môn này bọn hắn trước giờ chưa nghĩ đến bao giờ. Lý Vân Tiêu lộ ra dáng cười thập phần thẳng thắn thành khẩn, hàm răng trắng noãn phản xạ hào quang, giống như ánh mặt trời cười nói. Hiện giờ, có thể hợp tác rồi chứ? Trương Thiệu Thiên trầm mặt, âm lãnh nói. Hợp tác như thế nào? Lý Vân Tiêu rất nhanh nói lại tình huống bốn phía một chút, kể cả tình huống kết giới, lực lượng tứ cực môn và cả cách phá vòng vây. Hắn nói, hợp tác rất đơn giản, chính là cùng nhau đối phó địch nhân bên ngoài của ta, thu lấy Bất Lão Sơn này, thoát khỏi kết giới. Trương Thiệu Thiên và tên sư đệ kia đã sớm trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn sớm đã biết rõ nơi này có trận pháp, nhưng không thể tưởng được lại có trọng bảo trấn thủ. Bằng không thì tông môn đã sớm điều động cao thủ đi qua để cướp đoạt rồi. Sắc mặt Trương Thiệu Thiên cực kỳ trầm trọng, nói. Ý ngươi là chúng ta rất có khả năng sẽ bị nhốt ở đây cả đời không ra được sao? Ngươi nói những người yêu tộc kia chưa đủ gây sợ, nhưng trong bóng người vừa rồi nhảy vào Bất Lão Sơn, tựa hồ có hai gã tồn tại võ đế vạn tinh cốc, tùy tiện một người đều có thể giết chết chúng ta. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, ngâm giọng nói. Theo đó mà tính. Chỉ có ngươi nói bí pháp cổ động quy tắc thiên địa kia cho ta biết, bằng vào lực lượng võ tôn cửu giai của ta, tăng thêm cây phệ hồn phiên cửu giai này, còn có quy tắc thiên địa mới có thể chống lại hai gã võ đế kia, mới có hy vọng lấy được Bất Lão Sơn. Trong mắt của hắn xẹt qua một tia hưng phấn, Bất Lão Sơn nếu nói không động tâm thì chính là giả dối. Theo hắn nghĩ thì cứ trực tiếp giết chết những người trước mắt này, lấy được trọng bảo trên người Lý Vân Tiêu và rút ra hồn phách trên người mấy người này. Chỗ tốt đạt được cho dù không bằng Bất Lão Sơn nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng thực lực Lý Vân Tiêu thần bí khó lường, khiến hắn cũng sinh lòng kiêng kỵ. Lại có cách cô đọng quy tắc, loại bí pháp này so với huyền khí cực phẩm cửu giai càng làm khiến hắn động tâm hơn. Cô đọng quy tắc, thành tựu võ đế, chính là một cánh cửa lớn nhất trong võ đạo, biết bao nhiêu người kinh tài tuyệt diễm đều không thể vượt qua cánh cửa này. Có người thành tựu võ tôn đỉnh phong mấy trăm năm. Nhưng cuối cùng không cách nào tiến thêm một bước được nữa. Trương Thiệu Thiên đã là võ tôn cửu tinh, hiện giờ khiêu chiến lớn nhất gặp phải chính là tiến giai võ đế, bí pháp cô đọng quy tắc của Lý Vân Tiêu ở trong mắt hắn còn trọng yếu hơn cả việc đạt được Bất Lão Sơn. Lý Vân Tiêu cười ha ha, qua loa cười nói. Chỉ cần có thể thoát khỏi trận pháp này, tất cả đều dễ nói, nếu không cả đời bị khốn nơi này, coi như ngươi có tiến giai võ đế thì đã sao. Về phần hai vị cường giả vạn tinh cốc, tận lực tránh đi là được rồi. Bất Lão Sơn lớn như thế, muốn chạm mặt quả thật không dễ. Trên mặt Trương Thiệu Thiên lộ vẻ tức giận, hắn biết rõ Lý Vân Tiêu là cố ý đẩy qua, nhưng nghĩ đến bí pháp cũng không phải dễ học như thế, liền cắn răng nói. Tốt, ta liền hợp tác với ngươi, nhưng nếu thành công thoát khỏi đây, ngươi phải truyền bí pháp kia cho ta. Ừ, nhất định. Lý Vân Tiêu híp mắt cười nói. Lĩnh ngộ của hắn đối với quy tắc chi lực đã đạt đến đỉnh cao, nơi đây tất cả đều là do tứ quý quy tắc ngưng tụ, tiện tay dùng ra chỉ là chuyện rất bình thường, đến lúc đó nói cho Trương Thiệu Thiên, cũng không tính là lừa gạt hắn. Hơn nữa hy vọng này cũng vừa hay áp chế cảm xúc mâu thuẫn của hắn, nếu không một khi rời khỏi Xuân Hạ Thu Đông tứ đại vực giới, hắn liền mất đi lực lượng chống lại Trương Thiệu Thiên ngay. Vậy thì đi thôi, ta cũng rất muốn biết một chút huyền khí cực phẩm cửu giai rốt cuộc là tồn tại thế nào. Trương Thiệu Thiên thu hồi tâm tư, tiện tay khẽ điểm, lập tức liền bắt nhẫn chữ vật của tên sư đệ chết đi kia vào trong tay, trực tiếp dùng man lực phá vỡ. Một cây trường phiên màu xám hiển hiện trên không trung, bên trong một gương mặt màu xanh vừa mới hiện ra đã bị hắn dùng 5 ngón tay hư nắm,
cứ thế mà kéo ra ngoài. Gương mặt màu xanh kia giữ tợn thống khổ không thôi, phát ra tiếng kêu rên khủng bố và tiếng thét chói tai, nhưng vẫn không làm được gì, trực tiếp bị Trương Thiệu Thiên tách rời ra, trong tay lóe lên ánh sáng màu xanh, tựu đã thu vào trong chiến nhẫn ngăm đen trên tay hắn. Trường Phiên đã mất đi chủ hồn, hào quang lập tức trở nên ảm đạm, oán khí và tử khí cực lớn nhanh chóng lan tràn ra ngoài, bị hắn tiện tay vứt bỏ đi. Tên sư đệ sau lưng trong mắt lập lòe tinh quang, không biết suy nghĩ gì, có cảm giác tiếc thương, nhưng càng nhiều hơn là hâm mộ. Mọi người Thánh Hỏa Điện chỉ cảm thấy da đầu run lên, tuy rằng đã đạt thành hiệp nghị hợp tác, nhưng vẫn xếp hai người này vào trong danh sách những nhân vật nguy hiểm. Đây cũng là Xuân Chi quy tắc sao? Vạn vật sống lại, hồi xuân đại địa, trăm hoa đua nở, một mảnh vui mừng. Trong một phương không gian đặc biệt khác, Hắc Liên Thiểu Hoàng cảm nhận được từng tia lực lượng chảy xuôi, tựa hồ như lĩnh ngộ, nhấc tay huy động một chút, từng chút lực lượng lập tức ngưng tụ nơi đầu ngón tay hắn, hắn nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, bốn phía dần dần hiện ra xuân chi lục sắc, ngưng tụ thành cầu, chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Quy tắc chi lực, ta đã có thể sơ bộ ngưng tụ rồi, nhưng vì sao còn không có cửu thiên đế khí xuất hiện, cổ lực lượng trong người hiện giờ cũng không khác gì trước kia a. Trên mặt hắn lộ vẻ nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải. Trong xuân lục bốn phía gờ hiện ra một tia khí thể tử hôi sắc trộn lẫn trong đó, cũng không thu hút lắm, nhưng lại khuếch tán cực nhanh, từ sau khi xuất hiện, chỉ mấy hơi thở đã bao vây lấy Hắc Liên Thiểu Hoàng, bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn. Trướng khí, Âu Dương Tề. Hắc Liên Thiểu Hoàng hừ nhẹ một tiếng, chỉ thấy trong không gian xuất hiện thân ảnh Âu Dương Tề, quanh thân đều là trướng khí tử hôi sắc, hắn bước ra một bước. Vừa vặn dẫm lên tần suất chấn động trong không gian, quyền phong lập lòe toàn lực đánh ca. Lần này xem ngươi còn trốn đi nơi nào. Tử xương trướng khí. Trướng khí đầy trời hình thành một vòi rồng loại nhỏ, gào thét lên đẩy qua, càng lúc càng lớn. Trường bào Hắc Liên Thiểu Hoàng dưới kình phòng đầy trời bị thổi bay lên phất phơi, trên tay hắn hiện ra một đoàn xuân lục chi sắc, tản ra trong lòng bàn tay, hắn quát khẽ. Xuân chi vận luật, vạn vật sống lại. Đoàn xuân lục kia lập tức khuếch tán ra ngoài như sóng nước, những nơi đi qua chướng khí màu tím xông lên liền tán, toàn bộ không gian hiện ra cảnh tượng mùa xuân, giống như dương liễu nở hoa, oanh ca yến hót. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Âu Dương Tề hoảng hốt, toàn thân lạnh như băng, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, liên tục thất thanh nói. Ngươi tiến giai võ đế rồi sao? Yên tâm. Hắn chẳng qua chỉ lĩnh ngộ một chút quy tắc chi lực thôi, cách võ đế còn xa lắm. Thanh âm trần truyện cửu truyền đến, chỉ thấy trong không gian xé mở một khe, truyền đến tiếng chấn động cực lớn, cơ hồ muốn nghiền nát mất. Một thanh đại kiếm rộng bản lập tức quét ngang đến, chảm phá trời cao. Thiên lệ cổ đồng kiếm, phá cho ta. Dưới một tiếng hét lớn, kiếm khí trời cao, xuân chi lục sắc kia cấp tốc tiêu tán ra, toàn bộ không gian đều là kiếm khí lập lòe. Thiên lệ cổ đồng kiếm phẩm cấp bát giai, chính thích hợp với loại kiếm thế đại khai đại hợp này của Trần Truyện Cửu, dưới một cú chém, nguyên lực vô cùng bá đạo kích phát ra kiếm uy vô tận, phảng phất như lôi đình ầm ầm mà xuống, xuân chi quy tắc quanh quẩn bốn phía Hắc Liên Thiểu Hoàng toàn bộ bị đánh sơ xác, kiếm uy bài sơn đảo hải, ngang trời cao. Lực lượng Trần Truyện Cửu bành trướng mãnh liệt, tuy rằng đều là võ tôn cửu tinh đỉnh phong, nhưng nguyên khí tích lũy lại không bằng với Hắc Liên Thiểu Hoàng. Nhưng qua nhiều năm như vậy vẫn một mực không cách nào bước vào võ đế, hắn trên cơ bản đã đoạn tuyệt ý niệm, không ôm bất luận hy vọng gì nữa. Cho nên cũng không muốn cho người khác tiến giai, huống chi người này còn là đối địch của mình. Hắc Liên Thiểu Hoàng, hôm nay tất giết ngươi. Trên mặt hắn lộ vẻ ngoan lệ, nhìn xuân chi quy tắc quanh thân Hắc Liên Thiểu Hoàng, tuyệt vọng do nhiều năm qua vẫn không thể tiến giai vào thời khắc này đã ngưng tụ thành ghen ghét vô cùng mãnh liệt, sinh ra lòng tất sát đối phương. Hắc Liên Thiểu Hoàng hừ lạnh một tiếng, dưới kiếm quang và chướng khí vây quanh cũng không chút sợ hãi, xuân chi quy tắc dưới sự dẫn dắt của hắn lần nữa ngưng tụ, như một đóa lục sắc hỏa hoa xuân sắc, không ngừng vui sướng nhảy lên trong bàn tay hắn, chiếu rọi lấy khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh, không có chút bối rối kia của hắn. Chú ý dùng kim cương chi khu, phong vân một cõi, vô kiên bất tồi, đánh đâu thắng đó, ý thức quyền pháp không gì cản nổi. Trong đầu Hắc Liên Thiểu Hoàng hiện ra một giọng nói. Đó là khi lần đầu hắn học quyền, Cổ Phi Dương đã chỉ ra sai lầm trong quyền đạo của hắn, dốc lòng dạy dỗ. Là thế này sao? Hắn bày ra tư thế, chậm rãi đẩy ra một quyền,
chất phác tự nhiên, giống như một quyền này tự từ xưa tới nay đã là thế, không hèn không kiêu, không tăng không giảm. Lục sắc chi khí ở bốn phía nhanh chóng hội tụ đến, dung nhập vào trong một quyền kia, toàn bộ không gian bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo, không chỉ có xuân chi phục tô, hoàn hữu hạ chi viêm nhiệt, thu chi tiêu sắt, đông chi tĩnh tịch, bày biện ra bốn màu chi lực, quay chung quanh bốn phía quyền của hắn, dung hợp vào trong đó. Quy tắc thiên địa, tứ quý chi lực, dung nhập vào quyền phong của hắn sao? Đồng tử Trần Truyện Cửu bỗng nhiên mở lớn, hoảng sợ hít một hơi khí lạnh, thiên phú lĩnh ngộ của Hắc Liên Thiểu Hoàng còn mạnh hơn hắn nghĩ nhiều, nếu hôm nay người này không chết, thì sau này mình khó mà sống yên ổn được. Ầm ầm, tứ quý kim cương quyền nổ nát không gian, cuốn đi tất cả. Ba cổ lực lượng trùng kích cùng một chỗ, toàn bộ không gian triệt để nghiền nát mất, giữa ba người hiện ra một lỗ đen trống rỗng, bắt đầu hấp xả thôn phệ tất cả năng lượng, lực thôn phệ nhanh chóng khuếch tán ra. Không tốt, Đoàn trưởng đại nhân cứu ta. Âu Dương Tề là người đầu tiên bị lực thôn phệ cuốn vào trong, không cách nào giãy giụa, hoảng sợ lớn tiếng kêu cứu. Trần Truyện Cửu cắn chặt răng ra sức chống cự lại cổ lực lượng kia, ốc còn không mang nổi mình ốc, lấy đâu ra lực cứu người chứ? Chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn tuyệt vọng bị cuốn vào không gian loạn lưu, cơ hồ thập tử vô sinh. Hắc Liên Thiểu Hoàng cũng cực lực kháng cự thôn phệ, hắn ra sức tụ tập quy tắc thiên địa trước người, từng giọt hiển hiện quanh thân, chậm rãi triệt tiêu lực thôn phệ kia, hơn nữa càng ngày càng dễ dàng, khiến Trần Truyện Cửu thấy được trong lòng cực kỳ khẩn trương. Đây là Cửu Thiên Đế khí. Hắc Liên Thiểu Hoàng kinh hỉ nhìn mình biến hóa thân thể mình, một loại cảm giác chưa bao giờ có nổi lên trong lòng. Tựa hồ như muốn dùng làm một thể với cả thiên địa, đối với tất cả mọi thứ chung quanh có một loại cảm giác thân thiết chưa từng có qua, nguyên khí trong đan điền vào thời khắc này cũng chậm rãi phát sinh biến hóa, cổ lực lượng trong kinh mạch trở nên cực kỳ cường đại, cũng không phải chỉ là tích lũy đơn giản, mà là có chất biến. Cửu Thiên Đế khí. Ở trong không gian, một nơi cực kỳ khuất, đồng tử Tiểu Thanh cũng đột nhiên co lại, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, thì thào kích động nói. Thật tốt quá. Tốc độ còn nhanh hơn dự đoán của ta. Nhưng hắn chẳng qua chỉ vừa mới ngưng tụ, quá trình này còn cần một thời gian ngắn, càng về sau đế khí lại càng nồng đậm, đến lúc đó chính là lúc ta ra tay cướp đoạt. Ầm ầm. Đột nhiên trong không gian xuất hiện lắc lư cực lớn, lực hút của lỗ đen bỗng nhiên giảm bớt, một cổ uy áp tuyệt cường lâm không mà đến, cơ hồ như muốn chấn vỡ toàn bộ không gian vậy. Một tia đế khí vừa mới ngưng tụ trên người Hắc Liên Thiểu Hoàng cũng theo đó tán loạn. Cả người bị một cổ lực lượng vô cùng bá đạo đè ép xuống, hắn kinh hãi nhìn khắp mọi nơi, nhưng không thấy bất luận bóng người nào cả, lần nữa muốn ngưng tụ quy tắc, lại cảm thấy chỉ tốn công vô ích, cổ lực lượng kia giống như núi cao trấn áp trong lòng hắn, khó có thể dung chuyển. Trần Truyện Cửu cũng vô cùng kinh hãi, nhưng đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, dưới cổ lực lượng này, ngay cả lỗ đen thôn phệ tất cả cũng phải thất sắc, dần dần biến mất, bị lực lượng này trấn áp tuy rằng trói buộc. Nhưng ít nhất cũng không bị cắn nuốt nữa. Nhìn đế khí vừa mới ngưng tụ trên người Hắc Liên Thiểu Hoàng bắt đầu tiêu tán, hắn ngược lại có chút hả hê. Bất Lão Sơn, lực lượng Bất Lão Sơn sớm khởi động rồi. Ở chỗ bí mật, Tiểu Thanh hoảng sợ thất sắc, sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, từ đầu đến chân đều sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Chiến đấu giữa Hắc Liên Thiểu Hoàng và Trần Truyện Cửu đã khiến lực lượng Bất Lão Sơn sớm khởi động. Trực tiếp chấn áp đi lỗ đen đang khởi động kia. Không chỉ có tế, toàn bộ tứ quý kết giới đều bởi vì cổ lực lượng này khởi động mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Mà Tiểu Thanh sắc mặt lại một lần nữa tái nhợt mà bắt đầu, hắn hoảng sợ phát hiện, tuy rằng bốn mùa vực giới là do hắn bản thể cấu thành, nhưng lại căn bản không có chút nào chống cự chi lực, bốn mùa tại thời khắc này bắt đầu thay phiên. Ngay sau khi Hắc Liên Thiểu Hoàng và Trần Truyện Cửu dẫn động lực lượng Bất Lão Sơn, liệt nhật trên đỉnh núi bắt đầu dần dần biến mất, tuyết vực đóng băng dưới chân núi cũng chậm chậm hòa tan, tụ thành một mảnh sông nhỏ dài hẹp chảy xuôi chung quanh sơn thể, những cây cối héo úa chung quanh toàn bộ bắt đầu mọc ra chồi non. Tứ quý vực giới quanh chung quanh Bất Lão Sơn cũng bắt đầu chậm rãi chuyển đổi, chỗ giao giới càng ngày càng mơ hồ, hoàn thành một thể, trong toàn bộ trận pháp hóa thành một mảnh mùa xuân, vạn vật sống lại, trăm hoa đua nở, tràn đầy ý vui, khiến tâm tình người cũng chậm rãi trở nên ấm áp hơn. Bọn người Lý Vân Tiêu đang chạy vội trong Bất Lão Sơn tất cả đều bị loại biến hóa mùa xuân này làm chấn động không thôi, cảm nhận được biến hóa huyền bí vô cùng vô tận của quy tắc thiên địa, trong nội tâm sinh ra hướng tới vô hạn. Ta sinh ra nhai,
mà võ đạo vô bờ. Lý Vân Tiêu cảm thụ được biến hóa thiên địa, bắt đầu cảm khái. Trong lòng tất cả mọi người khẽ động, sinh ra một cảm giác nhỏ bé. Hừ, Trương Thiệu Thiên khinh thường khinh miệt nói. Người tầm tuổi chúng ta, thành tựu võ đế, chấp trưởng thiên hạ, chỉ cầu thống khá oi. Cái gì có bờ không bờ, tất cả đều là nói nhảm. Chấp trưởng thiên hạ, Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Theo ý của ngươi, thành tựu võ đế liền có thể chấp trưởng thiên hạ. Phải nên biết rằng thiên võ giới không thiếu võ đế, nhưng thiên cổ đến nay, ai dám nói một mình chấp trưởng thiên hạ. Mấy năm trước, sợ rằng cũng chỉ có Diệp Nam Thiên là dám gánh cái xưng hô này, nhưng cuối cùng cũng không phải hóa thành cho bụi sao. Trương Thiệu Thiên cũng trầm mặc, cảm nhận được vẻ mênh mông bao la bát ngát của thiên địa, mà bản thân lại cực kỳ nhỏ bé, giờ khắc này hắn thậm chí có chút lĩnh ngộ. Hắn khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, một thoáng vừa rồi trên người đã xảy ra chút biến hóa nhỏ, nhưng biến hóa kia lại cực kỳ mỹ diệu, không giống với dung nhập thiên địa lúc tu luyện, mà giống như thăng hoa đến một loại cảnh giới cực cao, có thay đổi về chất. Vừa rồi đó là, hắn có chút không xác định, khó có thể kềm chế kích động trong lòng, càng thêm ảo não là hắn chỉ thoáng cái đã rời khỏi cảnh giới đó, chỉ cảm ngộ sơ qua một chút, dù vậy chỗ tốt đạt được cũng khó mà đánh giá. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lộ vẻ giật mình, hắn vạn phần xác định, vừa rồi Trương Thiệu Thiên dưới cơ duyên xảo hợp cảm ngộ thiên địa, thậm chí có dấu hiệu ngưng tụ đế khí. Thành tựu võ đế, so sánh với tích lũy nguyên khí càng quan trọng hơn chính là cơ duyên. Thiên phú của Trương Thiệu Thiên khiến Lý Vân Tiêu cũng thập phần giật mình, bất quá ngẫm lại cũng bình thường, ở phệ hồn tộc có thể lăn lộn đến võ tôn cửu tinh còn không bị rút sạch hồn phách, có ai là bình thường đâu. Trong bảy đại thế lực siêu cấp, xác suất võ tôn cửu tinh có thể tiến giai võ đế cực kỳ cao. Trương Thiệu Thiên cũng tựa hồ đoán được biến hóa trên người mình lúc trước là sao, cả người triệt để sợ ngây người, sau đó liền vô cùng hối hận và ảo não, đấm ngực dậm chân cơ hồ muốn hộc máu. Người Thánh Hỏa Điện thì nguyên một đám nhìn hắn sắc mặt trắng bệch, sau đó liền thấy hắn âm trầm như nước, không ngừng đấm ngực mình mà trợn mắt há hốc mồm, còn tưởng rằng hắn phát bệnh rồi. Ha ha, tiểu tử, không nên đau lòng nữa, dù sao cũng đã có khởi đầu. Lý Vân Tiêu an ủi hắn, rất có phong phạm tiền bối. Trương Thiệu Thiên càng tức giận đến thổ huyết, nghiến răng nghiến lợi nổi giận nói. Mau đầu tiểu tử, người biết cái gì? À, ta sao lại ngu xuẩn vậy chứ, vậy mà lại không quý trọng. Người có biết ta đã mất đi bao nhiêu cơ duyên không? Ha ha, còn cơ hội mà hơn nữa người đã thấy được một đường cơ duyên, tương lai tỷ lệ đột phá sẽ tăng nhiều. Trương Thiệu Thiên sững sờ, sau đó trong nội tâm khẽ giật mình. Biến hóa trên người mình lại bị tiểu tử này phát hiện. Hơn nữa vừa rồi cũng là từ lời hắn nói nên mình mới lĩnh ngộ. Lại nghĩ đến một loạt biểu hiện của Lý Vân Tiêu trước kia, hắn liền sinh lòng kiên kỵ, sắc mặt trở nên âm trầm bất định. Sau đó, mọi người một đường không nói chuyện, rất nhanh bay vào trong Bất Lão Sơn. Bên trong một mảnh xuân ý giạt rào, khắp nơi tràn ngập sinh cơ bừng bừng, mang đến cho người cảm giác thập phần dễ chịu. Trương Thiệu Thiên nhìn không được hỏi. Sơn thể lớn như thế, phải làm sao mới có thể thu lấy huyền khí và mở ra kết giới đây? Sau khi tiến vào núi mới phát hiện ở đây lớn hơn bên ngoài rất nhiều, bọn hắn đặt mình trong đó, cao thấp không thể thấy, chỉ có cây cối bừng bừng và hoa trên đỉnh núi, ngoại trừ linh khí cực kỳ nồng đậm ra, cũng chẳng có chỗ nào khác với ngọn núi bình thường cả, căn bản không biết làm sao. Lý Vân Tiêu cười cười với hắn nói, chúng ta không có cách nào không có nghĩa là người khác không có cách. Xem thử một chút xem người khác đang làm gì đi, dù sao muốn phá Bất Lão Sơn này, chỉ có thể dựa vào cơ duyên, gấp cũng không được. Diệp Phàm nói, Vân Tiêu đại ca, Bất Lão Sơn này lớn như thế, tiến vào trong đó chẳng khác nào con kiến, làm sao tìm ra được những người khác đây. Hắn cũng có chút nóng vội, cũng không phải vì Bất Lão Sơn, mà là nóng vội về Nặc Á Chi Chu kia, từ sau khi tiến vào tứ quý kết giới này hắn liền xuất hiện cảm ứng như có như không. Cũng không biết bọn đường kiếp sao rồi, có tìm được vị trí chưa nữa. Lý Vân Tiêu cười nói. Cái này phải dựa vào hai vị cao thủ phệ hồn tộc bọn hắn đối với sinh hồn rất là am hiểu, tìm kiếm rất dễ dàng, cho dù những người kia chết rồi bọn hắn cũng có cách tìm ra được hồn phách. Lý Vân Tiêu nhìn qua hai người Trương Thiệu Thiên cười nói. Ta nói có đúng không? Hai người trong lòng đều cả kinh. Lý Vân Tiêu nói chính là bí pháp bất truyền tầm hồn thuật trong tộc bọn hắn.
Loại bí thuật này chỉ có cường giả ngoài võ tôn trong tông mới có tư cách tu tập, chính là một loại bí pháp cường đại dùng để tìm kiếm linh hồn cường đại ở chung quanh. Không chỉ tra được vị trí và độ mạnh yếu của sinh hồn, mà còn có thể xác định được vị trí và độ mạnh yếu của tử hồn. Loại bí pháp này cho dù ở trong phệ hồn tộc cũng là việc cực kỳ bí mật, đệ tử bình thường căn bản không thể nào biết được. Tốt, nếu ngươi đã biết thuật này, vậy ta cũng không giấu giếm nữa. Bất quá ta nói lại lần nữa, nếu có thể bình yên ra khỏi đây, ngươi phải truyền thụ bí pháp cô đọng quy tắc kia cho ta. Trương Thiệu Thiên lại một lần nữa thận trọng nhắc tới việc này, nháy mắt ngưng tụ đế khí vừa rồi, khiến hắn đối với việc tấn chức võ đế cực kỳ cuồng nhiệt và chờ mong. Hiện giờ cho dù Nặc Á Chi Chu hiện ra trước mặt hắn, hắn cũng không cưỡng chế được hấp dẫn từ việc tấn cấp võ đế nữa rồi. Ừ, yên tâm đi. Người đến cấp độ như chúng ta, đều là nhất ngôn cửu đỉnh, nếu ai nuốt lời sẽ sinh ra tâm ma, trở ngại việc tu hành sau này. Vậy tốt lắm. Trương Thiệu Thiên nghe hắn nhắc đến tâm ma, sắc mặt liền trở nên âm trầm. Võ giả tu luyện, càng về sau càng quan trọng tâm tính, tâm không tạp niệm, nếu sinh ra tâm ma. Trừ phi là người tâm tính cực câu, nếu không khó có thể ngăn cản, con đường tu luyện khó có thể tiến thêm được nữa. Dù là ai cũng sẽ không mang chuyện này ra đùa được. Hắn lấy ra phệ hồn phiên của bản thân ra, triển khai trên không trung, một đạo khí tức âm lãnh hoàn toàn cách ly xuân sắc sinh cơ bừng bừng ở bốn phía, tự thành một không gian oán niệm khủng bố, hồn nô màu vàng chậm rãi hiển hiện trong đó, giãn ra lấy thân thể, con mắt xanh biếc không nhịn được đánh ra người ở bên ngoài. Lộ ra vô cùng có linh tính. Chiếc nhẫn trên tay Trương Thiệu Thiên lóe lên ánh sáng màu xanh, một gương mặt màu xanh vặn vẹo bị hắn nắm trong tay, trực tiếp ném tới, nói. Ăn nó đi. Hồn nô màu vàng kia ánh mắt sáng ngời, toát ra quang da màu xanh lá, mở ra miệng rộng, nước bọt chảy xuống rất nhiều, kích động đánh tới gương mặt màu xanh kia. Gương mặt màu xanh hoảng sợ không ngừng giãy giụa, nhưng lại bị hồn nô màu vàng từng ngụm cắn nuốt sạch. Cũng không biết có phải ảo giác không mà kim mang trên người nó càng sáng chói thêm vài phần. Trương Thiệu Thiên có chút nhíu mày, tựa hồ có chút không vừa ý, lầm bầm nói. Hồn lực mạnh như vậy vậy mà chỉ có chút biến hóa, vậy sau này còn nuôi nó thế nào được nữa? Người Thánh Hỏa Điện nhìn tràng cảnh khủng bố này, nguyên một đám toàn thân toát mồ hôi lạnh, thân thể không ngừng lùi ra ngoài, rời khỏi phiến không gian âm lãnh này mới có thể cảm thấy ấm áp hơn một chút. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, nói. Kim sắc hồn nô chia làm tứ đẳng phẩm chất, thiên, địa, huyền, hoàng, mỗi khi tấn thăng một cấp đều cần ngàn vạn khô cốt oan hồn, cách luyện chế huyền khí này quá tổn thương thiên hòa rồi, sớm muộn gì cũng sẽ gặp thiên khiển. Tên sư đệ sau lưng hâm mộ nhìn kim sắc hồn nô, sau khi nghe Lý Vân Tiêu nói xong trên mặt chợt lộ ra vẻ mờ mịt, hiển nhiên hắn cũng không biết gì về đẳng cấp kim sắc hồn nô cả. Trương Thiệu Thiên toàn thân chấn động. Hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu nói. Bí mật kim sắc hồn nô chỉ có trưởng lão trong môn mới biết, ngươi làm sao biết được. Hắc hắc, nếu ta nói ta đã thấy qua thiên kim hồn nô của Hoàng Phủ Bật thì ngươi có tin không? Lý Vân Tiêu dịu dàng cười cười, ra vẻ thần bí khiến hai người kinh nghi bất định. Trương Thiệu Thiên cũng không biết hồn nô của tông chủ bọn hắn có đẳng cấp gì, chỉ biết được phân chia đẳng cấp của kim sắc hồn nô. Cái này là do vô tình nghe được từ trong miệng một vị trưởng lão. Nhưng nghĩ đến nếu là tông chủ, vậy tự nhiên sẽ là thiên kim cấp cao cấp nhất rồi. Nhưng nếu nói Lý Vân Tiêu đã thấy qua, đánh chết hắn cũng không tin, hừ lạnh nói. Thôi đi, người thấy qua. Trên đời này người thấy qua hồn nô của tông chủ, tất cả đều trở thành một bộ phận của hồn nô tông chủ rồi. Hắn chỉ cảm thấy Lý Vân Tiêu càng ngày càng nhìn không thấu, càng ngày càng khiến hắn có chút kinh hãi. Sau khi thoáng định thần lại, hắn liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thi triển tầm hồn chi thuật. Hoàng kim hồn nô sau khi ăn xong gương mặt màu xanh, trên mặt lộ ra thần sắc coi như thỏa mãn, theo Trương Thiệu Thiên ngồi xếp bằng xuống, cũng cùng ngồi khoanh chân, hơn nữa theo thủ thế của Trương Thiệu Thiên mà cùng chuyển động, động tác giống Trương Thiệu Thiên như đúc, chỉ có điều là chậm hơn một nhịp. Rất nhanh, trong tay kim sắc hồn nô làm ra một ấn quyết cổ quái, trong hai tay tản mát ra ánh sáng màu đỏ. Trong mắt không ngừng đảo qua trên không trung, tựa hồ có thể nhìn thấy cỏ cây núi rừng, tầng tầng không gian, ngưng mắt nhìn về nơi cực xa. Tất cả mọi người liền khẩn trương, nhìn bộ dạng hồn nô, quan sát biến hóa trên mặt nó. Trong mắt hồn nô dần quay trở ra, không có bất kỳ biểu lộ, người bốn phía đều cảm thấy có chút rét run, giống như bị thứ gì đó đảo qua linh hồn vậy,
nơi này mặc dù tràn đầy xuân ý nhưng cũng không đỡ nổi hàn khí âm lãnh ở đây. Đột nhiên ánh mắt hồn nô kia thu trở về, con người đảo một vòng, nhìn chăm chú vào Lý Vân Tiêu, nổ bắn ra hào quang u lục sắc, nước miếng chảy dài như thác, thập phần muốn ăn hắn. Chi! Lý Vân Tiêu bị bộ dáng kia của hồn nô dọa sợ hít một hơi khí lạnh, liên tiếp lui về phía sau vài bước, sắc mặt hơi tái lại. Trong mắt của hắn hiện lên một tia giận dỗi, quát. Trương Thiệu Thiên, người đây là ý gì? Trên mặt Trương Thiệu Thiên lộ vẻ cổ quái và giật mình, nhìn biểu lộ khát vọng cực độ của kim sắc hồn nô, khiếp sợ quay đầu nhìn Lý Vân Tiêu, cao thấp đánh giá hắn một phen, mới chậm rãi nói. Vừa rồi hồn nô đã tìm tòi qua, trong vòng ngàn dặm, có hơn 10 đạo linh hồn cường đại đang không ngừng di động, nhưng linh hồn mạnh nhất trong tất cả mọi người chính là ngươi. Trong hai mắt hắn lóe ra tinh quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, tựa hồ như muốn nhìn thấy hắn. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy yết hầu hơi khô, nuốt từng ngụm nước miếng, định thần lại, lộ ra vẻ cười lạnh, nói. Tranh thủ thời gian bảo hồn nô của ngươi quay đi nơi khác đi, bản thiếu gia bị nó nhìn trong lòng có chút sợ hãi. Có tin ta sẽ khiến nó vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không luân hồi không? Mặc cho tâm tính hắn cường đại thế nào, bị loại vật cổ quái này tham lam nhìn chằm chằm vào như vậy, dù là ai cũng sẽ run lên. Nếu có được thực lực kiếp trước thì đoán chừng hắn đã tiêu diệt đám người này tại chỗ rồi. Trương Thiệu Thiên lộ ra vẻ âm lãng. Ha ha, nếu như ta không đoán sai thì ngươi hẳn là một gã thuật luyện sư, hơn nữa ít nhất là tồn tại lục giai, nếu không hồn nô của ta sẽ tuyệt không lộ vẻ tham lam như thế. Hắn nhẹ khắp quyết, kim sắc hồn nô kia lộ ra vẻ không cam lòng, bị thu vào trong phệ hồn phiên, bị hắn thu vào trong tay áo. Ánh mắt Lý Vân Tiêu trở nên lạnh như băng, nói từng chữ. Nếu ngươi muốn đánh chủ ý vào tay, vậy đây nhất định là việc cuối cùng trong đời khiến người phải hối hận. Trương Thiệu Thiên trong nội tâm chấn động, chẳng biết tại sao, dùng đạo tâm và võ ý của hắn, khi nghe được lời này lại cảm thấy hàn ý dâng lên, trên người có chút rét run. Loại cảm giác này cho dù đối mặt với một ít trưởng lão tồn tại võ đế trong tông cũng chưa bao giờ có. Hắn trấn áp hoảng sợ trong lòng, cố giả bộ vẻ kiệt ngao bất tuần, nói. Hừ, chẳng qua chỉ là thuật luyện sư lục giai thôi, ta cũng không có hứng thú. Hắn lộ ra vẻ âm trầm, nói. Hơn 10 đạo linh hồn kia cũng không mạnh lắm, tựa hồ không có những người yêu tộc như ngươi nói. Nhưng có hai đạo linh hồn cường đại ở cùng một chỗ, một trong đó cực kỳ cuồng bạo, tựa hồ là yêu thú, cường đại cái khác thì trầm ổn hơn nhiều. Người Thánh Hỏa Điện đều giật mình, thậm chí ngay cả tính chất linh hồn cũng có thể cảm nhận được, cách tu luyện của phệ hồn tộc quả nhiên khủng bố, cực kỳ đáng sợ. 7 đại thế lực siêu cấp, quả nhiên không giống bình thường, danh bất hư truyền. Lý Vân Tiêu hơi hơi trầm ngâm, nói. Vậy hẳn là đoàn trưởng Dòng Binh đoàn Khô Lâu, Trầm Phong và đầu cửu xí Linh Xà Điều kia, còn hơn 10 đạo linh hồn còn lại chính là người tứ cực môn. Hai gã võ đế và người yêu tộc thì sao? Trương Thiệu Thiên nhắm mắt lại, do dự nói. Quanh thân võ đế có quy tắc chi lực, hồn nô của ta đẳng cấp không đủ, không điều tra được. Hơn nữa trong Bất Lão Sơn này có một số nơi có cấm chế, cũng không cách nào dò xét tình huống bên trong. Ta nghĩ mấy tên đại yêu kia có khả năng ở trong các cấm chế đó. Tất cả mọi người nghe được đầu óc có chút choáng váng, Phùng Chư nhịn không được phàn nàn nói. Vương tọa này thực mẹ nó biến thái, trong trận có trận không nói, ngay cả trận nhãn cũng có cấm chế, con mẹ nó bảo chúng ta sống thế nào đây? Lý Vân Tiêu cau mày nói. Chỗ mấu chốt nhất định trong các cấm chế kia, người yêu tộc chỉ sợ đã đi trước một bước. Tứ cực môn đã mất đi sự bảo hộ của đại yêu. Chúng ta trước tiên bắt lấy đường kiếp đã. Đường kiếp, đại công tử đường ra tứ cực môn sao? Trương Thiệu Thiên cũng nghe qua danh tiếng người này, cau mày nói. Hắn cũng ở trong đó sao? Bắt hắn làm gì? Lý Vân Tiêu cười nói. Cái này ngươi không cần hỏi, có chỗ cần dùng đến, dẫn đường đi. Trương Thiệu Thiên cũng không hỏi nhiều, mấy người tứ cực môn kia bọn hắn quả thật nắm chắc bắt được, kim sắc hồn nô của hắn lại có thể bổ sung một phen. Tự nhiên không có gì phải từ chối. Hắn xung trận ngựa lên trước, dẫn đầu phi hành ở phía trước, mọi người theo sát phía sau. Bất Lão Sơn rộng lớn hơn xa bọn hắn nghĩ, sau khi bay trọn vẹn thời gian uống cạn một chung trà mới thấy không ít bóng người chớp động, tựa hồ đang tìm tòi gì đó. Mà trong lúc bọn hắn phi hành, bốn mùa trong toàn bộ ngọn núi lần nữa biến hóa, từ suối vào hạ,
bầu trời liệt nhật cao chiếu, nhiệt độ tăng lên rất cao. Người nào? Đan Dương Trạch đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của mọi người, hét lớn một tiếng, thanh âm chấn vang trong phạm vi vài dặm, tất cả người tứ cực môn đều nhanh chóng tụ tập lại. Đồng tử Đường Kiếp đột nhiên co rút lại, lập tức phát hiện mấy người Lý Vân Tiêu trên không trung, càng khiến hắn kiêng kỵ chính là Trương Thiệu Thiên, khí tức trên thân hắn không cảm nhận được chút nào, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là thực lực hơn xa hắn. Đường công tử, đã lâu không gặp rồi. Lý Vân Tiêu từ trong hư không đi tới từng bước một, cười gọi tới. Đường Kiếp sắc mặt đại biến, không có những đại yêu kia ở đây, những người bọn hắn thực lực mạnh nhất chính là Đan Dương Trạch, nhưng căn bản không khắc chế được những người này, trong lòng hắn có chút trầm trọng, nói. Lý Vân Tiêu, chúng ta mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng tổng thể mà nói vẫn không oán không cừu, sao không hóa thù thành bạn, cùng nhau ứng phó cửa ải khó khăn trước mắt chứ? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Đề nghị tuy tốt, nhưng loại người không giữ lời như Đường công tử bảo ta làm sao yên tâm hóa thù thành bạn với ngươi đây. Đừng quên ngươi đã đáp ứng ta, ăn tươi u minh chiến hạm, nhưng vẫn chưa thực hiện đấy. Trong mắt Đường Kiếp hiện lên vẻ giận dữ, sau khi mình tiến vào Khinh Ca Lâm địa, nếu không phải người này vẫn luôn đối nghịch với mình, cũng sẽ không rơi vào tình huống như hiện giờ. Nói không chừng đã sớm đoạt được âm thược, lấy được nạc á chi chu rồi. Hiện giờ không chỉ bị vây trong kết giới của vương tọa, mà ngay cả âm thược cũng không rõ tung tích, tất cả đều do người trước mắt này tạo thành, nếu không phải hiện giờ đánh không lại, thì hắn khẳng định đã ra tay giết người rồi. Thiên hạ không có địch nhân vĩnh viễn, Vân Tiêu công tử, dùng thân phận địa vị của Đường Kiếp ta, nhất định đáng cho ngươi kết giao. Đường Kiếp nén giận, bắt đầu nịnh nọt đối phương. Ngày đó chuyện chiến hạm kia chẳng qua chỉ là trò đùa. Ta và ngươi coi như không đánh nhau thì không quen biết, nếu cứ tiếp tục đánh tiếp, sẽ không có lợi cho cả đôi bên, ngươi nói đúng không? Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Trò đùa, nếu ngươi ngày nào đó cũng nói chuyện kết giao ta chẳng qua chỉ là trò đùa, vậy ta phải làm sao bây giờ? Trương Thiệu Thiên tựa hồ có chút không kiên nhẫn, mở miệng âm lãnh nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đường Kiếp này thuộc về ngươi, còn lại thuộc về ta. Hắn nói xong. Không đợi Lý Vân Tiêu phản ứng, phệ hồn phiên trong tay mở ra, đón gió phiêu đắng trên không trung, khí tức âm lãnh tản mát ra, che khuất bầu trời, tuy rằng đang là mùa hạ chói chang, nhưng khắp núi lại bắt đầu xuất hiện gió lạnh và hàn khí. Người tứ cực môn nguyên đám như rơi vào hầm băng, mà ngay cả võ tôn thất tinh Đan Dương Trạch cũng cảm thấy toàn thân rét run, hoảng sợ thất thanh nói. Ngươi là người nào? Trương Thiệu Thiên lạnh lùng cười cười, nói. Lát nữa sẽ là chủ nhân của linh hồn ngươi. Trong tay khẽ nết quyết, kim sắc hồn nô trong phệ hồn phiên chậm rãi bỏ ra, chảy nước miếng vào tới người ở bên dưới, trong mắt tràn đầy thần sắc lục u, trong miệng phát ra tiếng kêu hưng phấn. Chi? Những người tứ cực môn kia tất cả đều sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức quay người muốn chạy trốn. Không được trốn, thề sống chết thuần phục đại công tử. Đan Dương Trạch hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân bạo phát ra. Hắn hiểu được thời khắc sinh tử đã đến, nếu đánh không lại, muốn chạy trốn cũng không thoát được. Hơn nữa đây chính là thời điểm tốt nhất để hiến trung tâm, chỉ cần vượt qua lần này, ngày sau trở lại tứ cực môn, đi theo bên người Đường Kiếp làm tâm phúc, cũng không cần phải xuất sinh nhập tử như vậy nữa. Lực lượng võ tôn thất tinh của hắn thoáng cái bạo phát ra, lập tức đẩy đi khí tức âm hàn đầy trời, khiến tất cả võ giả cảm thấy nội tâm ấm áp, sĩ khí đại trấn. Ầm ầm. Hơn 10 tên võ giả đồng loạt ra tay, tràng diện cũng thập phần đồ sộ, đánh lên trên người kim sắc hồn nô kia, khiến nó không cách nào trùng kích xuống được. Đường Kiếp cũng lấy ra chu tước đao, chém ra một chiêu đại hư không chạm, không gian trực tiếp vỡ ra hình thập tự, uy lực không hề dưới võ tôn. Đồng tử Trương Thiệu Thiên có chút co rụt lại, nhìn chằm chằm vào chu tước đao trong tay Đường Kiếp, lộ ra vẻ giật mình. Trong nháy mắt chu tước đao xuất hiện. Khí ẩn mạnh mẽ cơ hồ đè ép phệ hồn phiên của hắn, kim sắc hồn nô cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Huyền khí cửu giai trên đại lục tuyệt đối là vật quý hiếm, trong phệ hồn tộc G có thể thăng làm chức trưởng lão, hưởng thụ các loại cung phụng chỉ có 3 loại người, một là tu vị tiến cấp tới võ đế, hai là phệ hồn phiên tâm thần tương liên với mình tấn cấp cửu giai, ba chính là luyện hóa được nguyên vẹn một kiện huyền khí cửu giai. Mà muốn luyện hóa nguyên vẹn huyền khí cửu giai, không có tu vị võ đế khẳng định không thể nào làm được, coi như là võ đế cũng rất khó chính thức luyện hóa nguyên vẹn huyền khí cửu giai,
trừ phi đạt tới võ đế đỉnh phong. Cho nên loại tình huống thứ ba trong phệ hồn tộc rất khó xuất hiện, tuyệt đại đa số trưởng lão đều chỉ có một kiện huyền khí, chính là phệ hồn phiên do mình dốc lòng luyện chế. Phệ hồn phiên đều là từ cấp bậc thấp nhất bắt đầu luyện chế lên, tầng tầng tiến giai lên. Mỗi một gã đệ tử phệ hồn tông ban đầu đều sử dụng phệ hồn phiên nhất giai, chủ hồn bên trong cũng thập phần nhỏ yếu, chỉ có như vậy mới có thể tâm thần tương liên, hoàn toàn dung hợp với mình, đợi đến lúc phệ hồn phiên không ngừng tiến giai lên thì uy lực cũng sẽ dần được thể hiện ra. Nhưng phệ hồn phiên không giống với huyền khí phổ thông, theo dựa vào là đẳng cấp chủ hồn, so với huyền khí khác yếu nhược hơn rất nhiều, ưu điểm duy nhất chính là qua thời gian dài luyện chế, đã sớm hoàn toàn tương liên với tâm thần, có thể phát huy ra 100% uy lực. Phệ hồn phiên của Trương Thiệu Thiên sau khi tiến giai đến kim sắc hồn nô cửu giai, toàn bộ uy lực phát huy ra cũng chỉ tương đương không đến 1/3 huyền khí cửu giai, nhưng dù vậy, cũng đã thập phần khủng bố rồi. Ưu thế này cũng khiến đệ tử phệ hồn tộc mạnh hơn cùng giai rất nhiều, ở thiên võ giới, không người nào dám chọc vào phệ hồn tộc cùng giai, cũng chính vì nguyên nhân này. Kim sắc hồn nô cũng như Lý Vân Tiêu nói chia làm 4 cấp độ là thiên, địa, huyền, hoàng. Tương truyền chỉ có địa cấp kim sắc hồn nô là có thể so sánh với 100% uy lực huyền khí cửu giai. Mà thiên cấp hồn nô mạnh như thế nào, không ai biết rõ cả, trong phệ hồn tộc có tồn tại nó không, ngay cả Trương Thiệu Thiên cũng không biết được. Cho nên lúc trước Lý Vân Tiêu nói hồn nô của Hoàng Phủ Bật là thiên cấp kim sắc khiến hắn vô cùng khiếp sợ và hoài nghi. Hiện giờ Chu Tước Đao trong tay Đường Kiếp xuất hiện, ở mặt khí uẩn đã áp chế phệ hồn phiên của mình, khiến Trương Thiệu Thiên tâm động không thôi. Nếu đồng thời có được phệ hồn phiên cửu giai lại luyện hóa một kiện huyền khí cửu giai thì chiến lực của mình có thể tăng lên gấp mấy lần rồi. Tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh, ánh mắt liền quăng về phía Chu Tước Đao. Chu Tước Đao ở trong tay Đường Kiếp không phát huy ra được 5% lực lượng, dị ống như một đứa bé cầm đại nguyên bảo vậy, lại không có người lớn ở bên người, bảo người chung quanh sao có thể không động tâm cho được. Trên bầu trời kim sắc hồn nô bị đánh đỡ không xuể, liên tiếp bại lui. Người tứ cực môn sĩ khí càng ngày càng cao, càng đánh càng hăng. Vân Tiêu đại ca. Diệp Phàm cau mày hô một câu, ý bảo có cần ra tay giúp đỡ hay không. Lý Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh như thường, lắc đầu, thở dài. Hồn phách người lúc sinh ra thất tình lục dục chính là lúc lực lượng cường đại nhất, mà người thương hội tứ cực bên dưới hiện giờ đang sinh ra thất tình cực mạnh. Phệ hồn tộc gọi quá trình kích phát linh hồn chi lực đối phương này gọi là rót nước. Rót nước. Diệp Phàm sững sờ, khó hiểu nói. Lý Vân Tiêu nói, có một ít tiểu thương vô lương, lúc giết súc vật thì rót vào trong thịt chúng rất nhiều nước để tăng thêm sức nặng, bán được giá hơn một chút. Cũng giống như những tên biến thái phệ hồn tộc này vậy, trước khi thu hồn phách đối phương đều kích phát thất tình lục dục của đối phương, lúc hấp thu lực lượng cũng sẽ manh hơn một chút. Giải thích này khiến ra đầu Diệp Phàm run lên một hồi. Nhìn ánh mắt tràn đầy đắc ý kia của Trương Thiệu Thiên trong lòng càng nổi lên chán ghét cực lớn. Rót nước đã không sai biệt lắm, có thể giết được rồi. Trương Thiệu Thiên nhẹ cười, đánh một ấn quyết vào trong phệ hồn phiên, kim sắc hồn nô trong giây lát lộ ra vẻ đại hỉ, tất cả công kích toàn bộ đều bị đẩy ra, cách nó ngoài 3 thước, không cách nào tiến thêm được chút nào cả. Kim sắc hồn nô mở lớn miệng rộng, đại lượng nước miếng chảy xuôi xuống, phát ra tiếng cười khặc khặc kỳ quái. Lập tức vọt mạnh tới trước, trên bầu trời gió lạnh trận trận, cuốn tới mà xuống. Tất cả công kích bên phía tứ cực môn lập tức tan rã, kể cả đan trạch dương trong đó, mọi người lập tức kinh hãi phát hiện dưới tiếng cười quái dị của hồn nô kinh khủng kia, mình vậy mà không có chút lực chống cự nào cả, thoáng cái sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng chạy trốn. Siêu siêu, trường phiên bay múa trên không trung, đại lượng võ giả không có bất kỳ dấu hiệu nào cả. Trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh hãi, gục xuống không dậy nổi, từng đạo linh hồn bị kim sắc hồn nô kia trực tiếp hút vào trong miệng cắn nuốt sạch, hào khí khủng bố lan tràn khắp nơi. Đan Dương Trạch cũng toàn thân rét run, sau khi đau khổ trèo trống chỉ cảm thấy trong linh hồn một hồi băng hàn, hắn kinh hãi liên tục gào thét, muốn tự bạo liều chết đả thương địch thủ. Trương Thiệu Thiên lạnh lùng nhíu mày, mỉa mai khẽ khắp ấn quyết, kim sắc hồn nô cũng theo đó ấn một ấn xuống. Trực tiếp đánh vào trong cơ thể Đan Dương Trạch, nguyên khí cuồng bạo lập tức bị áp chế xuống, Đan Dương Trạch như rớt vào hầm băng, hồn phách trực tiếp bị kim sắc hồn nô kia rút ra nuốt vào trong miệng. A, cứu mạng, cứu mạng. Đường Kiếp nhìn một màn kinh khủng kia, sợ tới mức hai chân như nhũn ra, lập tức bỏ chạy như điên.
Giết người chẳng qua chỉ là đầu lìa xuống đất, đã có thể trùng kích cảnh giới võ hoàng thất tinh, đối với sinh tử cũng đã sớm có giác ngộ. Nhưng loại chuyện ăn tươi sinh hồn này hắn lại chưa từng thấy qua, tâm lý thoáng cái đã hỏng mất. Khặc khặc, kim sắc hồn nô sau khi ăn hết hồn phách đan dương trạch liền lộ ra thần sắc cực kỳ thỏa mãn, không hề để ý một ít cá lọt lưới khác nữa mà nhanh chóng vọt về phía đường kiếp. Lý Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống, quát. Không nên tổn thương hắn. Trương Thiệu Thiên lộ ra nụ cười âm lãnh, nói. Ta tự có chừng mực. Trong tay hắn khẽ đổi pháp quyết, kim sắc hồn nô kia tựa hồ đã bị áp chế, trên mặt lộ ra thần sắc không thoải mái, nhưng vẫn cực kỳ phục tùng, duỗi ra cánh tay như có như không chộp tới người đường kiếp. Đường kiếp sợ tới mức trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, hai chân run rẩy, ngay cả khí lực bỏ chạy cũng không còn. Lúc trước đan dương trạch chính là bị một chảo như vậy rút đi hồn phách. Tất tất, không trung truyền đến tiếng kêu kỳ quái, một đạo quang mang từ đằng xa chém xuống dưới, lại là một con dao găm, trực tiếp cắt đứt bầu trời, mục tiêu đúng mi tâm của hồn nô kia. Hồn nô trên mặt ngẩn ngơ, liền thu tay về, nhanh chóng thối lui ra sau, tránh né một kích kia, dao găm chợt lóe lên rồi biến mất nhập vào trong lòng núi, cực kỳ sắc bén. Ngay sau đó một bóng người xuất hiện ở trước mặt đường kiếp, trên tay trưởng phong ngưng tụ, đập tới chỗ hồn nô, bốn phía kình khí hội tụ mà đến, thoáng cái đã chấn tan khí tức âm lãnh kia, lực áp kim sắc hồn nô. Người này đúng là Trầm Phong, lực lượng võ tôn cửu tinh trên người lan ra, phệ hồn phiên trên không trung đã bị lĩnh vực áp chế, cấp tốc thu nhỏ lại. Trầm đại nhân cứu ta, ô ô ô tương đương. Đường kiếp trở về tử quỷ môn quan. Sợ tới mức toàn thân như nhũn ra, bỏ qua ôm lấy đùi Trầm Phong khóc lớn lên, lần này hắn thật sự đã bị dọa đến vỡ mặt, mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi. Trầm Phong nhìn hắn nước mắt nước mũi dán sát chân mình, nhướng mày, hiện lên vẻ ác tâm, nhẹ nhàng dùng chân chấn bay đường kiếp, nói. Đường công tử, không có việc gì rồi, có bản tôn ở đây, không ai có thể gây tổn thương cho ngươi được. Đường kiếp lúc này mới run rẩy như gật đầu, cực kỳ cảm động. Hừ, không ai có thể tổn thương hắn. Ngươi cho rằng mình là võ đế sao? Trương Thiệu Thiên trên mặt lạnh lẽo, năm ngón tay hư chảo vào không trung, trực tiếp nắm lấy phệ hồn phiên vào tay, lâm không bay múa xuống, phóng tới Trầm Phong, toàn bộ bầu trời theo thân ảnh của hắn biến thành một mảnh âm lãnh. Phệ hồn tộc sao? Trầm Phong đột nhiên thét dài lên không trung, âm thanh chấn khắp cửu thiên. Một cổ yêu lực bành trướng từ xa đến gần. Bóng dáng cửu xí linh xà điểu không ngừng mở rộng, qua giây lát đã lâm không mà xuống, duỗi ra móng vuốt sắc bén chộp tới Trương Thiệu Thiên. Trương Thiệu Thiên chỉ cảm thấy không gian quanh thân siết chặt, mình đã bị tập trung trên không trung, yêu lực đầu yêu thú bát giai kia cực kỳ bàng bạc, vậy mà không thua kém gì mình. Trường phiên trong tay hắn vòng vo vài vòng, lâm không triển khai, thả ra kim sắc hồn nô lệ hóa thành lệ quỷ cắn xé qua, khí chàng âm lãnh lập tức thôn vệ lấy yêu khí. Cửu xí linh xà điểu đã nhận ra nguy hiểm, lăng không thay đổi phương hướng, lập tức xoay qua bên phải. Sắc mặt Trương Thiệu Thiên phát lạnh, trong tay khẽ biến ấn quyết, hồn nô tựa hồ như đã nhận ra yêu thú kia, gầm thét đuổi giết tới, truy đuổi khắp nơi trên không trung. Sắc mặt Trầm Phong trầm xuống, cửu xí linh xà điểu này là do hắn tốn rất nhiều sức lực mới phục tùng được, thực lực mạnh mẽ cỡ nào trong lòng hắn rõ ràng nhất, nhưng không nghĩ tới lại bị phệ hồn phiên trực tiếp chế trụ. Hắn cũng trực tiếp phóng lên trời, một chưởng chụp tới người Trương Thiệu Thiên. Trong mắt Trương Thiệu Thiên hàn quang lập lòe, trực tiếp coi Trầm Phong giống như thuốc đại bổ, cười lạnh điểm ra một ngón tay, kình phong phát ra tiếng suy suy bén nhọn, muốn phá vỡ chưởng lực của hắn. Hai người đều là võ tôn cửu tinh, vừa ra tay đã là toàn lực, chưởng lực của Trầm Phong chí dương chí cương, vậy mà trực tiếp cắn nuốt sạch lực lượng đối phương, thế đi không giảm tầng tầng áp xuống, giống như giang hà trào lên. Lực lượng liên tục không dứt, một lớp tiếp lấy một lớp. Trương Thiệu Thiên kinh hãi, đa số công phu tu luyện của phệ hồn tộc đều tốn hao ở mặt cô đọng phệ hồn phiên, thực lực của bản thân so với cùng giai phải kém sắc hơn một bậc. Hiện giờ phệ hồn phiên bị cửu xí linh xà điều chế trụ, hắn căn bản không phải là địch thủ của Trầm Phong, sau khi thấy một chỉ của mình bị chôn vùi liền bắt đầu sinh ra thoái ý. Lý Vân Tiêu, còn không ra tay, các ngươi chẳng lẽ cứ đứng đó xem sao? Trương Thiệu Thiên giận dữ quát lên với mọi người ở xa xa, hắn ở trên không trung lóe ra mấy cái ảo ảnh, thu về phệ hồn phiên liền lập tức lui tới chỗ mọi người. Cửu xí linh xà điểu sau khi bỏ qua phệ hồn phiên, xoay người vài cái liền trở lại cạnh Trầm Phong, một người một yêu,
đều là tồn tại võ tôn đỉnh phong, song song mà đứng nhìn chằm chằm vào bọn người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, hắn tuy rằng có thể điều khiển bộ phận Xuân Chi quy tắc, nhưng chỉ thập phần có hạn, xuất kỳ bất ý giết một tên võ tôn nhất tinh thì còn được, nhưng ở trước mặt Trầm Phong và Cửu Xí Linh Xà điều lại căn bản không đủ nhìn. Đám người Thánh Hỏa Điện lại càng không phải nói, hai gã võ tôn nhị tinh, liên thủ có thể đánh thắng một người tam tinh đã tốt lắm rồi, võ hoàng còn lại càng chỉ là pháo hôi. Nói cách khác, trong những người bọn hắn, người duy nhất đủ nhìn chính là Trương Thiệu Thiên. Mọi người phát hiện, tình thế thoáng cái đã nghịch chuyển. Đường Kiếp cũng phát hiện tình thế biến hóa, vội vàng phóng lên trời, đứng ở sau lưng Trầm Phong nói. Trầm đại nhân, tranh thủ thời gian giết bọn chúng đi. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất, nếu không hậu hoạn vô cùng. Trầm Phong nhíu mày lại, trên mặt lộ vẻ do dự. Dùng thực lực của hắn muốn giết những người này cũng không phải là không được, nhưng mình cũng sẽ nguyên khí đại thương, hiện giờ ở nơi này hoàn cảnh khó lường. Lưu một phần lực lượng chính là nhiều hơn một phần cơ hội có thể thoát khôn. Khục khục. Lý Vân Tiêu ho khan hai tiếng, đứng ra nói. Vị này chính là Trầm Phong đại nhân của Dòng binh đoàn Khô Lâu sao, kính đã lâu, chuyện giữa chúng ta và Tứ Cực Môn. Con mẹ nó có liên quan tới ngươi cái lông à? Trầm Phong sững sờ, còn tưởng rằng đối phương yêu cầu tha, ánh mắt của hắn ngưng lại, người trước mắt chính là người Vũ Tiên Sinh liều chết cũng muốn đánh chết. Hắn tuy rằng không nhìn ra Lý Vân Tiêu có uy hiếp gì, nhưng lời Vũ Tiên Sinh nói hắn trước giờ vẫn thập phần kính phục, trong mắt bắt đầu lộ ra sát cơ nồng đậm. Hừ, muốn giết ta, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Lý Vân Tiêu tựa hồ nhìn thấu sát ý của hắn, lạnh lùng quát. Hắn hiện giờ quyết không thể yếu thế được, nếu không Trầm Phong sẽ thật sự động thủ. Phải trấn trụ khí chàng, như vậy đối phương sau khi cân nhắc lợi và hại mới có thể bỏ qua cho mình. Coi như là Vũ, cũng là bại tướng dưới tay ta, người có thể mạnh hơn hắn sao? Nếu không phải nơi đây quá mức hung hiểm, không muốn tiêu hao lực lượng với người vậy thì hai người các ngươi và đầu súc sinh này đều phải bỏ mạng ở đây rồi. Trong mắt Trầm Phong lộ vẻ do dự, cuối cùng buông tha, mở miệng nói. Càng sợ hãi sẽ tăng thêm lòng dũng cảm cho mình, ta không thích bị ngươi lừa dối, nhưng ngươi nói không sai, nơi đây quá mức hung hiểm, ta không muốn tiêu hao lực lượng với các ngươi. Mọi chuyện đợi sau khi ra khỏi kết giới nói tiếp. Trầm đại nhân, Đường Kiếp khẩn trương, còn muốn nói gì đó với Trầm Phong, nhưng thấy vẻ quyết đoán và không thoải mái trên mặt đối phương, lập tức liền câm miệng lại. Nếu chọc hắn mất hứng, vứt bỏ mình mặc kệ, vậy thì sẽ thật chết chắc. Chỉ cần có thể ra khỏi đây, đến lúc đó triệu tập cao thủ Tứ Cực Môn, còn sợ không giết được một tên Lý Vân Tiêu sao? Lý Vân Tiêu đã bị hắn liệt vào danh sách phải giết rồi. Về phần Trương Thiệu Thiên ngược lại đã bị hắn quên mất. Chủ yếu chính là vì Trương Thiệu Thiên là người phệ hồn tộc, cho dù là Tứ Cực Môn bọn hắn cũng không thể trêu vào, chỉ có thể thi triển cừu hận chuyển di đại pháp, chuyển tất cả oán hận qua trên người Lý Vân Tiêu, giết mình hắn cũng đủ để giải hận báo thù rồi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, ánh mắt giết người kia của Đường Kiếp bị hắn bỏ qua mất, nói với Trầm Phong. Trầm đại nhân tiến vào Bất Lão Sơn này đã lâu, có phát hiện ra thứ gì không? Trầm Phong thoáng chút do dự, liền nói ra toàn bộ điều mình biết. Bất Lão Sơn này vừa rồi ta chạy đi hơn nửa vòng, tuy rằng một mảnh sinh cơ bừng bừng, nhưng lại không hề có bất kỳ động vật nào cả, hơn nữa đám Vũ Tiên Sinh tựa hồ đều biến mất hết, không có nửa điểm tung tích. Hơn nữa có vài chỗ hết sức kỳ lạ, ta cũng không dám mạo muội tiến vào, bọn người Vũ Tiên Sinh rất có khả năng đã tiến vào trong đó. Hắn và bọn người Lý Vân Tiêu cũng không có xung đột lợi ích gì cả. Sở dĩ trợ giúp Vũ Tiên Sinh cũng là vì mượn nhờ lực lượng của hắn đột phá gông cùm võ tôn, mà hoàn cảnh nơi này mang đến cho hắn cảm giác ngày càng không an toàn, một loại cảm giác nguy cơ khó nói nên lời lan tràn trong lòng, nói không rõ nguyên do nhưng lại cực kỳ chân thật. Sau khi nói xong liền rời ánh mắt lên trên người Trương Thiệu Thiên, hắn cho rằng đám người kia nhất định là lấy Trương Thiệu Thiên cầm đầu, hơn nữa phệ hồn tộc hùng bá Tây Vực, ở trong suy nghĩ đám võ giả Tây Vực có uy vọng cực cao. Khẳng định có cách ứng phó. Ai biết Trương Thiệu Thiên lại nhìn qua Lý Vân Tiêu, tựa hồ đang đợi ý của hắn, cái này khiến Trầm Phong quả thực sửng sốt một chút. Lý Vân Tiêu hơi trầm ngâm nói. Nếu Trầm đại nhân đã đi hơn phân nửa Bất Lão Sơn vẫn không có phát hiện, vậy thì dù có tiếp tục đi quanh cũng không có kết quả. Đám người Vũ cũng không phải loại liều lĩnh, nếu bọn hắn đã tiến vào trong cấm chế, tất nhiên có đạo lý của bọn hắn, cũng là chỗ hy vọng để chúng ta đột phá.
Trầm Phong cũng có đồng cảm, mọi người sau khi thoáng thương nghị liền cùng nhau đi tới mấy chỗ cấm chế kia. Trong một nơi không thể do thám ở gần đó, dĩ nhiên là một khối khối đá bất ngờ, nhìn qua không khác gì với vách đá bình thường, gập ghềnh đá lởm chởm, núi đá cấu thành, trên đó cũng có một ít dây leo và cỏ dại hoa dại, dưới ánh mặt trời chói chang mùa hè hơi có chút nóng lên. Nhưng chỉ cần thần thức quét qua, lập tức liền như bị nuốt vào, giống như một cái rác hút, không những hấp thu thần thức, mà công kích của mọi người đều biến mất trước vách đá, không để lại chút dấu vết nào cả. Kỳ quái, chỉ có thể hấp thu thần thức và nguyên khí sao? Lý Vân Tiêu dùng tay nhẹ vuốt qua phía trên, cũng không có phát hiện gì lại, hắn hiếu kỳ nói. Nếu vậy thì làm sao đây? Từng đạo nguyên khí từ trên người phát ra, hoàn toàn bao lấy mình thành một quang đoàn, đánh tới chỗ thạch bích. Vèo. Chỉ cảm nhận được không gian thoáng chút biến hóa, trước mắt toàn bộ một mảnh đen kịt, tựa hồ tiến nhập một nơi kỳ quái nào đó, dưới chân bắt đầu xuất hiện từng đạo hào quang, răng khắp nơi trong không gian, hình thành nguyên một đám phương cách, lan khắp bốn phương tám hướng. Mà hắn đang đứng trên một tiết điểm trong đó, toàn bộ không gian kéo dài tới vô hạn, hẳn là cấm chế không gian nào đó, nhưng ô lưới dưới chân lại thập phần có hạn, vừa vặn hình thành một cái phương bàn, lơ lửng trên toàn bộ hư không. Lý Vân Tiêu nhìn đường cong răng khắp nơi, tự động xếp đặt dưới chân, chỉ cảm thấy thập phần quen mắt, hơn nữa toàn bộ không gian song song do đường cong tạo thành còn đang không ngừng xoay tròn theo hình trục, tựa hồ cũng không ổn định. Nơi này rốt cục là... Trong khi hắn đang kinh ngạc, thân ảnh bọn người Diệp Phàm cũng bắt đầu xuất hiện, sau đó là Trầm Phong và Cửu Xí Linh Xà Điểu, cuối cùng chính là đường kiếp kia, một mình hắn ngốc ở bên ngoài cũng cảm thấy có chút tâm thần bất định. Cắn răng một cái vẫn vọt theo vào trong. Diệp Phàm giật mình nhìn xem bốn phía, nói. Vân Tiêu đại ca, nơi này là sao? Theo mọi người xuất hiện, tốc độ xoay tròn của không gian song song bắt đầu trở nên chậm chạp, Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Các ngươi xem đường cong dưới chân, có cảm thấy giống thứ gì không? Như cái gì? Mọi người nguyên một đám nhíu mày khổ tư tưởng không thôi, tựa hồ nghĩ không ra. Đường kiếp mở to hai mắt kêu lên. Bàn cờ, không gian song song ca này hình như là một bàn cờ. Tất cả mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, quả thật có 90 đường cong, tổng cộng 361 giao lộ, thật sự là một bàn cờ to lớn, vắt ngang trong hư không này. Đây là huyền khí bất lão sơn của vương tọa võ đế, hắn ở trong huyền khí của mình bố trí xuống bàn cờ là có ý gì? Trương Thiệu Thiên đi lại ở phía trên, tựa hồ không có chỗ nào đặc biệt. Hành động tự nhiên, cũng không có lực lượng kỳ dị hạn chế hắn. Trong lúc đó, một chỗ khác trên bàn cờ bắt đầu xuất hiện nguyên một đám hào quang, dần dần hiện ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đúng là mấy người thương, Lê cũng ở trong đó, xem ra cũng không lo ngại. Bốn người bọn họ cũng mở to hai mắt, tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn mấy người Lý Vân Tiêu. Thương đại nhân, đường kiếp trong nội tâm vui vẻ, phảng phất thấy được cứu tinh. Vội vàng chạy vội qua, cuồng hỉ nói. Rốt cục nhìn thấy ngươi rồi, thương đại nhân. Trầm Phong cũng giẫm trên Cửu Xí Linh Xà Điểu, đi theo bay qua. Ha ha, thật tốt quá. Đường kiếp mừng rỡ như điên, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hung hăng nhìn chằm chằm vào đám người Lý Vân Tiêu nói. Thương đại nhân, cũng nên tính sổ với mấy người này rồi. Đám người Diệp Phàm trong lòng người chấn động, toàn bộ trở nên cảnh giác. Thực lực đôi bên kém nhau quá lớn, bọn hắn lúc này đã lâm vào cảnh nguy hiểm rồi. Mà ngay cả Lý Vân Tiêu cũng bắt đầu biến sắc, ở không gian kỳ dị này hắn không cảm thụ được chút tứ quý chi lực nào cả, nói cách khác hắn hiện giờ căn bản không cách nào cô đọng quy tắc, chỉ có thể phát huy ra lực lượng võ tông tứ tinh, tăng thêm linh khí giới thần bi đã hao tổn không, hồ lô tiểu kim cương trọng thương bên trong, sợ rằng ngay cả đường kiếp hắn cũng đánh không lại. Trên mặt thương vẫn treo một vòng mỉm cười. Trong mắt hàn khí dần dần ngưng tụ, mở miệng nói. Lý Vân Tiêu đúng không, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại, không thể tưởng được lại nhanh chóng gặp mặt như vậy, ta đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, không biết ngươi có vui vẻ không? Trương Thiệu Thiên cũng không biết sự lợi hại của đại yêu, chỉ thấy nhiều hơn mấy tên cấp bậc võ tông, căn bản không để vào mắt, khẽ nói. Đây là mấy người yêu tộc mà ngươi nói sao? Những người này trong mắt hắn... Ngay cả tư cách khiến hắn thả ra hồn nô thôn vệ cũng không có. Lý Vân Tiêu xấu hổ nở nụ cười, nói. Thường nói không đánh nhau thì không quen biết, nhiều một người bạn không bằng ít một địch nhân, mọi sự dĩ hòa vi quý, oan gia nên giải không nên kết,
mọi người cùng nhau chung hoạn nạn. Đánh giám. Đường Kiếp gào thét lên, trên mặt vô cùng dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Thương đại nhân, tiểu tử này vạn phần vô sỉ, hơn nữa dị thường nguy hiểm. Còn tên mặt mày âm trầm bên cạnh hắn, là cao thủ võ tôn của phệ hồn tộc, cũng cần cẩn thận. Những người này vẫn nên sớm diệt trừ thì hơn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Vũ cũng mở miệng nói. Không sai, người còn lại cũng không ngại, nhưng Lý Vân Tiêu nhất định phải loại bỏ, ta cảm giác người này chắc chắn sẽ trở thành họa lớn trong lòng yêu tộc ta. Thương mặc dù đối với lời Vũ cũng không để ý, nhưng Lý Vân Tiêu thân mang hai kiện thánh khí lại khiến hắn nhớ mãi không quên, hơn nữa rất là kiêng kỵ. Lập tức trong mắt hắn hiện lên hàn quang, giơ tay lên cao, chém xuống một cái, trong miệng khẽ nói. Sát! Hào khí trên toàn bộ bàn cờ lập tức lạnh như băng, trong mắt vài tên đại yêu kia lộ ra sát ý nồng đậm, trên không trung tràn ngập ra khí tức màu tím nhạt, lúc này ngay cả Trương Thiệu Thiên cũng cảm thấy dị thường giật mình, loại sát khí này ngay cả hắn cũng cảm thấy hồi hộp. Trầm Phong, người phệ hồn tộc kia giao cho ngươi đấy. Vũ Tiên Sinh nói với Trầm Phong, quan hệ giữa hai người thập phần mật thiết, hơn nữa từ trước đến nay đều luôn nói thẳng, không cần bất kỳ băn khoăn nào cả. Yên tâm. Trầm Phong trả lời cũng cực kỳ đơn giản, Trương Thiệu Thiên lúc trước đã giao thủ, chỉ cần cửu xí linh xà điều chế trụ phệ hồn phiên thì hắn có thể trấn áp Trương Thiệu Thiên ngay. Sắc mặt Trương Thiệu Thiên biến hóa, nói. Lý Vân Tiêu, đầu xúc sinh kia ta đánh không lại, ngươi giúp ta. Đám còn lại để đám đồng bạn ngươi lo. Những đại yêu kia tất cả đều có tu vị võ tông, vừa hay không sai biệt lắm với Lý Vân Tiêu, tuy rằng sát khí có chút dọa người, nhưng tu vị vẫn ở đó. Dùng ý nghĩ của hắn, bên mình có ba gã võ tôn tiêu diệt đám người kia sẽ cực kỳ dễ dàng. Người Thánh Hỏa Điện trong lòng đều phát khổ, trong những đại yêu kia, chỉ mình Vũ là đủ đoàn diệt bọn hắn, nếu giao thủ, sợ rằng không được mấy hiệp bên phía mình đã triệt để tiêu đời rồi. Đường Kiếp vẻ mặt ngoan độc, sát khí xông thiên nói. Lý Vân Tiêu trước giao cho ta muốn tự mình chém chết hắn. Trong tay hắn xuất hiện Chu Tước Đao, đao khí hỏa hồng sắc chớp động. Bước từng bước trên bàn cờ, khí thế liên tiếp kéo lên, như tùy thời đều có khả năng bộc phát ra vậy. Lại dám trêu ta, khắp nơi đối nghịch với ta chính là đại công tử Đường gia tứ cực môn, đối nghịch với ta trước giờ đều không có kết cục tốt, hôm nay liền cho ngươi một giáo huấn cả đời khó quên. Đường Kiếp vận chuyển nguyên khí tới đỉnh phong, rót vào trong Chu Tước Đao, khí linh cũng nhận được cảm ứng, phát ra thanh âm vù vù vui sướng, tựa hồ cực kỳ khát vọng uống máu. Đại hư không chạm, chạm phá tất cả. Hắn gào thét lớn giơ đao lên cao cao, bỗng nhiên liền chém xuống dưới, toàn bộ không gian chợt yên tĩnh trở lại. Đường Kiếp chém ra một đao, chỉ thấy một đạo quang mang hiển hiện trên thân đao, sau đó biến mất không thấy gì nữa, không có bất kỳ đao mang và nguyên khí nào chém ra cả, trong không gian cũng không có chút biến hóa nào, thật giống như hắn đang cố ý làm bộ vậy. Cái này, đồng tử tất cả mọi người đột nhiên co lại, khiếp sợ. Chẳng lẽ trong không gian này còn hạn chế nguyên khí? Đường Kiếp lại dốc sức liều mạng chém mấy đao, đều không có bất kỳ phản ứng, vô luận nguyên khí trong cơ thể mình dồi dào cỡ nào, cũng không cách nào phóng xuất ra được. Diệp Phàm cũng thử đánh ra mấy quyền, cũng đều bị hạn chế, bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ uy lực nào cả. Quả nhiên là áp chế nguyên lực. Lý Vân Tiêu đại hỉ không thôi, cuồng tiếu nói. Ha ha, Đường Kiếp. Ngươi không phải rất tức giận sao? Chém ta đi, tới chém ta đi. Trên mặt hắn hiện ra lệ khí, cười lạnh bước đến, năm ngón tay nắm chặt phát ra tiếng vang răng rắc. Đường Kiếp cả kinh, hừ lạnh nói. Nếu đã bị áp chế nguyên lực, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh ta sao? Lão tử muốn chém ngươi, ngươi có thể làm gì được? Đánh ta đi, đến đánh ta đi đi đi. Hắn cầm Chu Tước Đao trên tay, điên cuồng khiêu khích. Trong mắt lộ vẻ khinh miệt. Phanh! Lý Vân Tiêu đạp nhanh dưới chân, thân thể phóng ra ngoài như đạn pháp, đột nhiên đánh ra một quyền, nhanh đến con mắt cũng khó bắt được, chỉ chứng kiến Đường Kiếp bị một quyền đánh trúng, một đầu tơ máu khủng bố giống như suối phun bắn ra ngoài, thân thể của hắn như diều bị đứt dây, bay ra xa xa. Thanh âm nhàn nhạt của Lý Vân Tiêu truyền đến, nói. Quả nhiên rất tốt, khí lực cũng không bị áp chế. Hắn nói xong. Mọi người chỉ thấy máu tươi trên nắm tay rơi xuống giọt giọt, vài tên đại yêu trong nội tâm đột nhiên siết chặt. Ngay khi Đường Kiếp bị đánh bay, trên người hắn tự động hiện ra một kiện chiến giáp hộ thể,
nhưng vẫn bị quyền phong của Lý Vân Tiêu chấn diệt phòng ngự, đánh cho trọng thương không dậy nổi. Bằng vào lực lượng thân thể lại có thể một quyền đánh tan phòng ngự của chiến giáp. Sở hữu tất cả đại yêu đều căng thẳng, loại cường độ quyền kình này cho dù người yêu tộc bọn hắn cũng rất khó chạm tới. Trừ phi những yêu tộc chuyên tu thân thể mới có thể dùng nhục thể của mình làm vũ khí khí, phá vũ khí địch. Không thể để hắn chết. Thương nhìn đường kiếp bay ngược phía xa, sắc mặt trầm xuống. Lê lập tức liền xông tới, đối với trị liệu, nàng lành nghề nhất. Nhưng lại phát hiện nguyên khí đều toàn thân không thuyên chuyển nổi, chỉ có thể chạy trên bàn cờ lớn kia. Hừ! Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, hai chân đạp về phía đường kiếp một cái, liền nhảy lên cao hơn 10 mét, như là chim to lâm không, lao như bay xuống. Lê cẩn thận! Thanh âm của Vũ truyền đến, liền thấy vĩ quang kiếm của hắn rời khỏi tay, bị ném ra như dao găm, hàn khí điểm một chút, bắn về phía Lý Vân Tiêu với tốc độ cực nhanh. Chính hắn càng hét lớn một tiếng, cả thân thể bành trướng, lộ ra thân thể cường đại, cũng nhảy dựng lên gầm thét xông tới. Luận thân thể cường đại, hắn không hề dưới Lý Vân Tiêu, hơn nữa sau khi ngưng tụ tổ mạch càng mạnh hơn xa Lý Vân Tiêu. Không gian kỳ dị này vậy mà áp chế nguyên lực, như vậy chỉ có thể liều thân thể thôi. Vèo! Vĩ quang kiếm tuy rằng sắc bén, nhưng sau khi áp chế khí vận cũng chỉ là lợi khí mà thôi. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng chụp xuống một trường, chí cường bá thể của hắn đã luyện đến cảnh giới đỉnh phong, thiên hạ vạn binh khó làm thương tổn, thoáng cái đã nắm lấy bảo kiếm vào tay, cười ha ha. Ha ha, Vũ, cảm ơn kiếm của ngươi, cảm giác coi như không tệ lắm. Lý Vân Tiêu cầm lấy vĩ quang kiếm, khí phách hăng hái xông tới chỗ Vũ đâm tới. Mặc dù không có kiếm quang, cũng không có nguyên khí, nhưng độ cao kiếm ý của Lý Vân Tiêu lại hơn xa những người này. Một kiếm kia nhìn như bình thường không có gì lạ nhưng lại tựa hồ N bao dung khiếu huyệt toàn thân Vũ, tránh cũng không thể tránh. Vũ trong lòng cả kinh, Lý Vân Tiêu này quả nhiên dị thường yêu nghiệt, hôm nay quyết không thể lưu lại. Trong mắt hắn bắn ra sát cơ, trực tiếp đánh một quyền tới kiếm mang kia. Kiếm ý của đối phương tuy cao, nhưng đây chỉ là huyền khí không có khí vận, chỉ bằng vào độ sắc bén từ kiếm căn bản không có khả năng tổn thương hắn. Hí! Ngay khi Vũ cho rằng có thể áp chế đối phương thì một đạo đau nhức kịch liệt từ trong tay truyền tới, nắm đấm của mình lại bị một kiếm kia đâm vào hơn nửa tấc. Tại sao có thể như vậy? Vũ nhịn xuống đau nhức kịch liệt, trong lòng càng bị dọa nổi lên sóng gió động trời. Nhục thể của hắn mạnh mẽ, cho dù nguyên khí Lý Vân Tiêu không bị áp chế, tu vị võ tông tứ tinh vận dụng huyền khí cửu giai cũng chưa hẳn có thể gây tổn thương cho mình được, huống chi đối phương vốn cũng không vận chuyển được nguyên khí. Theo Vũ hét thảm một tiếng, những đại yêu kia cũng đột nhiên co rút đồng tử, hoảng sợ nhìn qua. Ý nghĩ của bọn hắn giống Vũ như đúc, không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này Lê đã chạy đến bên người đường kiếp, dò xét thương thế của hắn, sau khi phát hiện không ngại liền nhẹ thở ra, tiện tay nhặt lên chu tước đao bên cạnh người hắn ném tới chỗ Vũ, quát to. Vũ, đón lấy. Vũ cố nén đau nhức kịch liệt, tay trái để đao, trong đôi mắt đỏ bừng không thôi. Gào thét chém tới Lý Vân Tiêu. Có chu tước đao nơi tay, tăng thêm lực lượng của hắn, tất nhiên có thể chém giết Lý Vân Tiêu. Dù trong tay đối phương cầm huyền khí cửu giai của mình nhưng hắn cũng bất chấp tiếc rẻ nữa, thi triển ra toàn bộ lực lượng chém xuống. Hừ, cho rằng không cách nào vận dụng nguyên khí thì ta không giết được các ngươi sao? Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, huy động vĩ quang kiếm, dùng một loại tư thế kỳ quái múa trên không trung, nhìn như phi thường không hài hòa. Nhưng lại có một loại lực lượng kỳ dị theo mỗi một kiếm múa ra tuôn ra ngoài. Phanh! Hai kiện huyền khí cửu giai va chạm vào nhau, Vũ chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại từ trên chu tước đao truyền tới, chấn khiến hắn liên tiếp lui về sau. Hơn nữa trên chu tước đao xuất hiện một đường vết rách. Hắn hoảng sợ thất thanh nói. Đây không phải là lực lượng thân thể. Ngươi đến cùng vận dụng lực lượng gì? Thánh kỹ! Xa xa Diệp Phàm chấn động. Cuồng hỉ hô. Thì ra thánh kỹ còn có thể dùng. Lý Vân Tiêu thi triển đúng là cách cô đọng quy tắc của thánh hỏa điện, nơi này tuy rằng không cách nào vận dụng nguyên khí, nhưng quy tắc thiên địa là một loại tồn tại cao hơn lực lượng đơn thuần. Sau khi hắn thi triển ra bí pháp kia của Diệp Nam Thiên, trong mỗi một chiêu đều ẩn chứa quy tắc nhất định, phá phòng ngự thân thể thuần túy của Vũ dễ như trở bàn tay. Diệp Phàm Đại Hỉ nói. Nếu đã có thể dùng thánh kỹ, mọi người cùng nhau xông lên. Giết sạch những đại yêu này đi. Hắn hét lớn một tiếng liền cầm kiếm xông ra.
Từ sau khi tiến vào yêu nguyên, người Thánh Hỏa Điện bọn hắn luôn cảm thấy vô cùng uất ức, các loại chiến đấu lớn nhỏ đều không giúp được gì, nhiều nhất chỉ giống như dự bị, trong lòng đã sớm ôm một ngụm biệt khuất. Lần này phát hiện thánh kỹ của tông môn mình đại phóng hào quang, dưới tình huống lực lượng mọi người bị áp chế còn có thể thi triển ra, ngưng tụ lực lượng thiên địa, bọn hắn đều kích động nhiệt huyết sôi trào, thoáng cái sĩ khí tăng vọt, gào thét xông tới. Mỗi người đều thi triển ra loại động tác cổ quái kia, thoáng cái lực lượng kỳ dị bắt đầu chảy xuôi, bọn người Thương sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn đối với loại quy tắc chi lực này tự nhiên sẽ không lạ lắm, nhưng không rõ là đám con sâu cái kiến này sao có thể cô đọng quy tắc. Duy nhất vui mừng chính là quy tắc chi lực kia vô cùng nhỏ yếu, nếu là bình thường bọn hắn tùy tiện một chiêu liền có thể phá vỡ, nhưng giờ phút này lại trở thành ưu thế chí mạng. Lý Vân Tiêu thấy Vũ bị thương, trong mắt cũng lóe ra từng đạo sát khí, hai chân dẫm manh, thân thể hóa thành một mũi tên nhọn kéo căng bắn ra, vĩ quang kiếm trong tay mang theo mũi kiếm sắc bén xẹt qua trời cao, đâm thẳng tới. Vũ tiên sinh đã ở trong danh sách phải giết của hắn. Hai người đều ôm quyết tâm phải diệt trừ đối phương. Hai mắt Vũ tiên sinh vô cùng ngưng trọng, nhưng cũng không bối rối, hai chân giẫm trên đường cong bàn cờ, thi triển ra công pháp thiên cân trụy ổn định thân thể, lực lượng nhục thể của hắn hơn Lý Vân Tiêu, mặc dù đối phương có thể cô đọng một tia quy tắc thiên địa, cũng tuyệt không có khả năng áp chế hắn, chỉ cần bình tĩnh thì vẫn có thể chuyển bại thành thắng, chém giết đối thủ. Phanh! Chu Tước Đao đón nhận vĩ quang kiếm, lần nữa đụng vào cùng một chỗ. Tay trái Vũ trong giây lát lần nữa bành trướng, một tia mạch máu màu đỏ nhạt hiển hiện trên cánh tay, mang đến cho người một loại cảm giác lực lượng bành trướng. Lần này ngược lại là Lý Vân Tiêu toàn thân chấn động, bị khí lực của Vũ tiên sinh ngăn chặn, liên tiếp lui về phía sau. Lý Vân Tiêu sắc mặt âm trầm, cổ tay múa ra kiếm hoa, trực tiếp chỉ tới mắt Vũ tiên sinh đâm tới, ưu thế của hắn chính là quy tắc cùng với lĩnh ngộ kiếm đạo. Ưu thế của Vũ tiên sinh chính là thân thể cường đại và áp chế về mặt lực lượng, hắn đưa Chu Tước Đao ra đỡ, lần nữa chấn ra hỏa hoa. Hai người đều là loại người tâm tính cứng cỏi, sau một chiêu lần nữa chém giết cùng một chỗ, hai thanh huyền khí cửu giai không ngừng chém ra lỗ hổng, nhưng không ai cảm thấy đau lòng, trong mắt chỉ có quyết tâm giết chết đối phương. Lúc này bảy người Thánh Hỏa Điện cùng nhau xông tới, phân tán giết tới mấy người Thương. Phù lấy ra chiến phủ dẫm trận tại chỗ tiến lên, hắn cũng là yêu tộc hệ sức mạnh, những người trước mắt tuy rằng có thể ngưng tụ quy tắc, nhưng tựa hồ kém hơn Lý Vân Tiêu rất nhiều, hơn nữa thân thể trong mắt hắn càng không chịu nổi một kích. Tuyên Hoa Phủ. Phủ ảnh trực tiếp quét ngang mà đi, mang theo kình phong bá đạo chém vào trong đám người, muốn giết chóc một mảnh. Uống. Đào Bình không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh đại trùy tử, đánh tới phủ ảnh đang chém xuống kia. Phanh. Kinh lực cực lớn từ trên búa truyền đến trực tiếp chấn khai đại trùy, hai tay chấn động run lên, nhưng khiến hắn lòng tràn đầy vui mừng chính là vậy mà lại ngăn được. Sau khi hắn thi triển thánh kỹ vậy mà đón được một chém từ huyền khí cửu giai, tuy rằng lúc này tình huống bất đồng, nhưng cũng khiến hắn vô cùng tin tưởng và mừng rỡ, gào thét lớn giơ lên đồng trùy đánh tới. Phù sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn phát hiện mình vẫn xem thường thánh kỹ của những người này, loại quy tắc chi lực này tuy rằng mỏng. Nhưng vẫn áp chế kình khí rất lớn. Thấy một mình Đào Bình có thể độc chiến phù, người còn lại cũng nhanh chóng vào tới chỗ Thương. Trầm Phong sắc mặt hơi đổi, trong miệng hắn liên tiếp phát ngữ điệu cổ quái, tựa hồ đang đối thoại với cửu xí linh xà điểu. Cửu xí linh xà điểu phát ra vài tiếng thét lên, quanh quẩn trên không trung cái vọt tới, chụp về phía đám người Thánh Hỏa Điện. Đây chính là yêu thú bát giai, thân thể mạnh mẽ trên cả Lý Vân Tiêu và Vũ. Móng vuốt sắc bén trong tay càng có thể so với huyền khí, đủ để phá núi liệt thạch, một kích lâm không, lập tức trực tiếp đánh gãy huyền binh trong tay đệ tử Thánh Hỏa Điện, người cũng thổ huyết bay ra. Xa xa sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, đột nhiên nói. Trương Thiệu Thiên, xem thử hồn nô của ngươi có thể phóng xuất không? Phệ hồn phiên tuy rằng là huyền khí, nhưng hồn nô lại là một loại hồn thể, thuộc về lực lượng kỳ dị, chưa chắc sẽ bị gông cùm xiềng xích. Trương Thiệu Thiên giờ phút này cùng một chiếc thuyền với Lý Vân Tiêu, bởi vậy không nói hai lời, liền giơ phệ hồn phiên lên cao cao, khí tức âm lãnh bên trong tựa hồ như bị áp chế, nhưng kim sắc hồn nô lại chậm rãi từ bên trong bay ra, lộ ra vẻ tham lam. Trương Thiệu Thiên cũng vui vẻ, lạnh lùng chỉ huy hồn nô xông tới, đầu tiên chộp tới cửu xí linh xà điểu khó giải quyết nhất kia. Cửu xí linh xà điểu nhanh chóng lui về sau, hồn nô kia lúc hắn toàn thỉnh cũng không phải địch thủ.
huống chi hiện giờ lại bị chế trụ yêu khí, chỉ còn lại lực lượng thân thể, đối chiến còn không phải sẽ bị đối phương rút hồn phách sao. Yêu thú đã đến trình độ như hắn, đều có được linh trí nhất định, biết rõ xu lợi tránh hại. Khặc khặc, hồn nô thì vui sướng bay trên không trung, đuổi theo cửu xí linh xà điều kia, nước miếng không ngừng chảy xuống. Trên toàn bộ bàn cờ tất cả mọi người cơ hồ loạn thành một đoàn, từng người đều ra sức chém giết. Đúng lúc này, hai đạo bóng người lạ lẫm đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện trong không gian, khí tức kinh khủng trên người tản ra, ép vào lòng mọi người khiến toàn bộ đều thoáng cái ngừng lại. Hai người kia cũng đột nhiên xuất hiện, tựa hồ cảm thấy phi thường ngoài ý muốn và kinh ngạc, trên mặt kinh ngạc nhìn chung quanh. Trương Thiệu Thiên sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Người vạn tinh cốc. Hai người đúng là Sa Húc Nghiêu và Phong Ấp, bọn hắn vừa tiến vào không gian thì tất cả mọi người đều giật mình, nhao nhao dừng lại chiến đấu trong tay thối lui ra sau lưng. Khí tức trên người hai người này khiến tất cả mọi người có cảm giác khủng bố, thậm chí không dám nhìn thẳng. Trương Thiệu Thiên càng mồ hôi lạnh đầm đìa, sợ hai người này đột nhiên ra tay diệt hắn. Tâm niệm hắn vội vàng thay đổi thật nhanh, liền triệu hồn nô trở về. Vạn Tinh Cốc và Phệ Hồn Tộc Thân là hai đại thế lực siêu cấp ở Tây Vực, bề ngoài tuy là chung sống hòa bình, nhưng bên trong lại ám đấu không biết bao nhiêu năm, song phương chém giết đệ tử đối phương nhiều vô số kể, nhưng đều khống chế trong âm thầm, để tránh gây ra xung đột quy mô lớn, nếu vậy thì ai cũng khó mà chịu nổi. Ồ, nhiều cặn bã vậy sao? Trong mắt Sa Húc Nghiêu lạnh như băng, ánh mắt quét một lần, đặc biệt dừng lại vài giây trên người Trương Thiệu Thiên và sư đệ hắn. Khiến hai người toàn thân dùng mình một cái. Hừ, ngoại trừ Ngư Dương Chu kia, tựa hồ đều đã đến đông đủ. Phong Ấp lại nhìn quanh bốn phía, hồ nghi nói. Không gian này là thế nào? Ta dường như cảm thấy có một loại cấm chế trụ nguyên khí chi lực của chúng ta thì phải. A, à, Sa Húc Nghiêu sững sờ, lập tức sắc mặt biến hóa, thanh âm ngưng trọng nói. Đúng vậy, quả thật bị chế trụ, bất quá quy chế chi lực vẫn còn. Có thể ngưng tụ. Phong Ấp nói, quy tắc chi lực chính là thế giới chi lực, chỉ cần tồn tại trong thiên địa này thì nó vẫn tồn tại, bất luận trận pháp cấm chế gì cũng khó có khả năng áp chế quy tắc thiên địa. Ánh mắt của hắn đảo qua, lộ ra vẻ cao cao tại thượng, ngạo nghễ nói. Các ngươi có biết đây là nơi nào không? Tất cả mọi người vẻ mặt ngưng trọng và trầm mặc, không có người lên tiếng. Bỗng nhiên, toàn bộ không gian bắt đầu phát sinh biến hóa. Tất cả mọi người thầm dùng mình. Ô lưới trên bàn cờ phát ra thanh sắc quang mang sáng ngời, trên bầu trời bốn phía bắt đầu hiện ra sao lốm đốm đầy trời, giống như thân trong vũ trụ vậy. Nhưng ánh sao kia càng ngày càng sáng, dần dần từ xa tới gần, vậy rơi xuống bàn cờ này. Mọi người đều hoảng hốt, sắc mặt càng thêm khó coi chính là hai gã võ đế Vạn Tinh Cốc, bọn hắn bỗng phát hiện mình đã hoàn toàn bị trói buộc, ngay cả quy tắc thiên địa cũng không cách nào ngưng luyện ra. Trên toàn bộ bàn cờ tràn ngập một loại lực lượng kỳ dị, khiến bọn hắn không có chút sức phản kháng nào cả. Ánh sao xa xuống trên bầu trời càng ngày càng gần, lúc này mới hoảng sợ phát hiện, đó nào đâu phải là vì sao gì, dĩ nhiên là từng quân cờ. Những con cờ kia lộ ra hai màu trắng đen, giống như ngôi sao rơi xuống vậy, mỗi một quân đều rơi vào ô trên bàn cờ, chấn ra tinh thần chi lực bành trướng. Toàn bộ bàn cờ giống như tinh không mênh mông. Tất cả mọi người phảng phất đặt mình trong vũ trụ ngân hà, vào thời khắc này chỉ còn lại một đám tàn niệm ý thức, cảm thấy cực kỳ choáng váng không biết suy nghĩ. Rất nhanh, bầu trời khôi phục một mảnh hắc ám, trên bàn cờ phát sáng xuất hiện trên trăm quân cờ hai mai trắng đen, được sắp xếp theo quy luật nhất định. Lúc này tất cả mọi người phát hiện mình bị một đạo hào quang thanh sắc bao vây lại, chậm rãi bay lên bầu trời, lơ lửng, bản thân lại không có chút khí lực. Mà ngay cả Sa Húc Nghiêu và Phong Ấp cũng như thế, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này là... Đường Kiếp bị Lý Vân Tiêu một quyền đánh choảng tỉnh lại, nhìn ván cờ bên dưới, bỗng nhiên nghẹn ngào kêu lên. Thiên địa kỳ cục do vương tọa bố trí xuống. Tất cả mọi người đều giật mình nhìn xuống dưới, không ít người cũng chưa từng thấp qua thiên địa kỳ cục, nhưng ít ra đều nghe qua. Bởi vì chỉ cần có thể phá giải ván cờ này liền có thể được vương tọa thu làm đệ tử. Tập được trận đạo bát bách thiên. Đường Kiếp thân là đại công tử Đường gia, đã sớm tập hợp nhiều cao thủ kỳ đạo, nghiên cứu thời gian dài nhưng cũng không thu hoạch được gì. Trong mắt Lý Vân Tiêu cũng lộ ra vẻ kinh dị, hắn đối với trận pháp cũng có chút tinh thông, ván cờ phía dưới khắp nơi đều lộ ra cổ quái,
giống như bất kỳ nơi nào cũng có thể hạ cờ, lại như bất kỳ nơi nào đều không thể hạ vậy. Ván cờ này sao chưa từng nghe hắn nhắc qua, chẳng lẽ là thứ mới làm ra sao? Lý Vân Tiêu nhíu mày không thôi, đau khổ suy tư, phát hiện thần thức mình vậy mà lại lâm vào trong đó, trong giây lát mới hồi phục tinh thần lại, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Lúc này, thân thể tất cả mọi người đều dần rơi xuống phía dưới. Trên bàn cờ tổng cộng có 20 tiết điểm tản mát ra hào quang sáng chói, đúng là vị trí bọn hắn rơi xuống, hơn nữa trực tiếp bị phân chia làm hai trận trắng đen. Lý Vân Tiêu và hai người phệ hồn tộc, còn có 7 người thánh hỏa điện, tổng cộng 10 người. Bên kia là 4 gã đại yêu, tăng thêm đường kiếp, trầm phong, còn có Sa Húc Nghiêu, phong ấp, cùng với Vũ Văn Cao và cửu xí linh xà điểu, cũng bị 10 đạo quang mang bao vây lấy, rơi xuống dưới. Hơn nữa Vũ Văn Cao vào thời khắc này vậy mà tỉnh lại, ánh mắt lộ ra vẻ mê mang cực độ. Đây là, thân làm quân cờ. Lý Vân Tiêu kinh hãi, hắn phát hiện chỗ 20 người rơi xuống, đúng là 20 trận nhãn lợi hại nhất, kết nối toàn bộ ván cờ, toàn bộ trận thế, bất cứ người nào phạm sai lầm, đều có thể khiến toàn bộ ván cờ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tất cả đều không nên cử động. Lý Vân Tiêu sau khi đáp xuống, bọn hắn đại biểu chính là quân cờ màu trắng. Hắn sợ có người mạo muội có động tác bởi vậy liền lập tức hô lớn. 10 người bên phía khác sau khi rơi xuống cũng không dám có chút cử động nhỏ, Sa Húc Nghiêu thử ngưng tụ quy tắc chi lực, phát hiện không có nửa phần cảm ứng, giờ phút này chẳng khác gì người thường, cái này khiến hắn cảm thấy cực kỳ không an toàn. Diệp Phàm tuy rằng không hiểu cờ, nhưng cảm nhận được những con cờ kia cực kỳ không tầm thường, hơn nữa kết nối cùng một chỗ khí thế kinh người. Tựa hồ tùy tiện chút biến hóa nhỏ cũng sẽ khiến bọn hắn tan thành mây khói. Lý Vân Tiêu nói, mọi người tạm thời đừng nhúc nhích, tình huống nơi này ta cũng không rõ lắm, nhưng có thể khẳng định là nếu tùy tiện cử động sẽ khiến ván cờ biến hóa, tất cả mọi người đều phải xong đời. Thương mở miệng nói, Lê, có nhìn ra gì không? Lê nhìn qua những con cờ kia, trong mắt lại lộ vẻ giật mình khó có thể che giấu, nói. Những con cờ này vậy mà đều dùng thiên ngoại tinh đúc thành, khó trách có thể bố trí xuống loại tinh thần kỳ cục này. Sát khí trên ván cờ này rất nặng, tựa hồ từng bước đều sẽ thua, khó thấy được một tia sinh cơ. Chúng ta lâm vào trong đó, rất khó thoát, trừ phi có thể tìm được mấu chốt ván cờ, phá giải ra. Đường kiếp sắc mặt xám trắng, sâu thẳm nói. Phá giải, người có biết ván cờ này đã truyền lưu bao lâu không? Cho tới bây giờ chưa từng có người phá giải được. Phong ấp cũng trở nên ngưng trọng, cả kinh nói. Đây là thiên địa kỳ cục sao? Ta chỉ nghe nói qua thôi, sát cơ ẩn chứa trong ván cờ này cực kỳ mạnh mẽ, mới thấy lần đầu. Nếu không cách nào phá được ván cờ này thì kết cục khó đảm bảo sẽ không tan thành mây khói. Sa Húc Nghiêu nói. Thế nhưng cờ chia ra hai màu, chúng ta phá cục, vậy bọn họ làm gì? Hắn chỉ vào bọn người Lý Vân Tiêu. Lộ ra vẻ nghi hoặc. Lê nói, ta hiểu, đây không chỉ là khốn cục, hơn nữa còn là một hồi song sát cục. Mấu chốt phá giải có lẽ chính là giết sạch đối phương. Bằng không xúc động sát cơ, kết quả cuối cùng sẽ là toàn bộ tan thành mây khói. Phong ấp lộ ra ánh mắt ngoài ý muốn nhìn qua Lê, tựa hồ cảm thấy cực kỳ hứng thú với lai lịch của nàng, gật đầu nói. Ngươi nói rất đúng, đây là song sát cục. Hơn nữa chúng ta bây giờ lực lượng hoàn toàn biến mất, chỉ có thể dựa theo quân cờ tru sát đối phương, có lẽ sẽ có một đường sinh cơ. Lê cao mày nói, quan sát cẩn thận chút đã. Bọn hắn hiện giờ căn bản đã ngồi một thuyền với hai tên võ đế này rồi, thế cờ này hoàn hoàn đan xen, kết nối một thể, tác động bất luận quân cờ nào cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến mấu chốt thắng bại, cho nên phải cực kỳ thận trọng. Đánh cờ định sinh tử. Trương Thiệu Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đối với những thứ này rốt đặc cán mai, nhưng tinh thần chi lực mênh mông và từng bước sát cơ hắn vẫn có thể cảm thụ được, đứng ở đó không dám có chút cử động. Hào khí trên bàn cờ thoáng cái trở nên quỷ dị, cũng không dám phát ra chút thanh âm, càng đừng nói vọng động. Những người hiểu cờ cũng bắt đầu nhao nhao rơi vào trầm tư. Đường kiếp thì lộ vẻ tuyệt vọng, thiên địa kỳ cục này hắn đã tìm bao nhiêu kỳ vương đại sư, thậm chí có mấy người trực tiếp nhập ma thổ huyết mà chết, đều không thể phá giải nổi. Sa Húc Nghiêu nói, phòng ấp, người bình thường nghiên cứu những thứ này rất sâu, giết sạch đối phương có lẽ không có vấn đề chứ. Phòng ấp mặt lộ vẻ lo lắng, cười khổ nói. Nếu là một bàn cờ mới, những tên cặn bã này đến gấp 10 lần cũng phải chết.
nhưng đây chính là tàn cuộc, biến số trong đó căn bản khó có thể thấy hết, ta nhìn lâu như vậy, một chút môn đạo đều không thấy, sợ rằng tùy tiện động một chút thì mình chính là người chết trước ngay. Lê mở miệng nói, đúng vậy, ván cờ này sát cơ quá nặng, người động trước chết trước. Nhưng nếu là ván cờ, thì nhất định phải có cách phá giải. Người động trước chết trước sao? Vậy phải đợi bao lâu? Trương Thiệu Thiên mặt âm trầm nói. Lý Vân Tiêu, người nắm chắc mấy phần phá giải được ván cờ này. Hắn phát hiện bên mình ở vào thế yếu tuyệt đối, phòng ấp của vạn tinh cốc kia không chỉ nổi tiếng là huấn thú sư, hơn nữa còn là trận đạo đại sư, mấy đại yêu kia cũng tựa hồ kiến thức rộng rãi, mà bên phía mình ngoại trừ Lý Vân Tiêu có chút thần bí ra, người còn lại chỉ đóng vai phụ, tâm hắn thoáng cái chìm xuống đáy cốc. Lý Vân Tiêu nhìn khắp mọi nơi, bàn cờ này ngoại trừ từng bước sát cơ ra, hơn nữa biến hóa vô cùng, trong lòng của hắn đã suy diễn mấy chục loại cách đi, đều là một nước qua đi sẽ sinh ra biến hóa vô tận, vậy mà hoàn toàn không thấy tương lai. Lý Vân Tiêu ăn ngay nói thật nói. Nếu để cho ta một năm nửa năm nghiên cứu, nói không chừng sẽ có kết quả, nhưng muốn trong thời gian ngắn phá vỡ, hoàn toàn không có nắm chắc. Sắc mặt Trương Thiệu Thiên trầm xuống, nhưng cũng biết hắn nói rất đúng. Nếu như dễ dàng phá giải như vậy sao có thể làm khó vô số người trên đại lục chứ? Bất quá! Lý Vân Tiêu đột nhiên cười cười, nói. Nếu chỉ cần mượn nhờ quân cờ diệt giết bọn hắn thì ta ngược lại nắm chắc 10 phần. Hắn vừa mới nói xong, toàn bộ bàn cờ chợt yên tĩnh lại, tràn ngập một cổ sát ý tuyệt cường, bắt đầu lan tràn trên bàn cờ, mà ngọn nguồn sát khí chính là Lý Vân Tiêu, hắn dựng thẳng ngón giữa, cao cao giơ tay lên. Nắm chắc 10 phần diệt sát chúng ta. Ha, ha ha, tiểu tử này là ai? Nói chuyện rất có ý tứ đấy. Phòng ấp nhìn không được cười ha hả, nói. Tiểu tử này thật sự hiểu cờ sao? Ánh mắt của hắn từ trêu tức chuyển thành lạnh như băng, lạnh giọng nói. Phàm là có chút tu vị cờ đạo đều biết đây là sát cục người động trước chết trước a. Trừ phi ngươi tìm được con đường chính xác duy nhất kia. Người động trước chết trước sao? Lý Vân Tiêu cười cười, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, ngón tay cao cao dựng thẳng lên điểm xuống phía trước, trong miệng nói. 13 chi 9 phi. 13 chi 9 phi. Lý Vân Tiêu khởi tay một ngón tay điểm xuống, trên bầu trời đột nhiên hội tụ ra một ngôi sao, gào thét rơi xuống. Hóa thành một quân cờ trắng đánh xuống chỗ hắn chỉ, phát ra hào quang sáng chói. Toàn bộ thế cờ theo hắn hạ cờ, khí thế đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không gian thế cờ vốn song song đột nhiên cao thấp căng phồng lên, hình thành đồ án tinh không lập thể, dù sao ô lưới 19 cũng răng khắp nơi, vô hạn diễn sinh, giống như toàn bộ không gian vũ trụ hoàn toàn hóa thành một phương bàn cờ vậy. Theo bàn cờ biến hóa, sát cơ trong ván cờ cũng theo đó biến đổi, khi thì như cầu nhỏ nước chảy. Mát lạnh nhập vào cơ thể, hoặc như thiên quân vạn mã, ép khiến hô hấp khó khăn. Trận trận hàn ý bao phủ trong lòng mỗi người, phảng phất như tùy tiện khẽ động sẽ triệt để tan thành mây khói vậy. Chi, không phải nói người động trước chết trước sao? Hắn, bọn hắn sao không có việc gì? Sa Húc Nghiêu kinh hãi nhìn ván cờ biến hóa, hắn chỉ cảm giác như bên mình tựa hồ lâm vào trong sát cơ thật lớn, ngay cả với tu vị võ đế của hắn cũng cảm thấy xuyên tim. Từ rất lâu không có cảm giác vô lực mặc người định đoạt như thế rồi. Phòng ấp và Lê cũng đều biến sắc, một chiêu kia của Lý Vân Tiêu nhìn như nhàm chán, giống như có cũng được mà không có cũng không sao, không ảnh hưởng đến chiến cuộc, nhưng toàn bộ trận thế ván cờ lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như một cái dẫn đạo, chuyển sát cơ vô tận về phía bọn hắn. Trương Thiệu Thiên thì phản ứng hoàn toàn ngược lại với bọn hắn, chỉ cảm thấy có loại cảm giác áp lực tan hết, toàn thân buông lỏng. Mọi người Thánh Hỏa Điện cũng như chút được gánh nặng, kinh hỉ nhìn biến hóa cực lớn này. Sao hả, có thể giết sạch bọn hắn không? Trương Thiệu Thiên vội vàng nói, ở nơi này lâu thêm một phút đồng hồ, hắn cũng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo thêm một phần. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không có nhanh như vậy, xem tốc độ ra cờ của bọn hắn đã. Chỉ sợ bọn hắn không động, phương không gian này không biết có hạn chế thời gian hay không. Nếu như bọn hắn đứng im một vạn năm vậy thì thảm rồi. Bất quá, xem nét mặt của bọn hắn, dường như tình huống cũng không khả quan lắm. Bên phía cờ đen quả nhiên trở nên khẩn trương, sát khí trong ván cờ vậy mà càng ngày càng mạnh, vài tên đại yêu tu vị yếu nhất, bắt đầu sắc mặt trở nên hơi chút trắng bệch. Lê Cả Kinh nói, không được, nếu không hạ cờ, chúng ta sẽ bị sát khí lâm thể, chết trong ván cờ này mất.
nàng cũng giơ cao tay phải lên, trên mặt lộ vẻ bối rối và do dự. Dừng tay, ngàn vạn không nên mạo muội động. Phòng ấp nhìn bộ dạng của Lê, sợ hãi kêu lên một tiếng, đột nhiên quát. Nếu đi nhầm một bước, vạn kiếp bất phục, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Lê lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói. Người có tu vị võ đế, còn có thể chống nửa canh giờ, nhưng mấy người chúng ta chỉ là lục hợp võ tông, sợ rằng qua thời gian uống cạn chung trà đã bị chôn vùi rồi, thay vì thế, không bằng hạ cờ. Đồng tử phòng ấp đột nhiên co lại, trong mắt nổi lên nghiêng trời lệch đất, nhưng bất đắc dĩ nơi này áp chế tu vị, hơn nữa hắn căn bản không dám nhúc nhích chút nào, chỉ có thể lớn tiếng đe dọa nói. Có thể chống bao lâu thì chống bấy lâu cho ta, nếu không mặc dù ra được khỏi đây, ta cũng phải diệt sát bọn ngươi. Sa Húc Nghiêu cũng quát to. Ai cũng không được tự ý động, tất cả lấy chỉ huy của chúng ta làm chuẩn. Lê sắc mặt hơi đổi, bảo nàng hạ cờ quả thật cũng không có nắm chắc, quay đầu trưng cầu ý kiến của Thương. Thương vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với sát cục trước mắt cực kỳ thờ ơ, lạnh nhạt nói. Nên hạ thì cứ hạ, lời sủa bậy của hai người này cứ coi như đánh giấm là được. Ngươi! Phòng ấp giận tím mặt, nhưng thấy ngón tay kia của Lê muốn điểm ra, sợ tới mức toàn thân run lên, đột nhiên nói. Dừng tay, mặc dù muốn hạ, cũng nên đợi mọi người nghiên cứu thảo luận một chút đã chứ, người định hạ ở đâu? Tay Lê ngừng lại giữa không trung, do dự nói. Bảy chi 16. Nàng cũng không chắc cắn, nếu không phải tình thế bức người, cũng sẽ không mạo muội hạ cờ rồi. Bảy chi 16. Trong mắt phòng ấp hiện lên một tia kinh ngạc, nước cờ này tuy rằng không cách nào thay đổi thế cục, nhưng cũng có thể hóa giải hơn phân nửa sát cơ do Lý Vân Tiêu gây ra, quả thật là nước cờ không tệ. Vẫn nên đánh vào 11 chi 2 đi, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Đường Kiếp hồi lâu không nói gì đột nhiên mở miệng, hắn bị Lý Vân Tiêu một quyền đánh nát người lòi cả xương cốt, mặc dù có Lê hỗ trợ cứu trị, nhưng thương thế còn chưa lành, trên mặt không có chút máu. 11 chi 2. Phong ấp và Lê đều đồng thời cả kinh, thuận miệng nói ra, ngược lại trên mặt hai người đều lộ vẻ kỳ dị, càng mang theo vui sướng nồng đậm, một nước này nếu hạ xuống, so với 7 chi 16 của Lê còn cao minh hơn rất nhiều, không những có thể hóa giải sát cơ, còn có thể chuyển thủ làm công. Phong ấp đại hỉ nói, tiểu tử, ngươi là người nào? Là cao thủ cờ đạo sao? Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế nghĩ ra một chiêu này, tuyệt không phải người bình thường. Hắn tựa hồ đã thấy được hy vọng thoát khốn. Đường Kiếp ôm quyền cung kính nói. Bẩm phong ấp đại nhân, tại hạ tứ cực môn đường ra Đường Kiếp, đối với cờ đạo cũng có nghiên cứu, nhưng so với phong đại nhân thì vẫn còn kém xa. Hắn biết rõ thân phận của hai người này, rất có ý kết giao. Nếu có thể kéo một đầu nhân mạch đi thông vạn tinh cốc, vậy thì đối với tương lai tranh đoạt vị trí môn chủ tứ cực môn sẽ có rất nhiều trợ giúp. Tứ cực môn đường ra Đường Kiếp. Phong ấp nhíu mày, nói. Dường như có chút ấn tượng. Hắn cười nói. Tiểu tử ngươi không tệ, tài năng hơn người, hơn nữa đầy bụng kinh luân, làm người khiêm cung hữu lễ, nếu có thể trợ giúp mọi người thoát khốn thì ta sẽ ghi nhớ nhân tình này. Không tệ. Sa Húc Nghiêu cũng nói. Ta và ngươi có thể kết thành bạn vong niên. Đường Kiếp lòng tràn đầy vui mừng, liên tục đồng ý. Thoáng cái đã nhận được hảo cảm của hai vị võ đế. Quả thật là quá ngoài ý muốn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải sống sót ra khỏi đây mới được. Phá giải thiên địa kỳ cục này hắn không chút nắm chắc, nhưng nếu chỉ cần dẫy dụa đi vài bước, đẩy đối phương vào tử cảnh thì hắn không lo lắng chút nào cả. Thấy tất cả mọi người đều không phản đối nữa, Lê rốt cục điểm xuống một chỉ, quát khẽ. 11 chi 2 xong. Một ngôi sao trực tiếp ngưng tụ trong không gian ván cờ, tản mát ra ánh sáng sáng chói màu ngọc lưu ly xanh biếc. Đánh xuống vị trí mà ngón tay nàng chỉ, hóa thành quân cờ màu đen, tản mát ra áp lực cường đại, chấn vào lòng bọn người Lý Vân Tiêu, hào khí nhẹ nhõm thoáng cái lập tức trở nên khắc nghiệt. Thế cục ván cờ lập tức nghịch chuyển, khí cơ lạnh thấu xương thoáng cái hoàn toàn chuyển hóa qua, bên phía cờ trắng như sa vào trong sát cơ vô biên, tầng tầng lớp lớp, khẽ động sẽ chết. Ba gã cường giả võ hoàng tu vị khá thấp bên phía thánh hỏa điện dưới loại sát cơ này toàn thân bắt đầu run rẩy, hàn khí xông thẳng vào xương tủy. Hừ, tiểu tử, mặc ngươi có thiên đại át chủ bài, mặc ngươi có thân thể tuyệt cường, trong ván cờ này liều chính là trí tuệ của ngươi so được với ta sao? Ha 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 ha, Đường Kiếp nhìn Lý Vân Tiêu sắc mặt trắng bệch, nhịn không được cười ha hả, vẻ mặt đắc ý.
Trương Thiệu Thiên thấy thế ngứa răng, vạn phần hối hận lúc trước không liều chết giết người này trước. Hắn cũng biết thế cục bây giờ không ổn, không dám quấy rầy Lý Vân Tiêu suy nghĩ, im im lặng lặng ở một bên chờ. Hơn nữa trong mọi người tu vi của hắn cao nhất, nếu chống cũng là hắn chống được đến cuối cùng. Quả nhiên là nước cờ hay. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lộ vẻ kinh ngạc và ngưng trọng, một ngón tay gõ trên đầu vài cái, thì thào lẩm bẩm. Đây không giống như nước cờ mà chỉ số thông minh của ngươi có thể nghĩ ra a. Ta hiện giờ có 3 cách hạ cờ có thể phá nước này của ngươi, nhưng loại nào mới có thể đẩy ngươi vào tuyệt cảnh đây? Thực xoắn suýt a. Đường Kiếp biến sắc, không tin hừ lạnh nói. Xính miệng lưỡi có làm được gì? Có thể cứu mạng ngươi sao? Có bản lĩnh ngươi hạ cờ cho bổn công tử xem. Hắn vẻ mặt mỉa mai. Nước cờ này là do tập hợp đông đảo đại sư cờ đạo mới nghiên cứu ra, nhưng cuối cùng vẫn không thể phá được thiên địa kỳ cục, không thể nghi ngờ là một tiếc nuối cực lớn. Nhưng Đường Kiếp đối với ván cờ này hiểu rất rõ, hoàn toàn vượt qua mọi người ở đây. 7, 9, 10. Lý Vân Tiêu nhíu mày lại, trong đầu không ngừng suy diễn các loại biến hóa, chỉ cảm thấy vô cùng vô tận, căn bản không cách nào tính hết, suy nghĩ một lúc cảm thấy đau đầu muốn nứt, sinh ra một loại cảm giác vô lực. Hắn thở dài. Mặc kệ, đi một bước tính một bước, xem ai chết trước. Hắn cơ cao tay lên, điểm một ngón tay tới trước, quát. 9 chi 3 xong. Không gian ván cờ ngưng tụ ra một quân cờ trắng, tản mát ra tình thần chi lực rơi xuống tiết điểm trong không gian, xét qua một cái đuôi thật dài trên bầu trời, thập phần rực rỡ tươi đẹp. Ầm ầm. Trong không gian đột nhiên xuất hiện tiếng vang rất nhỏ, phảng phất như nước cờ này đã dẫn động quy tắc nào đó, ván cờ lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn, tất cả đại trận nhãn vốn cô lập dưới một nước này tựa hồ kết nối cùng một chỗ, diễn sinh ra tuần hoàn luân phiên, vô thủy vô chung. Cái này, thật loạn a, chuyện gì xảy ra? Lê quá sợ hãi, nhìn trận cờ trước mắt biến hóa, có loại cảm giác không tính toán nổi, hoa đầu chóng mặt. Tại sao có thể có biến hóa lớn vậy được? Vừa rồi rõ ràng đã sắp bức tử đối phương rồi, chỉ một nước lại khiến trật tự điên đảo. Càn khôn xoay chuyển, cái này. Phong ấp càng trợn mắt há hốc mồm, chính hắn cũng là trận pháp đại sư, loại biến hóa này càng chưa bao giờ thấy qua, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng giờ từng cái hiện ra trước mắt, hoàn toàn đánh đổ thưởng thức về trận pháp của hắn. Đường Kiếp cũng há miệng, có chút không tin rồi, nhưng lúc sát cơ sỏ xuyên qua thiên địa bay khắp bốn phía thì toàn thân hắn dùng mình một cái, vội vàng gãi đầu vào tai, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Lúc này đến phiên bên cờ trắng nhẹ nhàng thở ra, Lý Vân Tiêu phong khinh vân đạm cười nói. Sao hả, Liều Trí Tuệ lại không đủ dùng sao? Xem ngươi thật giống như rất gấp gáp a. Có cần bản thiếu gia nhắc nhở một chút không? Đường Kiếp đỏ mặt, nổi giận mắng. Đừng vội hả hê, ngươi lại hảo tâm nói cho chúng ta biết nên đi thế nào sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Cái này cũng chưa hẳn. Ánh mắt hắn tràn đầy thần sắc tò mò, nói. Ta hiện giờ đối với thiên địa kỳ cục này cũng cực kỳ có hứng thú, nước cờ vừa rồi của ngươi phi thường tuyệt diệu, ta rất muốn xem một chút nước tiếp theo ngươi sẽ đi thế nào. Hiện tại ván cờ biến hóa gọi là địa hỏa minh di, không biết người đã nghe qua chưa? Tất cả mọi người đều sững sờ, vào thời khắc sinh tử, hắn vậy mà bắt đầu nghiên cứu vấn đề sao? Bên phía cờ đen nguyên đám ngạc nhiên không thôi, Sa Húc Nghiêu cảm nhận được sát cơ trùng thiên, cả giận nói. Hừ, ngươi là muốn cố ý hỗn loạn tư duy chúng ta, ngươi xem mọi người là hài tử 3 tuổi sao? Phòng ấp thì nhíu chặt mày, lâm vào suy tư. Lê ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, nhìn thoáng qua Lý Vân Tiêu, trong con người hiện lên hào quang khác thường, nói. Ván này đích thật là, địa hỏa minh di, kết quả quang minh hắc ám, chỉ trong toàn bộ thiên địa kỳ cục chẳng qua chỉ là một góc thôi, ta đánh 7 chi 3, chư vị thấy thế nào. Bên phía cờ trắng cũng giống như Sa Húc Nghiêu, tưởng rằng Lý Vân Tiêu định đánh lạc hướng, sau khi nghe Lê nói lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, Trương Thiệu Thiên càng hổn hển, giận dữ hét. Lý Vân Tiêu, người đây là làm gì? Lý Vân Tiêu cười nhạt nói. Không có việc gì, ta muốn xem bọn hắn đi thế nào thôi. Ván cờ này ẩn chứa thiên địa chí lý, biến hóa vũ trụ, nếu như có thể phá giải thì đối với lĩnh ngộ thiên địa sẽ có chỗ tốt rất lớn. Trương Thiệu Thiên tức giận đến cơ hồ muốn hộc máu, cơ hồ quát ầm lên. Ta không muốn chỗ tốt, tranh thủ thời gian giết bọn chúng đi. Lý Vân Tiêu làm ra thủ thế im lặng, cười nói. Trước nhìn kỹ hắn nói a.
Bên phía cờ trắng đều tráng váng đầu não trướng, loại tình huống này, hắn còn tâm tư chơi, ngay cả người thánh hỏa điện còn muốn xông tới đánh hắn chứ đừng nói chi hai người phệ hồn tộc, trong lòng đều âm thầm nảy sinh ác độc, sau khi rời khỏi đây nhất định phải lột ra Lý Vân Tiêu. Loại thái độ lạnh nhạt kia của Lý Vân Tiêu lọt vào mắt bên phía cờ đen càng khiến mọi người trầm trọng. Đối phương có can đảm trực tiếp nói biến hóa ván cờ cho mình, hiển nhiên có tin tưởng cực kỳ, nguyên một đám sắc mặt vô cùng âm trầm khó coi. Phong ấp nói, bảy chi ba quả thật không tệ, nhưng không thể hoàn toàn hóa giải biến hóa do địa hỏa minh di mang đến. Nếu một nước cờ không thể lấy lại thế hòa, chờ hắn lại đánh thêm một nước thì chúng ta sẽ triệt để biến thành phía bị động rồi. Trên trán Lê Cơ Hồ nhíu chặt lại, lời này của Phong ấp nàng cũng rõ, nhưng hiện giờ đối phương hạ một nước cờ, trong đại cục có tiểu cục, nhìn kỹ lại càng là trong cục lại diễn sinh cục mới, tầng tầng biến hóa, vô cùng vô tận. Muốn bảo trụ không bị gạt bỏ cũng đã rất khó khăn, huống chi là chuyển bại thành thắng. Phong ấp sau khi trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Lúc trước vương tọa võ đế đại nhân từng lưu lại một câu phần đệm, chư vị đã từng ngơ qua chưa? Tâm giống như tơ nhện bay trên bầu trời, thân như điêu giáp hóa cảnh khô. Lê vẻ mờ mịt, nàng căn bản không biết rõ vương tọa võ đế là người nào. Nhưng phần đệm này vừa lọt vào tai, liền cảm thấy vô cùng thâm ảo. Diệu uẩn vô cùng, tựa hồ chạm vào mấu chốt gì đó, nhưng trong lúc nhất thời lại không bắt được, có chút nóng lòng. Đường kiếp chỉ cảm thấy trong đầu một lóe lên một đạo linh qua, đại hỉ nói. Đúng vậy, đúng là có này câu. Như vậy chiêu tiếp theo chính là hóa kén thành tầm, hóa giải ván cờ này. Vị trí tốt nhất hẳn là 9 chi 9. Không tệ. Phong ấp ánh mắt lộ ra một tia lệ mang, sát khí giạt rào nói. Ta không tin tập hợp trí tuệ ba người chúng ta, còn không thẳng nổi một mao đầu tiểu tử. Hắn đưa tay điểm xuống, quát. 9 chi 9 tiêu. Cờ đen rơi xuống, lập tức hóa giải khốn cục do địa hỏa minh di mang đến, hình thức toàn bộ cục diện hoàn toàn thay đổi, tựa hồ giao phong giữa hai cờ trắng đen xuất hiện cục diện hoàn toàn mới, lần nữa diễn sinh ra biến hóa vô hạn. Phong ấp trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, bản thân hắn chính là trận đạo đại sư, sau khi hạ nước cờ này. Lập tức hồi phục phong phạm và khí độ của đại sư, ngạo nghễ nói. Ngươi gọi Lý Vân Tiêu đúng không? Cái tên này ta nhớ kỹ rồi, đáng tiếc hôm nay ngươi tất phải vẫn lạc, thật sự đáng tiếc.